Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 81. Kết quả không sai biệt lắm, chú tôi bị đánh bại. Bốn trận này là ba tôi ra trận, chỉ có điều ba tôi từ nhỏ cốt kém. Lần trước lôi cửu âm Long Hoàn đại ca cho cùng sự trợ giúp của trưởng lão mới đột phá đến ngũ đẳng, so với tôi thân thủ còn muốn kém hơn, không có khả năng ứng chiến. Mà thứ ba chính là trưởng lão hai nhà luận bàn, kết quả có thể thấy. Trưởng lão Lô Giật Tiên của chúng tôi kém Phượng Xí Diêu một bậc nhỏ. Và lại trưởng lão nhà chúng tôi bị thương vẫn chưa khôi phục. Tuy nhiên, trưởng lão vì lợi ích của nhà họ Lô, không để ý đến sự phản đối của mọi người luận bàn. Dối người trong nhà đem quả thái tuế mà lão tổ tông lưu lại ở đập nước thiên thủy đời đường còn lại ba giọt nuốt hết. Lô Vĩ nói đến đây vẻ mặt khổ sở không biết làm thế nào, giọng khàn khàn, trong lòng Diệp Phàm cũng không thoải mái nói. Cái đó không thể dùng tung tung, nếu có mệnh gì, ôi! Chương 1458, các con phải kính trọng cậu Diệp. Ông cụ cũng liều chết, uống một liều thái tuế cực mạnh. Khi bắt đầu, Phượng Xí Diêu bị ông cụ đá trúng vài cú liền, suýt chút nữa bị ngã ra ngoài võ đài. Nhưng Phượng Xí Diêu đột ngột lấy từ trong túi ra một lọ thuốc gì đó uống vào. Trong nháy mắt, giống như thần tiên hạ phàm vậy, ông cụ liều chết đánh trả nhưng vẫn không nổi. Cuối cùng nhà chúng em vẫn bị thất bại. Mà ông cụ sau khi nuốt một liều thái tuế thì di chứng cũng phát tác, bây giờ đã sắp không qua khỏi rồi. Chắc cũng chỉ gượng được nội trong vài giờ nữa thôi. Mà nghe nói tên Phượng Xí Diêu của Phượng gia cũng uống thuốc kích thích, nghe nói cũng không khác mấy so với loại thuốc doping bị cấm của các vận động viên. Phượng Xí Diêu cũng đã phải chịu tác dụng phụ của thuốc, bây giờ nghe nói cũng đang nằm liệt trên giường không dậy nổi, chắc hẳn cũng không khác là mấy. Cái lão già chết tiệt này. Sau đó, Phượng gia lên tiếng, nói là nếu tập đoàn Lô Thị bằng lòng rút khỏi lĩnh vực vận chuyển bằng tàu thuyền thì hai bên có thể hòa giải được. Lô gia chúng em nhất định không đồng ý rồi, khoản lợi nhuận đó rất lớn, chiếm khoảng 30% tổng lợi nhuận của Lô gia trong một năm. Tuy nhiên, người bên ngoài mà bọn chúng mời tới chính là lão già của phái Thanh Thành. Mặc dù Lô gia biết rõ kết cục thất bại nhưng vẫn phải ứng chiến. Vì sự tôn nghiêm của Lô gia, chúng em đành phải đánh tới cùng. Lô Vĩ vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt mở trừng trừng. Tìm được viện trợ bên ngoài chưa? Diệp Phàm nghiêm mặt lại hỏi. Tìm được ư, rất khó. Lão già của Thanh Thành thuộc hàng thất đẳng. Trên đời này có được mấy cao thủ ở tầng đó. Diệp Phi Hồ của Diệp gia cũng có quan hệ thân thiết với Lô gia chúng em, đồng ý tương trợ. Tuy nhiên, bà ấy cũng nói chắc chắn sẽ thất bại, chỉ có điều sẽ không làm Lô gia mất thể diện quá thôi. Lô Vĩ nói, biết rõ sẽ thất bại mà vẫn ứng chiến cái gì, có phải hồ đồ rồi không? Diệp Phàm nhíu mày, hỏi. Dù thất bại cũng phải oanh liệt. Lô Vĩ nói, nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Cho dù thất bại nhưng cũng có thể chứng tỏ Lô gia chúng em ở Thủy Châu dù sao vẫn chưa sụp đổ. Chúng em cũng có thể mời cao thủ tầng thứ 6 trở lên từ bên ngoài đến trợ giúp. Bằng không? Môn phái mà không có được một người ngoài nào tương trợ sẽ càng bị người ta khinh thường. Tuy nói xã hội hiện đại hóa rồi, võ lâm không còn tồn tại nữa, thật ra một giới võ lâm ngầm vẫn còn chiếm ưu thế. Trong tình hình quốc gia quản lý súng ống đạn dược nghiêm ngặt như thế này, thân thủ cao cường vẫn chiếm ưu thế trong nhiều lĩnh vực. Đã xác định chắc chắn chưa? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa, Diệp Phi Hồ nói là còn phải cân nhắc một chút. Em biết bà ấy nói vậy chỉ để cho Lô gia chúng em chút thể diện. Phải biết rằng người nhà Diệp gia nhất định sẽ không đồng ý chuyện này. Tuy nhiên, trước kia Diệp gia nợ Lô gia chúng em một ân tình rất lớn nên đây chắc hẳn mới là nguyên nhân chính. Bây giờ chắc là tiền bối Diệp Phi Hồ đang thương lượng gì đó với người trong gia đình rồi. Trận đấu cuối cùng diễn ra vào buổi chiều ngày mai. Nếu Lô gia lại thất bại thì phải làm theo giao ước rời khỏi thị trường tàu bè. Ngay đến công ty tàu thuyền của Lô gia chúng em cũng phải định giá bán trao tay cho bọn chúng. Nếu Phượng gia thua cũng vậy, tuy nhiên bọn chúng thắng chắc rồi. Bọn chúng đã thắng hai ván đầu tiên, bây giờ chắc là đang cùng nhau ăn mừng ở đâu đó. Lô Vĩ vẻ mặt buồn bực, nói. Nếu như ngày mai Lô gia các cậu thắng không phải hai bên mới hòa nhau sao? Diệp Phàm có chút khó hiểu, hỏi. Nếu hòa nhau thì hai bên đấu thêm một trận nữa, lập tức bắt đầu. Tùy ý lấy người trong dòng tộc hai bên ra thi đấu, bao gồm cả người trợ giúp từ bên ngoài cũng được tính. Lô Vĩ nói, ánh mắt lờ mờ liếc qua khuôn mặt Diệp Phàm. Muốn tôi ra tay có phải không?
Diệp Phàm thản nhiên nhìn liếc nhìn Lưu Vĩ một cái. Chuyện này, đại ca, anh là người lăn lộn trong quan trường, không tiện dính dáng vào phương diện này. Lưu Vĩ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói gì thế, mọi người đều là anh em, đừng nói với anh cái gì làm quan với không làm quan. Mẹ kiếp, nếu làm ông đây điên lên thì mấy cái mũ quan nát đó cũng chẳng đáng gì. Trận này anh ứng chiến với, cậu hãy mau đi nói với những người quản lý sự việc trong nhà một tiếng đi. Diệp Phàm giơ tay vỗ vai Lưu Vĩ một cái. Anh chàng này vô cùng cảm động, môi hơi run rẩy, ấp úng hồi lâu vẫn chưa nói được thành lời. Đột nhiên nói với Diệp Phàm. Xin mời đại ca ngồi, em đi trước nói với mọi người một tiếng. Được. Phàm gật đầu, Lưu Vĩ thu xếp một người giúp việc pha trà cho Diệp Phàm, còn mình thì chạy đi nhanh như bay. Gian ngoài phòng ngủ của Lô Tiên Giật còn có một phòng khách nhỏ bố trí toàn bộ theo kiến trúc nhà ở phong kiến xưa. Gian phòng bên ngoài và bên trong được nối với nhau bằng một cửa vòm khắc hoa văn dẫn vào bên trong. Giờ phút này đã có đến mười mấy người nhà Lô gia đứng trong gian ngoài. Còn Lô Tiên Giật nằm liệt giường trong gian phòng, sắc mặt tái nhợt của ông cùng với màu trắng của chòm râu cũng gần gần giống nhau. Tất cả những người tai to mặt lớn của Lô gia đều tụ họp lại, chẳng hạn như trưởng ban ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc Lô Minh Châu cũng có mặt, còn có vài vị quan chức lớn ở thủ đô của Lô gia nữa. Tất cả đều đã đến. Những thành viên nòng cốt trong lĩnh vực tập đoàn tài chính của Lô gia, những người đứng đầu trong dòng tộc cũng đều đến. Trong phòng tràn ngập một không khí đau thương tang tóc. Lô Tiên Giật nhìn khắp mọi người một lượt, bất ngờ điềm tĩnh cười nói. Từng người một hãy phấn chấn lên cho ta. Lô gia dù có thất bại cũng cần bại một cách oanh liệt, chết có gì đáng sợ hả? Tuy nhiên, không một người nào bên trong phòng có thể cười lên được. Lô Tiên Giật chính là tinh túy của Lô gia, là trụ cột tinh thần của Lô gia, mấy chục năm qua đều như vậy. Người lãnh đạo trụ cột ngã quỵ rồi, những người phía dưới làm sao cười cho nổi. Tòa nhà bị nghiêng, tâm trạng ai ai cũng đều nặng nề. Cha ơi, xin cha nói ít đi vài câu, dành sức nghỉ ngơi, uống hết bát canh này đã. Lúc này, Lô Bạch Vân ở trước giường khuyên nhủ. Uống cái gì, Bạch Vân? Không phải đã nói với con rồi sao, vô dụng thôi. Khả năng lớn nhất của ta bây giờ là kéo dài thêm vài giờ, không khéo còn không nhìn thấy được trận đấu cuối cùng, hai. Lô Tiên Giật lại thở dài, nhìn khắp mọi người một cái, nói. Hãy giải tán hết đi, các con nên làm gì thì làm đi. Sau này phải nghe lời Bạch Vân và Minh Châu. Lô gia rất lớn, tất cả phải đoàn kết một lòng thì mọi người mới có cơm ăn, mới có được cuộc sống tốt đẹp. Bằng không. Lô gia thực tan rã rồi thì các con làm sao có được cuộc sống dễ chịu. Chắc là đi trên đại lộ Thủy Châu cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Lô gia chúng ta từng là môn phái dẫn đầu ở Thủy Châu, cũng từng lãnh đạo các môn phái ở Thủy Châu. Tuy là những điều này đều đã trôi qua rồi, nhưng khó khăn tiếp theo, chúng ta đều phải kiên trì vượt qua. Tinh thần của người nhà Lô gia tuyệt đối không thể mất đi được. Người nhà Lô gia phải ngẩng cao đầu làm người. Xin ông cứ yên tâm. Chúng con sẽ không tan rã đâu, người trong dòng tộc Lô gia sẽ ngày càng đoàn kết, xin ông hãy bất lời, nghỉ ngơi giữ sức nhiều hơn. Minh Châu, trước đây cũng làm khổ con công tác ở trong chính phủ, trước kia cha không hiểu được chuyện quan trường của các con. Mọi chuyện đều lấy cách nhìn cũ yêu cầu con làm theo. Nhưng, sau này cha sẽ không như vậy nữa, khi cha ra đi rồi, các con hãy sắp xếp cuộc sống theo ý của mình đi. Tuy nhiên, với khả năng của con hiện nay, trong trường hợp không vi phạm pháp luật thì hãy giơ tay giúp đỡ Lô gia đi, hai. Lô Tiên Giật giơ tay xoa xoa đầu Lô Minh Châu, nét mặt hiện rõ vẻ ân hận. Cha không cần phải nói nữa, Minh Châu mãi mãi là người nhà họ Lô, trước kia Minh Châu không hiểu chuyện, không suy xét đến lập trường của cha. Minh Châu không hiểu chuyện, Minh Châu cầu xin cha tha thứ. Lô Minh Châu rốt cục không chịu đựng được, hai chân quỳ trên mặt đất. Tay vái lạy ở mép giường, nghẹn ngào lên tiếng. Chị, lão tứ Lô Húc Thăng của Lô gia đảm nhiệm chức vụ trưởng ủy ban trung ương nào đó của thủ đô, nhẹ nhàng đỡ tay chị gái Lô Minh Châu nói. Húc Thăng, đừng động vào chị cầu xin cha tha thứ. Chị rất có lỗi với cha. Lô Minh Châu nức nở nói. Đúng lúc này, Lô Vĩ vội vã chạy tiến vào, sượt qua mặt đất một cái, quỳ gối trước mặt Lô Tiên Giật nói. Thưa ông nội, trận thứ tư tìm được người bên ngoài chi viện rồi. Xin ông nội cứ yên tâm, Lô gia chúng ta có hy vọng rồi,
chúng ta sẽ thể không thua được. Cháu tìm được ai, Vĩ Nhi, trong lớp thanh niên thì công lực của cháu là cao nhất. Cháu chính là hy vọng của Lô gia. Đừng an ủi ta, thua, ta cũng chịu được. Thua thì thua mà, ta sẽ không nuối tiếc đâu. Lô Tiên Giật nói. Không phải là an ủi đâu, là thật đó. Chính là đại ca Diệp Phàm của cháu. Lô Vĩ khẩn trương nói ra đại danh của Diệp Phàm. Là anh ta. Lô Tiên Giật đột nhiên giống như hít phải thuốc phiện, cả người bất ngờ ngồi bật dậy. Hai mắt nhìn chằm chằm Lô Vĩ hỏi. Thật sự là anh ta, thật sự là anh ta. Đúng vậy, bây giờ anh ấy đang ngồi ngay trong phòng khách uống trà. Lô Vĩ gật đầu. Thưa ông nội, nghe nói anh Diệp cũng là một cao thủ thất đẳng, thực lực tương đương với Lý Thuần Miên của núi Thanh Thành. Lúc này, một người trong gia tộc họ Lô nói, liếc mắt nhìn Lô Vĩ một cái rồi nói tiếp. Lô Vĩ, làm sao anh có thể nói rằng anh Diệp thắng chắc rồi? Chuyện chưa nắm chắc đừng nói bậy chứ. Vừa nghe cậu ta nói như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lô Vĩ. Ngay cả Lô Tiên Giật cũng chăm chú nhìn Lô Vĩ có chút khó hiểu. Nói đi, cha biết con sẽ không nói bừa. Lô Bạch Vân điềm nhiên cổ vũ con trai, nói. Vậy con xin kể ra một câu chuyện, thổ địa Đông Phương Thăng, biệt hiệu này chắc chắn các vị tiền bối đều đã nghe qua rồi phải không? Lô Vĩ nhìn quét xung quanh một lượt, hỏi. Thổ địa gia Đỗ Tử Nguyệt là vị cao thủ thất đẳng trẻ tuổi, được tôn là người đứng đầu bốn siêu cao thủ Hoa Hạ. Điều này chỉ có vài người chúng ta biết thôi. Lô Bạch Vân gật đầu. Vậy là được rồi. Lô Vĩ gật gật đầu, nói tiếp. Sơn Trang Ngô Đồng là sản nghiệp của Đỗ gia, có một ông lão vừa câm vừa điếc thường xuyên tỉa cây dọn cỏ ở đó. Tên ông lão là A Tông, biệt danh là Trung A Cô, nghe nói tên thật là Âm Đông Ly. Không biết ông nội có biết lai lịch của người này không? Âm Đông Ly, Âm Đông Ly. Lô Tiên Giật lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên hai mắt lão mở to, nhìn Lô Vĩ một cái hỏi. Có phải là sư thúc Âm Vô Đao của Bắc Sơn tiểu tử, nếu bây giờ còn sống, không chừng đã đột phá cửu đẳng. Người này tính tình cổ quái, không ngờ được lại có thể thật sự ẩn cư ở Đỗ gia. Vâng, chính là ông ta. Đại ca chỉ dùng mấy quyền đã đánh ngã ông chú Đỗ Cử Văn của Đỗ Tử Nguyệt. Nghe Trung A Cô nói, Đỗ Cử Văn là cao thủ thất đẳng tầng thứ ba. Ông nội tin lời Trung A Cô nói không? Lô Vĩ hỏi. Tuy nói Âm Đông Ly tính tình cổ quái nhưng lời nói ra vô cùng đáng tin cậy, dù sao cũng không thể gạt người. Ta tin lời ông ta nói chính là sự thật. Nét mặt Lô Tiên Giật chợt giãn ra. Vậy cậu Diệp chẳng phải là... Lô Bạch Vân vẻ mặt kinh ngạc, hỏi nhỏ ông cụ. Ừ, ít nhất hắn đến tầng thứ tư rồi. So với Lý Thuần Miên của núi Thanh Thành thì tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Kiểu cao thủ như Trung A Cô này nhất định sẽ không nhìn sai người. Theo lời đồn đại bên ngoài thì Lý Thuần Miên đã đạt tới thất đẳng tầng thứ ba rồi. Tuy nhiên trên thực tế hẳn là có sự sai lệch, ta đoán chắc hẳn chỉ là thất đẳng tầng khai nguyên. Nếu cậu Diệp có thể đánh bại Đỗ Cử Văn thì trận đấu này thắng chắc rồi. Lô Tiên Giật gật gật đầu, tin tưởng vô cùng. Chương 1459 lấy công ty để cảm tạ. Ông cụ liếc mắt nhìn mọi người một lượt, thở dài. Bạch Vân, mau mời cậu ta vào chỗ ta đi. Sau khi ta đi rồi, các con phải kính trọng cậu ấy. Chuyện thành bại của Lô gia đều phải trông cậy vào cậu ta rồi. Lô gia chúng ta, hiện tại thì công lực của Đông Phương là cao nhất. Đông Phương nhiều nhất cũng chỉ đến được tầng thứ 6 là dừng vì sức khỏe của nó không tốt. Chúng ta cũng không tìm thấy bảo vật quý giá như Lôi Âm Cửu Long Hoàn để có thể tương trợ cho nó. Dù sao Lô Vĩ cũng là hy vọng trong tương lai của Lô gia chúng ta. Nếu Lô Vĩ cứ đi theo Diệp Phàm, được cậu ta hướng dẫn thì rất có thể sẽ trở thành người duy nhất trong Lô gia sau ta đạt đến tầng thứ 7. Lô Vân thì không được, không có được vận may như Lô Vĩ rồi. Con đích thân đi mời. Lô Bạch Vân gật đầu, đích thân cùng Lô Vĩ đến phòng khách mời Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm bước vào phòng ngủ của Lô Tiên Giật, trong phòng chỉ còn lại vài anh chị em của Lô Bạch Vân. Những người khác đều bị ông cụ bảo ra ngoài rồi. Nhìn thấy Diệp Phàm bước vào, Lô Tiên Giật bất ngờ giãy giụa đòi đứng lên. Diệp Phàm nhanh nhẹn sải mấy bước chân tiến lên đỡ được ông cụ, miệng nói. Xin ông đừng đứng dậy. Thất lễ với cậu Diệp rồi. Trước khi ra đi có thể gặp mặt cậu Diệp một lần, Lô Tiên Giật tôi mãn nguyện rồi. Đại nghĩa của cậu Diệp khiến tôi thật khâm phục, vĩ tử có thể quen biết với một người như cậu là diễm phúc cả đời của nó. Lô Tiên Giật nghiêng người dựa vào gối trên giường nói.
Vĩ Tử rất cừ, là một anh em tốt. Diệp Phàm nói, truyền một luồng nội khí vào người Lô Tiên Giật. Ông cụ Lô gia cũng cảm nhận được, nói. Không cần lãng phí nữa, vô ích thôi. Toàn bộ kinh mạch của tôi đều đã bị rối loạn, hơn nữa một vài kinh mạch trọng yếu đã bị đứt rồi. Thái tuế quả dùng đúng cách chính là một phương thuốc tuyệt diệu, dùng không đúng cách lại chính là công cụ giết người lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể lấy đi tính mạng của lão già này. Điều này, ta sớm đã dự tính được. Cậu Diệp, ai sống ở đời cũng đều có một ngày này, chỉ là sớm một chút hay muộn một chút mà thôi, ha ha. Việc ông cụ Lô gia bình thản trước cái chết khiến Diệp Phàm vô cùng khâm phục. Hắn quay đầu hướng về trưởng ban Lô Minh Châu và Lô Bạch Vân gật đầu chào. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn cố hết sức giúp Lô Tiên Giật vận khí tuần hoàn một vòng trong cơ thể. Cảm ơn, tôi cảm thấy dễ chịu nhiều rồi. Cậu Diệp hãy thu tay lại đi, vẫn phải giữ lại chút khí lực. Lô Tiên Giật lại thỉnh cầu, Diệp Phàm cũng thu tay lại, biết có truyền thêm cũng thật sự là vô ích. Cậu Diệp à, tên công ty vận tải biển của Phượng Gia là công ty vận tải biển Hồng Thăng, còn của Lô Gia chúng ta gọi là công ty vận tải biển Hào Thế. Hai công ty vận tải biển của hai nhà đều có quy mô đầu tư tương đương nhau. Hơn nữa, còn có một xưởng đóng tàu. Công ty vận tải biển Hào Thế của Lô Gia chúng tôi hiện tại giá trị lên tới 600 triệu, của Phượng Gia cũng tương đương như vậy. Năm nay, cả hai nhà đều bỏ bao tâm huyết đầu tư và còn làm mưa làm gió trên thị trường vận tải biển và đóng tàu. Khiến cho nhiều công ty cùng ngành đều căm giận cạnh tranh với hai nhà chúng tôi vô cùng khốc liệt. Chắc hẳn có một số xí nghiệp nhỏ cũng bởi vì vậy mà bị vạ lây phải đóng cửa. Mà hai nhà chúng tôi còn đi tới mức phải giao đấu để giải quyết mâu thuẫn, chuyện này cũng có quan hệ mật thiết với sự gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp cùng ngành khác bên ngoài và thu hút sự chú ý của một số lãnh đạo ở thủ đô. Lô Bạch Vân nói, việc này bác không cần nói với cháu, cháu là một cán bộ trong chính phủ, không nhúng tay vào lĩnh vực này. Diệp Phàm nói, dự cảm được điều gì đó. Cậu Diệp bằng lòng mạo hiểm đắc tội với Phượng gia để giúp đỡ chúng tôi. Lô gia chúng tôi cũng không phải là những kẻ vô ơn, chịu ơn mà không biết báo đáp. Vừa rồi, ông cụ và chúng tôi đã bàn bạc qua rồi. Nếu lần thi đấu này, cậu Diệp có thể giúp chúng tôi nắm chắc được công ty vận tải biển Hồng Thăng thì đương nhiên Lô gia chúng tôi là người thu được nhiều lợi ích nhất. Chúng tôi chỉ dùng 20% giá cả, cũng tức là 120 triệu thì mua lại công ty vận tải Hồng Thăng. Chúng tôi có được điều này là do thắng được lần giao đấu này, nói ra thì tất cả đều là công lao của cậu Diệp đây. Cho nên ban giám đốc trong gia tộc chúng tôi đã thương lượng qua. Số tiền kiếm được từ công ty vận tải biển Hồng Thăng, chúng tôi một xu cũng không cần. Cậu Diệp có thể bỏ 120 triệu để mua lại công ty của bọn họ. Đương nhiên, theo quy định công ty vận tải biển Hào Thế của tập đoàn Lô thì chúng tôi sẽ mua lại công ty vận tải biển Hồng Thăng trước. Sau đó chúng tôi lại lấy giá gốc 120 triệu chuyển nhượng lại cho cậu Diệp. Hai công ty của hai nhà chúng ta có thể hợp tác thành lập một tập đoàn vận tải biển mới càng lớn hơn. Theo ý của ông cụ thì tập đoàn vận tải biển này có thể để cho Diệp Thị khống chế cổ phần. Sau khi Lô Bạch Vân nói xong, Diệp Phàm thực sự cũng có lời muốn nói. Em trai Lô Đông Phương của Lô Bạch Vân đã mở miệng, nói. Cậu Diệp này, tập đoàn vận tải biển Hào Thế vẫn do tôi phụ trách từ trước. Lô Thị và Diệp Thị các cậu hợp tác không chỉ có một lần. Tập đoàn Bàn Đế ở Việt Đông chính là một tiền lệ. Chúng ta có thể làm theo phương pháp cũ, đợi sau khi Hồng Thăng bị chúng tôi thôn tính, tập đoàn Bàn Đế sẽ ra mặt mua lại. Sau đó, hai nhà chúng ta sẽ thành lập một tập đoàn vận tải biển, tuy nói chưa thể chiếm được cả khối thị trường vận tải biển Thủy Châu này nhưng thị phần có được nhất định phải hơn 60%. Cảm ơn hai người đã coi trọng tập đoàn Bàn Đế của đại ca Diệp Cường nhà cháu. Tuy nhiên, lần này cháu ra tay hoàn toàn là vì Lô Vĩ, bởi vì chúng cháu là anh em, còn chuyện tiền nong xin cho qua. Tin rằng nếu là cháu gặp phải chuyện như vậy, Vĩ Tử cũng sẽ xông lên không chút do dự. Chuyện với Phượng gia của mọi người, cháu không nhúng tay vào. Cháu chỉ đơn thuần giúp đỡ mọi người đánh thắng trận này là được rồi. Chứ tiền này thì cháu không cần. Đến lúc đó, mọi người mời cháu ăn một bữa là được rồi. Nói về việc Phượng gia thật sự muốn gây khó dễ cho cháu thì ha ha, mọi người không cần lo lắng gì cả. Diệp Phàm cháu, không ngại nhổ tận gốc Phượng gia đâu. Phượng gia tuy lớn, nhưng Diệp Thị của cháu cũng không phải là nhu nhược. Bảo bọn chúng đến hỏi gia tộc Câu Trần ở Hải Nam, kết cục khi chọc vào Diệp Thị chính là như vậy, hừ.
Khi bắt đầu Diệp Phàm đang cười, nói đến đây thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Khí phách anh hùng thể hiện rõ, mấy anh chị em nhà Lô gia thầm khâm phục thằng nhãi này còn trẻ như vậy mà đã có khí phách lớn của người anh hùng. Cậu Diệp, cậu có nguyên tắc làm người của cậu, Lô thị chúng tôi cũng có nguyên tắc làm người của chúng tôi. Cậu cũng biết, thời gian của ông cụ không còn nhiều nữa. Tin chắc rằng cậu cũng không muốn để ông ấy mang theo tiếc nuối ra đi chứ. Lúc này, Lô Minh Châu bất ngờ mở miệng. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu rõ. Gia tộc họ Lô chính là muốn kéo mình ngồi chung trên một con thuyền. Dẫu sao cũng không phải có ý gì xấu. Người ta hoàn toàn có ý tốt, dành lợi ích ưu tiên cho mình. Sau này, tập đoàn bàn đế của đại ca và Lô thị hợp tác càng chặt chẽ rồi. Nếu Lô thị lỡ xảy ra chuyện gì thì lợi ích của đại ca cũng bị tổn hại. Mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này cứ coi như liên quan đến quyền lợi mà thôi. Vì để thuyết phục mình, Lô Minh Châu tự mình ra tay, không ngờ còn đem cái chết của ông cụ ra để thuyết phục mình. Không thể không nói, người nhà Lô gia cũng là đến bước khốn cùng rồi. Đại ca, công ty hai nhà chỉ là hợp tác thôi mà. Anh lẽ nào còn không tin người anh em như em? Gia tộc họ Lô tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến đại ca. Lúc này, Lô Vĩ nói với vẻ mặt khẩn thiết. Cậu Diệp, nếu cậu không đồng ý chuyện này thì Lô thị chúng tôi cũng không tiện nhờ cậu ra tay. Công ty vận tải Hào Thế vốn dĩ chính là nhờ cậu đoạt lại từ Phượng gia mà. Lô gia chúng tôi chẳng những giành lại được thanh danh, vả lại, công ty vận tải biển của Lô gia cũng sẽ không bị tổn hại. Cậu chỉ lấy về mình những gì đáng được hưởng thì có gì là không thể. Cậu và Lô Vĩ là anh em, cậu đã giúp nó quá nhiều. Cậu đã giúp nó bảo toàn uy tín của Lô thị, so với điều này thì mấy trăm triệu có đáng gì. Hơn nữa, nếu các cậu mua lại công ty vận tải biển Hồng Thăng thì cũng có thể lựa chọn tự làm chủ kinh doanh. Cái này, do các cậu tự làm chủ kinh doanh tổ chức tập đoàn vận chuyển. Điều này cũng không có liên quan gì với chúng tôi phải không nào? Lúc này, không ngờ Lô Tiên Giật lại có thể mặt dày lấy việc từ chối nhận sự giúp đỡ ra để ép Diệp Phàm. Lô Tiên Giật tuyệt đối không nhìn lầm người. Ông cụ tin vào tình anh em hữu nghị của Diệp Phàm. Hơn nữa, ông cụ nói ra việc tự làm chủ kinh doanh rất có lý, không có liên quan, móc ngoặc gì với Lô Thị, dĩ nhiên là loại bỏ đi nỗi băn khoăn của Diệp Phàm. Thưa ông, Diệp Phàm cháu cũng không cảm thấy có gì băn khoăn. Giúp đỡ anh em thì nên thành tâm thành ý giúp, bên trong có chữ tiền xen vào sẽ làm tổn hại đến tình nghĩa anh em. Diệp Phàm nói, dù sao cũng không phải là sợ bị cột chung trên một con thuyền với Lô Thị. Một khi đã nói như vậy thì cậu còn từ chối cái gì nữa, phải không nào cậu Diệp? Lô Bạch Vân nói. Như vậy, chờ mọi người chuyển nhượng lại công ty Hồng Thăng của Phượng gia xong, tập đoàn bàn đế sẽ mua lại với giá gốc gấp 2 lần, chính là khoảng 240 triệu. Sau đó sẽ cùng các chú thành lập một tập đoàn vận chuyển biển mới, về phương diện cổ phần thì vẫn do các chú làm cổ đông lớn nhất lãnh đạo, bàn đế chính là cổ đông lớn thứ hai. Bằng không? Người ngoài sẽ cảm thấy kỳ lạ, công ty của Lô thì các chú rõ ràng hái ra tiền, tại sao lại có thể bán ra ngoài với giá rẻ như vậy? Nếu như bàn đế bỏ ra gấp đôi số tiền thì sẽ hợp lý hơn một chút phải không nào? Hơn nữa, đây là nguyên tắc làm người của cháu, được là được, nếu không được thì kiên quyết từ chối. Thái độ Diệp Phàm cứng rắn cương quyết chưa từng thấy. Đám người Lô Bạch Vân thoáng nhìn nhau, lại nhìn ông cụ. Thấy Lô Tiên giật gật đầu. Lô Bạch Vân nói. Cứ quyết định như vậy đi. Giao đấu ở chỗ nào? Vào lúc nào? Sau khi bàn luận ổn thỏa, Diệp Phàm chuyển sang hỏi đến chuyện giao đấu. Phải biết rằng, Diệp Phàm có thể đưa ra được quyết định như vậy là phải có dũng khí rất lớn. Suy cho cùng, chuyện này xảy ra dù sao cũng đắc tội với Phượng gia. Thế lực của Phượng gia ở Thủy Châu cũng không thể khinh thường. Diệp Phàm cũng phải suy xét nhiều mặt, tuy nhiên, vì Lô Vĩ. Diệp Phàm cũng không để ý được đến nhiều như vậy, coi như là nguyên tắc trưởng nghĩa cả đời của Diệp Phàm mà thôi. Ở chùa Không Nguyên Thủy Châu, vào buổi chiều. Bạch Vân nói, chú Lô, cháu có chút chuyện muốn hỏi chú một chút. Chúng ta nói chuyện cụ thể. Diệp Phàm nói, được, cha nghỉ ngơi đi, chúng con ra ngoài phòng khách ngồi một chút. Lô Bạch Vân giơ tay hướng về phía phòng khách mời Diệp Phàm. Vào đến phòng khách. Một cô gái vô cùng đáng yêu đã pha xong trà, đang thướt tha bước lên. Cô gái có khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to tròn, mỉm cười liền để lộ rõ đôi má lúm đồng tiền.
Cô mặc một chiếc váy búp bê phối với chiếc áo có kèm thắt lưng trông rất trẻ trung, hợp mốt. Chỉ có cái mũi là trông hơi giống Lô Bạch Vân, dáng người hoàn toàn có vẻ như một sinh viên, vô cùng thuần khiết và xinh đẹp. Niêm Y, đây là anh Diệp của thành ủy thành phố Thủy Châu, mau đến đây chào. Lô Bạch Vân chỉ vào cô gái, cười nói. Xin chào bí thư Diệp. Niêm Y hơi cúi người chào hỏi, sau đó, đôi mắt to tròn long lanh hếch lên nhìn Diệp Phàm có chút khó hiểu, nhăn nhó một chút rồi không nhịn nổi, hỏi. Bí thư Diệp chắc chưa đến 30 tuổi, chức vụ đã to hơn của anh trai tôi, quả là lợi hại. Chương 1460, các vị cao nhân. Em gái, em hãy gọi anh ấy là đại ca đi. Anh cũng gọi anh ấy là đại ca mà. Anh ấy nhỏ tuổi hơn anh nhưng mà, anh cũng đâu thể so sánh với đại ca. Lô Vĩ cười nói. Xin chào đại ca, tên em là Lô Niêm Y. Lô Niêm Y mỉm cười, lần này không ngờ lại còn khom lưng chào. Lô Vĩ, cô bé là... Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi. Em gái ruột của em, đang đi học ở Bắc Kinh. Anh chắc chưa gặp qua đâu, nó trông rất giống mẹ em, chỉ có cái mũi là giống chúng em. Nhưng cũng may, con gái giống mẹ thì tốt, rất xinh đẹp. Nếu giống lũ đàn ông thô kệch chúng em thì sau này ế chồng mất. Lô Vĩ thản nhiên cười nói. Hừ, em lại không sợ ế chồng đâu. Lô Niêm Y hừ một tiếng, lườm Lô Vĩ một cái. Ha ha, Lô Vĩ nhìn em gái một cái, nói. Em gái à, mau gọi một tiếng đại ca đi, gọi thân thiết một chút. Có lẽ đại ca có quà lớn tặng cho em đấy. Xin chào đại ca, Niêm Y lễ phép rồi phải không nào? Lô Niêm Y không ngờ tin sái cổ lời nói láo của Lô Vĩ, gọi liên tiếp mấy tiếng rất thân mật. Diệp Phàm cảm thấy khó chịu. Vội vàng xua xua tay nói. Vĩ tử, cậu sao có thể hại anh em? Anh đâu có quả cáp gì đâu. Nếu nói đưa tiền lì xì thì vô duyên quá. Thứ mà Lô ra các cậu có toàn là tiền, thứ khác thì đại ca thật sự không có cái gì để đưa ra tặng được, thật ngại quá. Làm gì có chuyện đó. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, nghe nói đại ca vẫn còn hẳn mấy viên. Em gái của em cũng chính là em gái của anh. Em gái xinh đẹp thì cũng làm đẹp mặt anh trai phải không nào. Lô Vĩ cười gượng một tiếng. Thì ra là vậy, thôi được rồi. Thì một viên vậy. Diệp Phàm chợt hiểu ra, bất đắc dĩ gật đầu. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn này đến nay vẫn chưa tìm được dược liệu để điều chế, bây giờ chỉ còn lại vài viên thuốc tuyệt phẩm. Diệp Phàm còn muốn đưa cho Kiều Viên Viên cất giữ, có thể nói coi như bảo vật. Thằng nhãi này tất nhiên đau xót tới mức suýt chút nữa cắn răng lại. Đại ca có thể cho thêm một viên nữa không? Cô của em lần đó đã dùng thử nói là hiệu quả lắm. Lần trước cứ nài nỉ trước mặt em bao nhiêu lần. Không có cách nào. Cô ấy ngại hỏi xin anh, cho nên em đen đủi rồi. Lô Vĩ được nước tiến tới. Diệp Phàm thực sự không nói được lời nào, không ngờ trưởng ban Minh Châu cũng đòi xin. Diệp Phàm rất ưa sĩ diện, đành phải đồng ý đưa hai viên, chỉ sợ trưởng ban Minh Châu truyền ra ngoài thì gai to. Thưa chú, không biết chú có quen người tên Đinh Nhất Minh này không ạ? Diệp Phàm vội chuyển đề tài. Người mà cậu nói chính là hội trưởng Đinh của Thương hội Thủy Châu có phải không? Lô Bạch Vân hỏi. Đúng vậy chính là hắn ta. Diệp Phàm gật đầu. Đinh Nhất Minh, biết nói thế nào về người này nhỉ? Người này ngoại giao rất khá. Đối với bất kỳ người nào cũng rất nhã nhặn, ôn hòa, có rất ít kẻ thù. Những người không biết nội tình đều nói hắn là người lương thiện. Thực ra tên này lại khá hống hách, về phương diện tiềm lực tài chính mà nói. Hắn cũng không phải là đặc biệt giàu có, tài sản chắc là không vượt quá 600 triệu tệ. Gạch nối. Lô Bạch Vân điềm tĩnh nói. Vào thời triều đại nhà Thanh thì thương hội rất nổi tiếng. Những năm gần đây, thương hội mới nổi các nơi bắt đầu phát triển tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với việc thúc đẩy các khu kinh tế phát triển phồn vinh. Lãnh đạo chính quyền các cấp ngày càng coi trọng ảnh hưởng của tổ chức xã đoàn trong thương hội này. Nhưng đối với tình hình trong nước của Trung Quốc chúng ta mà nói, sự phát triển của tổ chức thương hội vẫn đang trong giai đoạn phát triển thử nghiệm. Cho nên có thương hội địa phương sẽ làm được tương đối tốt, thể hiện bằng tính quan trọng và sự bền vững trong các hoạt động kinh tế chính trị của thương hội. Nhưng cũng có một số thương hội vì nguyên nhân nào đó mà làm không được như ý. Tuy nhiên, dù thế nào, thương hội vẫn có tác dụng rất lớn đối với những người làm kinh doanh. Mà Đinh Nhất Minh, nói thật, theo khả năng tài chính của hắn, ở Thủy Châu chắc hẳn ít nhất cũng có đến mấy trăm người.
Hắn dựa vào cái gì mà ngồi trên ngai vàng hội trưởng thương hội chứ? Chuyện này, cháu vẫn là rất hoài nghi. Diệp Phàm có chút khó hiểu. Đúng vậy, làm hội trưởng thương hội, nhất định là phải có bản lĩnh và thực lực nhất định mới được. Bản thân hội trưởng hẳn phải là người có uy tín nhất, trong lĩnh vực hoạt động buôn bán phải có thành tựu nhất định. Hơn nữa phải là người công bằng, phải có uy tín giữa những người đồng hương và đồng nghiệp, làm một hội trưởng tốt là phải có tinh thần trách nhiệm cao, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể, phải am hiểu chính trị và có năng lực lãnh đạo nhất định. Bằng không, người ta còn giàu có hơn anh, có năng lực hơn anh, còn có thế lực hơn cả anh thì dựa vào cái gì mà nghe theo sự điều khiển của anh. Đương nhiên thương hội là tổ chức của dân chúng, làm tốt có thể thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp địa phương, làm không tốt thì lại là chia năm phe bảy cánh, tổ chức thương hội chỉ còn là cái danh hão thôi. Mà danh tiếng của Đinh Nhất Minh cũng không tệ lắm, về mặt ứng xử giao tiếp xã hội thì rất khá. Hơn nữa hắn cũng thực sự làm được chút việc nhỏ, ở thành phố Thủy Châu mà nói, hắn cũng khá nổi tiếng. Lô Bạch Vân khách quan nhận xét về Đinh Nhất Minh. Chú Lô và hội trưởng Đinh có quan hệ như thế nào ạ? Diệp Phàm vào luôn vấn đề chính. Chỉ quen sơ sơ thôi. Lô Bạch Vân nói, mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, có chút nghi hoặc, hỏi. Cậu Diệp, nếu Lô mỗ tôi nói không phải xin thứ lỗi. Phải chăng hội trưởng Đinh có điểm gì không ổn? Xin cậu Diệp cứ nói ra. Tuy tôi không phải hội trưởng thương hội Thủy Châu mà chỉ là ủy viên, nhưng một hai lời nói của tôi vẫn là có người nghe đấy. Chú quá lời rồi, cháu chưa từng gặp hội trưởng Đinh lần nào, nói gì đến việc kết oán gì đó thì lại càng không có khả năng. Tuy nhiên, thằng con trai Đinh Hùng của hội trưởng Đinh có chút xung đột với cháu, lúc đó. Diệp Phàm kể tóm tắt sự tình một lượt. Đại ca, thằng nhóc này kiêu ngạo như thế, dứt khoát phải chỉnh hắn một trận chứ. Hắn không muốn quản lý câu lạc bộ giải trí nữa sao? Em cho người đi điều tra thử xem, tra ra vài điểm để chúng ta thân thiết với hắn một chút. Em không tin người làm nghề giải trí lại còn có thể sạch sẽ đến mức độ gì đó. Lô Vĩ ở một bên nói sẵn. Vĩ tử, con đúng là vẫn chưa chín chắn. Lô Bạch Vân nói, chỉ dạy cho con trai, liếc nhìn Diệp Phàm một, cái nói. Gây sự chỉ là trò trẻ con, huống hồ việc này là do Đinh Hùng gây ra, cũng không phải là hội trưởng Đinh. Nếu như hội trưởng Đinh như vậy thì không cần điều tra chuyện của câu lạc bộ giải trí. Đối với một số người, phải đập một phát chết luôn. Bằng không, hậu hoạn khó lường. Con nghĩ thử xem, ở Thủy Châu sản nghiệp của chúng ta so với của Đinh gia không phải nhiều hơn sao? Làm hội trưởng thương hội, lúc bình thường thì không có gì. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng phải có sức lôi kéo nhất định. Lô Bạch Vân không phải đang trách con trai nhiều chuyện mà là đang trách con trai không đủ thâm hiểm. Cháu nghĩ chuyện này cháu sẽ đi gặp qua Đinh hội trưởng một chút. Hơn nữa có lẽ Đinh Hùng có tầm nhìn hạn hẹp, tin rằng hội trưởng Đinh làm hội trưởng thương hội, sự độ lượng và trí tuệ thì Đinh Hùng không có cách nào bì kịp. Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Cũng tốt, nếu thực sự hội trưởng Đinh không đồng tình, đến lúc đó, cậu Diệp có thể nói lại với tôi. Nét mặt Lô Bạch Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc, toàn thân toát ra sát khí khiến người ta thấy có chút sợ hãi. Khí thế này chỉ có những người trải qua sóng gió lâu năm trên thương trường mới có thể tự nhiên hình thành được. Buổi chiều ngày hôm sau, phía sau núi Không Nguyên tự có để mấy cái ghế dựa khắc hoa trên một bãi cỏ. Không lâu sau có cả nam cả nữ ngồi lên ghế. Những người có ghế ngồi đều là những người đứng tuổi, những người đứng thì đều là những người lớp sau trẻ tuổi. Kỳ lạ chính là đạo sĩ cũng có, không ngờ có cả hòa thượng, có người mặc com lê, có người mặc áo choàng thời nhà Thanh. Người không biết chuyện nhất định sẽ nghĩ rằng nơi đây phải chăng là nơi diễn tập tuồng chèo, hài kịch gì đó. Đương nhiên, tổng số người cũng không nhiều, không đến 20 người. Một đám bắt chuyện với nhau, vẻ mặt thật nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ nghe một lão hòa thượng tai to mặt lớn, quay sang một ông già trên cằm có một nốt ruồi đen lớn, da mặt nhăn nheo như vỏ cây buôn chuyện. Lý đạo trưởng, bệnh tình của ông Phượng thế nào rồi? Không mấy lạc quan. Chắc chỉ được vài ngày thôi. Hai, ai cũng đều phải già, già rồi cái gì cũng hỏng. Dẫu sớm một ngày hay muộn một ngày thì tôi và anh cũng đều có cái ngày đó, ha ha ha. Lý đạo trưởng thản nhiên cười nói, trên mặt không có nét đau thương nào. Đúng vậy, anh và tôi đều có ngày này. Không ngờ ông Phượng hô mưa gọi gió ở vùng Thủy Châu này suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng phải quay về với đất đen.
Hòa thượng lại thở dài, sắc mặt có chút cô đơn. Người này tên gọi là Chí Vân, là sư đệ của trụ trì chùa Không Nguyên. Có quan hệ thân thiết với Phượng gia từ trước, trước kia thường xuyên cùng Phượng Xí Diêu đàm luận kinh sách, đánh cờ, giao tình cũng không tầm thường. Vị kia của Lô gia cũng tương tự, hẳn là sẽ đi trước một bước. Lý đạo trưởng khinh thường hừ một tiếng, phải biết rằng, lần này Phượng gia vì mời Lý Thuần Miên đến tương trợ đã bỏ ra một khoản tiền lớn. Phái Thanh Thành lấy lý do xây dựng một tòa đạo quan hiện đại mới là điều kiện mời cao thủ lần này, chắc hẳn cũng không dưới mấy chục triệu tệ. Đều ra đi cả, đất Thủy Châu này có thể lại mất đi hai vị tuyệt thế cao thủ. Chuyện này, đối với những người luyện võ như chúng ta mà nói chính là một tổn thất lớn. Võ công nước Trung Quốc vốn đã tàn lụi, cao thủ tầng thất đẳng đã quá khó tìm rồi. Chí Vân nói, nhìn Lý Thuần Miên một cái, hỏi. Nghe nói Lô gia cũng mời một gã cao thủ tên Diệp Phàm. Lý đạo trưởng đã từng nghe nói qua về người này chưa? Hắn có lai lịch gì? Chưa từng nghe nói qua, cũng không biết chui từ đâu đến. Chắc là Lô gia không tìm được người tài rồi, cho nên tùy tiện nhặt một gã ở thâm sơn cùng cốc nào đó đến góp mặt cho đủ số lượng đấy mà. Tôi có chút lo lắng đấy, đến lúc bản thân không chịu nổi một đòn đã ngã xuống. Cuộc giao đấu này còn gì là thú vị nữa? Nói thật, đến đẳng cấp này của tôi cũng rất khó tìm được vài người đấu lại được. Con đường luyện võ công này cũng phải thường xuyên tìm được đối thủ tương đương luận bàn tài năng mới có thể tiến bộ, bằng không thì vứt đi. Vừa nói đến đối thủ hôm nay của mình, Lý Thuần Miên ngồi xổm trên ghế nói với vẻ mặt khinh miệt. Hơn nữa khẩu khí còn kèm chút tiếc nuối sao thiên hạ chỉ có mình ta đây. Đúng vậy, đúng vậy. Lý đạo trưởng là cao nhân tuyệt thế đột phá thất đẳng tầng thứ ba. Trên thế gian này chạy đi đâu mà tìm được đối thủ có thực lực tương đương như thế. Độc Cô Cầu bại khi đó vì cầu mong một có được một lần thất bại mà phiêu bạt giang hồ. Nói vậy, bây giờ anh Lý cũng thưởng thức được cảm giác này có phải không? Chí Vân tâng bốc Lý Thuần Miên lên tận mây xanh, không tiếc lời. Thằng cha này nghe xong trong lòng vô cùng vui sướng, giơ tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ vai của Chí Vân, cười nói. Đến lúc thắng cuộc rồi, tôi sẽ nói nhỏ với Phượng gia, bảo bọn họ bỏ ra mấy triệu tệ cho các ông tu sửa chùa một chút. Ngôi chùa Không Nguyên này cũng có chỗ đã quá mục nát, cũng nên tu sửa một chút. Cảm ơn Lý đạo trưởng đã ưu ái. Chí Vân dĩ nhiên mặt mày tươi cười rạng rỡ, luôn miệng cảm ơn. Lúc này, chủ nhà Phượng Lăng Không của Phượng gia mang theo mấy môn đồ đã lên tiếng chào hỏi những người như Lý Thuần Miên và những người quen khác, sau đó ngồi lên ghế với vẻ mặt nghiêm túc. Sao vẫn còn chưa đến, phải chăng không dám ứng chiến rồi? Không dám ứng chiến thì sớm nói dứt khoát mà, làm cho người ta đợi lâu, thế này là có ý gì? Thật là thiếu đạo đức. Lúc này, Lý Thuần Miên nhìn mặt trời, cầu nhào nói. Chương 1461, con chim non này tên Diệp Phàm. Lý đạo trưởng, tôi đã đến rồi. Đã nói rõ là 2 giờ bắt đầu, thời gian hẳn là vẫn chưa đến lúc đó chứ. Lô Bạch Vân cùng Diệp Phàm chậm rãi đi đến. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lại nhìn chăm chú, chắc là đang tìm người giao đấu mang tên Diệp Phàm. Tuy nhiên, mọi người đều rất thất vọng, ngoài 5 người nhà Lô gia thì chỉ có Diệp Phàm là chưa từng nhìn thấy qua, tất cả những người khác đều là người nhà Lô gia. Lô Bạch Vân thì khỏi phải nói, Lô Vĩ thì mọi người đã gặp qua. Mà Lô Phương Đông thì mọi người cũng đã từng gặp rồi, Lô Vân cũng đã tới, còn Diệp Phàm lại rất trẻ tuổi. Có đánh chết thì bọn họ cũng không tin được con chim non có vẻ mặt thản nhiên, đang mỉm cười này lại chính là kẻ đến giao đấu với đại sư Lý Thuần Miên của phái Thanh Thành. Phượng Lăng Không của Phượng gia nổi khùng lên đầu tiên, liếc xéo Diệp Phàm một cái, lại khẳng định không phải người này nên nói sáng. Chủ tịch hội đồng quản trị Lô, không phải Lô gia đã hết người rồi đấy chứ. Qua mấy phút nữa là bắt đầu rồi, còn vị cao thủ tên Diệp Phàm của các ông đâu? Ông sẽ không nói với bọn tôi rằng Diệp Phàm chính là hắn đấy chứ? Phượng Lăng Không nói xong, giơ tay chỉ vào Diệp Phàm với ánh mắt hết sức miệt thị, khinh thường. Ha ha ha! Mấy đệ tử của Phượng lập tức cùng phá lên cười, tiếng cười đó vô cùng chói tai và khó nghe. Con trai lớn Phượng Tín Thu của Phượng Lăng Không hừ nói. Chỉ có hắn, ông đây chỉ cần một đấm là có thể khiến tên oát con này ngã như chó ăn bùn. Đùa cái gì thế, cũng dám xưng tên à? Thật ra cũng không hẳn là do người nhà Phượng gia tự cao tự đại, chủ yếu là do Diệp Phàm vừa mới cạo râu, trước kia Diệp Phàm cũng xuất hiện trên đài truyền hình ở tỉnh rất nhiều lần rồi.
Lúc đó, Diệp Phàm luôn để râu, nhìn già hơn so với bây giờ rất nhiều. Hơn nữa, những chương trình tin tức như thế cũng không có mấy người cảm thấy hứng thú, những người nhận ra Diệp Phàm lại không đến, nếu có đến thì dù cho có nghi ngờ cũng không thể cho rằng không phải là một người. Vậy anh lên đây thử xem, tôi đây nhường anh một tay, chơi với anh một chút. Cái gọi là không có mắt nhìn xa trông rộng chính là để chỉ anh đó. Diệp Phàm lạnh lùng nói với Phượng Tin Thu, quyết định làm cho Phượng gia mất mặt trước rồi tính sau. Lên thì lên, ai sợ ai chứ? Phượng Tin Thu giận dữ, nhảy ra cùng Diệp Phàm, còn không đợi Phượng Lăng không có biểu hiện gì, thằng cha này vì may mắn thắng Lô Vĩ mấy hôm trước nên dù sao cũng lấy lại được sĩ diện. Nếu hôm nay có thể đánh ngã được một con cháu của Lô gia thì coi như lấy lại được chút thể diện rồi, cho nên, một chân liền đá về phía eo lưng của Diệp Phàm. Hừ. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, giơ một chân lên đỡ được một cách nhẹ nhàng, nhìn như không hề dùng chút sức lực nào, căn bản là không kéo theo một tiếng gió nào. Đâu có giống như chân của Phượng Tin Thu, người đến khí thế trùng trùng liền kéo theo dòng khí quanh mình đều chấn động như sóng. Gần đến cuối giờ, Diệp Phàm đột nhiên phát lực, đá một cú mạnh như trời giáng nhanh như cắt về phía Phượng Tin Thu. Lý Thuần Miên tuy nói trong mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng vẫn không hô dừng tay lại. Một tiếng động lớn vang lên trên mặt đất. Một bóng người cao lớn giống như biểu diễn bay trong không trung, làm một động tác đu theo đường parabol rất đẹp mắt, trực tiếp đập vào bãi cỏ cách đó 7-8 mét. Mặt cỏ lập tức đã bị khoét thành một hố to giống như hoa cỏ tháng tư bị quăng lung tung vậy. Mọi người nhìn chằm chằm một lúc, nhìn không ra đại thiếu gia Phượng Tin Thu là ai nữa. Người này chổng mông lên trời, miệng bất ngờ tiếp đất trước. Hơn nữa giống như lợn rừng mấy ngày không được ăn cơm. Đang dùng miệng rũi cỏ để đùn khoai tây, củ đậu lên vậy. Cả người bị đá vào trong đống bùn trên mặt cỏ, trên người lấm lem đầy bùn đất rơi rụng lả tả. Áp dụng phương pháp này quả có hơi kỳ lạ một chút. Ha ha ha, hình như là lợn rũi bùn thật, đây còn là Phượng đại thiếu gia sao? Từ khi nào đã xưng anh em với đại ca chư bát giới rồi? Ha ha ha, lo đầu không để ý đến mông, trời sắp tối rồi mà mông vẫn còn chơi cầu lông. Lô Vĩ giọng hết sức mỉa mai, cùng đám người Lô Vân phá lên cười. Người nhà Phượng gia vội vàng chạy tới kéo Phượng Tin Thu ra khỏi đống bùn. Thằng nhãi kia cũng sớm thành mặt lợn, lỗ mũi tím bầm chảy máu tươi, bộ dạng còn thảm thương hơn so với bị mười điện diêm la tra tấn. Tuy nhiên, tất cả những người khác trên hiện trường đều không cười. Đặc biệt là mấy lão già, người nào cũng nhìn chằm Diệp Phàm, nét mặt có chút hoang mang. Phải biết rằng tốt xấu gì thì Phượng Tin Thu cũng là một vị ngũ đẳng cao thủ, hơn nữa còn được phái Thanh Thành huấn luyện vài năm. Sao lại không đánh lại chứ, lẽ nào hắn thực ra chỉ là tên bù nhìn. Nhưng ngày mà hắn đánh với Lô Vĩ còn có thể đánh solo nột hồi, tuyệt đối không thể chỉ là bù nhìn được. Phượng Tin Thu không phải là bù nhìn, nói ngược lại thì người thanh niên vẻ mặt dễ gần này chính là một vị cao thủ đáng sợ. Một cước có thể đá được Phượng Tin Thu thành lợn rũi bùn. Thân thủ như vậy tuyệt đối không thể dưới hàng lục đẳng tầng thứ ba được. Trời ơi, thằng nhãi này mới bao nhiêu tuổi, mọi người đều thầm hỏi vấn đề quan trọng này. Khá lắm, cậu tên gì? Sư phụ là ai? Nói ra không chừng hôm nay đạo trưởng ta sẽ nể mặt ông ta mà tha không chừng phạt cậu. Phượng Tin Thu còn muốn nổi khùng nhưng bị sự phụ Lý Thuần Miên của hắn đẩy qua một bên. Thằng cha này quay sang Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Song Lý Thuần Miên cũng tương đối xảo quyệt. Sau khi phát hiện Diệp Phàm trẻ tuổi như thế mà đã là một cao thủ nên hỏi sư phụ của Diệp Phàm trước. Chỉ sợ sư phụ của Diệp Phàm cũng là cấp siêu cao thủ gì đó. Lý Thuần Miên cũng không muốn mang đến phiền phức lớn gì cho phái Thanh Thành đang xuống dốc kia. Có thể đào tạo ra một cao thủ trẻ tuổi như thế thì lẽ nào lại có thể là một người tầm thường được. Lý Thuần Miên có dùng mông để nghĩ cũng nghĩ không ra được. Kẻ hèn mọn này chính là Diệp Phàm, phó bí thư Thành ủy Thủy Châu. Được phân công quản lý khu Hồng Liên. Diệp Phàm thản nhiên nói ra thân phận. Dù sao đợi đến khi đánh bại đồng chí Lý Thuần Miên thì mọi người nhất định sẽ điều tra thân phận của mình đến tận chân tơ kẽ tóc, chỉ bằng nói sớm ra. Hơn nữa chắc chắn 100% ông đây không có ý muốn thay tên đổi họ gì rồi. Diệp Phàm vốn dĩ muốn dùng viên thuốc biến cơ nhục dược hoàn của tổ đặc nhiệm A, nhưng nghĩ ngẫm một hồi lại không dùng. Loại thuốc này dùng nhiều lần sẽ gây thương tổn nhất định đến cơ thể. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A cũng có rất ít loại thuốc này. Trong những trường hợp thông thường, không phải nhiệm vụ đặc biệt quan trọng gì thì sẽ không cần dùng.
Huống hồ, Diệp Phàm làm như thế cũng có mục đích nhất định. Hôm nay xuất hiện ở chùa Không Nguyên này chính là bốn đại gia tộc của Thủy Châu, còn có những người có tiếng tăm lâu đời ở Thủy Châu. Tất cả những người này đều xuất thân từ những gia thế lớn giàu có nổi tiếng. Nếu sau khi đánh một lần đã thắng thì những người muốn kết giao với mình chắc chắn là có. Đến lúc đó giật dây bọn họ đầu tư vào khu Hồng Liên thì sẽ phát tài, thu được một vố to. Nói về công phu quyền cước thì người hiện đại bây giờ cũng không có khái niệm gì. Đến lúc đó, cứ lấy đại một lý do nào đó ra để dọa họ hẳn là không phải vấn đề gì. Vả lại, những người tham gia loại sự kiện này đều là những người biết giữ bí mật. Đây là một loại luật bất thành văn ngầm trong giang hồ, chỉ lưu truyền trong nội bộ mà thôi. Như hai nhà Phượng gia và Lô gia tuyệt đối sẽ không nói lộ ra ngoài. Những kẻ khác là người làm chứng, chắc hẳn cũng có thể giữ đúng cam kết của mình. Anh chính là Diệp Phàm. Có mấy người thất thanh kêu lên. Ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, nói. Tôi đã khổ luyện từ bé, chỉ có thân thể mạnh mẽ này là còn được. Lý đạo trưởng, xin mời. Hai tay Diệp Phàm nâng lên vẫy vẫy, ý là trận đấu có thể bắt đầu rồi. Đúng lúc này, Đại sư Chí Vân đứng lên, vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói. Cậu Diệp, tôi là tổ trưởng ban trọng tài lần này. Những người khác đều là thành viên, dẫu sao cậu Diệp đây cũng sống trên quan trường nhiều năm, hẳn là chưa biết đến lý đạo trưởng của phái Thanh Thành phải không? Câu này là có ý gì? Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy Chí Vân này căn bản không giống một trọng tài, cố ý nói như thế hẳn phải có bí ẩn gì bên trong. Thế là, thằng nhãi này thản nhiên cười nói. Ha ha, đại danh phái Thanh Thành tôi đã ngưỡng mộ từ lâu, nhưng chỉ được xem trên màn ảnh TV. Trong thực tế có phái Thanh Thành thật sao? Bản thân tôi cũng đã từng đi qua núi Thanh Thành ở thành phố Đô Giang Yển của tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên, nơi đó hình như là một điểm du lịch, nghe hướng dẫn viên nói vào thời phong kiến cổ đại được gọi là núi Trượng Nhân, đỉnh núi đóng băng tuyết cao 1.600m so với mực nước biển. Là một trong các ngọn núi nổi tiếng ở Tứ Xuyên, chẳng hạn như độ hiểm độc của Kiếm Môn, xuất sắc của Nga Mi, danh tiếng của Quỷ Môn. Thanh Thành nổi tiếng với danh tiếng và sự tách biệt với thế giới bên ngoài. Nghe nói năm kia nó và Đô Giang Yển là di sản văn hóa cùng được xếp vị trí đầu trên thế giới, được ghi vào kỷ lục Guinness. Nói thật, phong cảnh của nơi đó rất độc đáo, thấy được không ít đạo quan, phong cách cổ xưa tao nhã của nó là nơi tu dưỡng rất tốt. Nếu nói là võ lâm cao thủ, xin thứ lỗi tôi trí nhớ rất tồi, chưa từng gặp qua một cao thủ nào. Diệp Phàm vừa phun ra câu này, suýt chút nữa làm Lý Thuần Miên tức nổ mắt. Đương nhiên là Diệp Phàm cố ý nói như thế, chính là muốn khiến Lý Đạo Trưởng khó chịu một chút. Lý Đạo Trưởng liếc xéo Diệp Phàm một cái, lạnh lùng nói. Cậu Diệp chỉ nhìn thấy núi, nhắc đến phái Thanh Thành thì đó là như sấm bên tai. Đến điều này cũng không biết, thật đúng là đồ kiến thức nông cạn. Khó trách cậu Diệp chỉ có thể nhìn chằm chằm cái đỉnh núi kia, nào có biết thế gian còn có quang cảnh khác. Nói đến phái Thanh Thành chúng tôi là một đạo giáo luyện đan, hình thành trong thời Bắc Tống, các tiểu phái Thanh Thành lưu hành vào đầu Triều Nguyên, là Nam Tông đỉnh phái trong thời Bắc Tống, được toàn chân phái của Triều Nguyên gọi là phái Long Môn, phái Thanh Thành vẫn tồn tại qua những năm cuối đời Thanh. Sau 50 năm, phái của tôi vẫn là đạo phái chủ chốt của đạo giáo Trung Quốc. Năm 1956, Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc được thành lập tại thủ đô Bắc Kinh, đạo trưởng Dịch Phong núi Thanh Thành tham dự hội nghị. Được đề cử làm phó hội trưởng kiêm phó trưởng ban thư ký, năm đó lại được đề cử làm hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1988, trong hội nghị đại biểu Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc, đạo trưởng Phó Thắng Lâm được chọn làm phó hội trưởng, đến tháng 3 năm 1990 lại được chọn làm hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc, đồng thời kiêm chức viện trưởng Học viện Đạo giáo Trung Quốc. Mặt khác, phái Thanh Thành chúng tôi cũng là trường phái võ thuật nổi tiếng Trung Quốc, có gần 2.000 năm lịch sử. Xuất hiện nhiều cao thủ qua nhiều thế hệ, gần nhất là vào đời Thanh xuất hiện một cử nhân võ thuật. Một môn phái lớn như vậy mà cậu Diệp nói chỉ nhìn thấy qua màn ảnh TV, ha ha, có thể cậu Diệp không hổ là cán bộ chính phủ, chuyên chú vào quan trường nên hai tai không nghe thấy sự việc bên ngoài đấy. Xin thọ giáo rồi. Lời nói của Lý Thuần Miên hàm ý châm biếm, ai không biết thì nghe sẽ không hiểu. Đúng vậy, cậu Diệp à. Lý đạo trưởng chính là trưởng môn đương nhiệm của phái Thanh Thành. Năm ngoái, Lý đạo trưởng được chọn làm phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc, còn kiêm luôn chức phó viện trưởng Học viện Đạo giáo Trung Quốc.
Chí Vân cố tình để lộ ra thân phận của Lý Thuần Miên, tất nhiên là muốn thổi phồng đồng chí Lý Thuần Miên lên một chút. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu liền, hóa ra là vừa nãy mình mới một cước đã khiến Phượng Tin Thu thành lợn rũi bùn. Việc này đã khiến cho đại sư Chí Vân kiêng dè, sợ mình không cẩn thận làm Lý đạo trưởng bị thương. Đến lúc đó, ngay cả người làm chứng Chí Vân này cũng có chút lo lắng về cơn thịnh nộ của phái Thanh Thành. Và lại, Lý Thuần Miên có nhiều thân phận như vậy, sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu đả thương hắn thật thì chắc chắn sẽ kéo theo một loạt phiền toái. Vậy mà Diệp Phàm thản nhiên cười, nói. Hai, nhìn thấy Lý đạo trưởng mà lòng ta có chút buồn rầu đây. Chương 1462, chỉ cần một cước. Buồn rầu, bản thân tôi muốn hỏi cậu Diệp một chút, câu này là có ý gì? Lý Thuần Miên lạnh nhạt nói, thật ra đã sớm nổi điên lên rồi. Sắc mặt đó, hàm răng đó hình như là đang nghiến răng ken két, cơ thể cũng giận run lên, chắc chắn đã tức điên lên rồi. Chúng ta đều là những người lưu lạc góc bể chân trời mà. Diệp Phàm cố ý nhún vai, mang vẻ mặt cô đơn nói, còn liếc xéo Lý đạo trưởng một cái. Hừ, không chung chí hướng không đi cùng trên một con đường. Sao cậu Diệp lại nói ra những lời đó? Lý đạo trưởng nói, chẳng lẽ phó hội trưởng Lý, phó viện trưởng Lý đã thiên vị rồi? Diệp Phàm nét mặt vờ ngạc nhiên nhìn Lý đạo trưởng nói. Câu này của cậu là có ý gì? Lý đạo trưởng hết sức kiềm chế, hình như đang nghiến răng. Ha ha, hiểu lầm rồi. Tôi đang cảm phục chúng ta đều là cấp phó. Lý đạo trưởng là phó hội trưởng hiệp hội đạo giáo gì đó, còn kiêm chức phó viện trưởng gì đó. Mà bản thân tôi ở thành ủy Thủy Châu cũng chỉ là chức phó bí thư. Cho nên chỉ là đồng bệnh tương liên thôi, chứ không có ý gì khác nha. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Trong câu nói có hàm ý rằng đến thằng ngu si cũng nghe ra, đơn giản là Lý Thuần Miên ông chỉ là mang danh nghĩa một phó hội trưởng, phó viện trưởng mà thôi. Nhưng câu này vừa nói ra, Lý đạo trưởng rốt cuộc đã tức phát điên lên, nói. Xin mời ra tay, một phó viện trưởng tôi đây cũng đang muốn lĩnh giáo một chút công phu quyền cước của phó bí thư thành phố Thủy Châu xem có giỏi được như công phu mồm mép hay không. Mời. Diệp Phàm thản nhiên nắm tay lại, nhìn Lý Thuần Miên một cái, bất ngờ nói thêm. Nhưng Lý đạo trưởng à, mất lòng trước được lòng sau, lời khó nghe vẫn nên nói trước. Đợi đến khi giao đấu. Bất luận là ai bị thương hay có tình trạng gì bất thường, sau khi chuyện này qua rồi thì cũng không được nuốt lời, không được truy cứu có phải không? Lời này của cậu là có ý gì? Xem Lý Thuần Miên tôi là loại người gì hả? Dù sao tôi cũng là người trong hiệp hội đạo giáo đấy. Vừa nói đến đây, Lý Thuần Miên chợt nghĩ đến nếu chính mình phun ra là hội trưởng nhất định sẽ bị thằng nhãi Diệp Phàm này trêu chọc. Cho nên đồng chí lão Lý vội vàng dừng lại, nói. Ngồi ở đây hôm nay đều là người làm chứng, bằng không chúng ta hãy ký cam kết. Tôi ngược lại còn lo lắng đến lúc đó phó bí thư Diệp còn đổi ý không muốn làm theo, không chịu từ bỏ, tôi đây là một kẻ quê mùa. Sao có thể đấu lại với một quan lớn như cậu? Dân không đấu lại với quan mà. Lý Thuần Miên nghiến răng, hai tiếng phó bí thư Diệp đặc biệt được nhấn mạnh. Chuẩn. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Lý Thuần Miên một cái, cười nói. Nếu đã là giao đấu. Vậy có cần cho thêm chút phần thưởng? Nghĩ rằng Lý đạo trưởng là một hội trưởng, viện trưởng, lại là một ẩn sĩ cao nhân sơn giã gì đó, phái Thanh Thành lại khen ngợi đạo trưởng nhiều như vậy, thanh danh như sấm bên tai, cái gì mà có 2.000 năm lịch sử gì gì đó. Thời triều Thanh có hơn 100 vị võ cử nhân gì đó, Diệp Phàm tôi nghĩ thế này. Thanh Thành là một môn phái lớn của Trung Quốc, có thể so sánh với phái Võ Đang, Thiếu Lâm phải không nào? Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy các vị tiền bối phái Thanh Thành chắc hẳn tích lũy được không ít phải không? Chẳng hạn như tiền bạc, đồ cổ quý giá, tranh chữ hay cái gì đó. Phó bí thư Diệp muốn tăng thêm phần thưởng, được, cậu hãy ra giá đi. Lý Thuần Miên liếc xéo Diệp Phàm một cái, một ánh mắt vui sướng chợt lóe lên rồi biến mất. Lần này đạo trưởng Lý Thuần Miên xuống đây còn có một nhiệm vụ, đó là lấy được một ít tiền của Phượng gia dùng để phát triển phái Thanh Thành lớn mạnh. Xã hội hiện đại và quá khứ hoàn toàn khác xa nhau rồi, gặp phải mấy đệ tử có tiền của nhưng người ta lại không muốn học võ. Làm thế nào đây? Đương nhiên, phái Thanh Thành sẽ dùng một số thủ đoạn dụ dỗ. Tuy nhiên, người hiện đại cũng chẳng dễ hù dọa cho lắm. Thanh niên vui chơi chỉ có cách dùng tiền tác động thôi. Cuối cùng, phái Thanh Thành không khác gì dùng tiền để mời đệ tử luyện công.
Con số này thì thế nào? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, giơ năm đầu ngón tay lên. 5 triệu, cũng là không ít. Tuy nhiên, tôi đây có chút lo lắng là Phó Bí Thư Diệp làm một cán bộ chính phủ, không lấy ra được số tiền này. Nếu lấy ra nổi thì đó chẳng phải là quan gì gì đó sao? Điều này thật không tốt, nghe nói 5 triệu cũng đủ bị xử bắn rồi. Bản thân tôi không muốn hại Phó Bí Thư Diệp. Tuy nhiên, lấy không ra nổi cũng được, đến lúc thua rồi chỉ cần đồng ý khấu đầu lạy tôi 3 cái, gọi một tiếng đại sư là được. Huống hồ, cậu không phải là bí thư quận ủy khu Hồng Liên sao? Nghe nói khu Hồng Liên bây giờ tương đối giàu có, tuy rằng là một cái khu rách nát, nhưng mỗi có đốt cũng đều là thịt có phải không? Ừ, đến lúc đó lên đến núi Thanh Thành, bỏ chút tiền cho núi Thanh Thành tu sửa mấy đạo quan, cải tạo đường là được rồi. No. Diệp Phàm giơ giơ bàn tay lên, nói lại. Là 50 triệu, không phải 5 triệu. 50 triệu. Đạo trưởng Lý Thuần Miên chợt nuốt nước bọt, nhìn Phượng Lăng Không của Phượng gia. Tất cả những ai có mặt trên hiện trường đều có chút kinh ngạc trong lòng, con số này quả thực quá lớn, đơn giản chỉ là đánh cược, chưa bao giờ gặp lần đánh cược nào lớn đến như vậy. Bình thường mà nói, chỉ có ở Hồng Kông, khi gặp vua đánh cược mới có thể nhìn thấy rầm rộ như thế. Trong hiện thực mà nói thì ở sòng bạc Macau, sòng bạc Las Vegas cũng khó thấy được. 50 triệu, chúng tôi trả. Chủ nhà Phượng Lăng Không bị ánh mắt của đạo trưởng Lý Thuần Miên nài ép không thể không bất chấp tất cả mà gật đầu. Chuyện này, vào giây phút này thì Lý đạo trưởng là người đại diện cho Phượng gia, không thể đắc tội với ông ta được. Nếu đồng chí lão Lý nhất thời cúp đuôi, bỏ của chạy lấy người thì tổn thất của Phượng gia còn lớn hơn nữa. Huống chi Phượng gia vẫn tương đối tin tưởng vào chiến thắng của Lý đạo trưởng. Kiểu gà mờ như Diệp Phàm thì cơ hội thắng lợi gần như nắm chắc rồi, không, trừ phi là Lý đạo trưởng cố ý nương tay. Phượng gia tuyệt đối tin tưởng Lý đạo trưởng không thể làm như thế. Cho nên lúc này đã thu xếp người đi làm, không đến 5 phút đồng hồ, một tấm chi phiếu 50 triệu đã được trình lên. Lý Thuần Miên sau khi tiếp nhận tờ chi phiếu còn nắm một góc chi phiếu búng tay, phát ra tiếng sàn sạt say lòng người, chợt mỉm cười nhìn Diệp Phàm, ý gì thì khỏi nói cũng biết được rồi. Cậu Diệp, đây là 50 triệu, chúng tôi cho cậu mượn, thắng thì tính là của cậu, thua thì tính là của Lô gia chúng tôi. Lúc này, Lô Bạch Vân bình tĩnh lấy ra một tờ chi phiếu thả xuống tay Diệp Phàm. Thế nào Lý đạo trưởng, đã xong thủ tục rồi có phải không nào? Diệp Phàm tủm tỉm cười hỏi. Đã xong. Lý Thuần Miên thuận tay đưa tấm chi phiếu cho người làm chứng đại sư Chí Vân, Diệp Phàm cũng không chậm, đưa qua luôn. Tôi là người làm chứng, hai bên giao đấu nếu có thương tích thì việc này không ai có thể trách ai. Sau khi giao đấu, hai bên cũng không được gây sự. Bên nào thắng thì hai tờ chi phiếu này sẽ thuộc về bên đó. Tất cả những người ở đây đều là nhân chứng. Đạo trưởng Lý Thuần Miên, Phó Bí Thư Diệp, hai người có đồng ý không? Chí Vân vẻ mặt trịnh trọng nói. Tôi tán thành. Lý Thuần Miên nói. Đồng ý, đến lúc đó, nếu tôi may mắn giành chiến thắng thì sẽ đem 5 triệu này quyên tặng cho chùa Không Nguyên làm tiền nhan đèn. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, đến 5 triệu cũng không chớp mắt cái nào. Xin cảm ơn. Đại sư Chí Vân vừa nghe, vội nói cảm ơn. Hòa thượng này, khóe miệng lập tức nhoẻn cười, sắc mặt khá buồn cười. Thoáng cái có được 5 triệu, không vui mừng mới là lạ. Lý Thuần Miên vừa thấy cũng không thể thua kém, gã này đành cắn răng một cái nói. Tôi quyên 6 triệu. Đại sư Chí Vân đương nhiên là cảm ơn vui vẻ hơn, trong lòng thầm nhủ mặc kệ ai thắng ai thua, 5 triệu vẫn là đến tay. Hai bên đứng ở trung tâm bãi cỏ, tất cả những người xem đều nín thở, hồi hộp. Hai người vẫn đứng, ước chừng 15 phút qua đi, đột nhiên, miệng Lý Thuần Miên tuôn ra một tiếng hừ lạnh nói. Lên! Diệp Phàm cũng hừ lạnh một tiếng, không khí dao động thành sóng. Trong nháy mắt, bóng dáng hai người đã giáp lại gần nhau. Mọi người nhìn thấy chân của Lý đạo trưởng đá về phía đầu của Diệp Phàm. Còn Diệp Phàm ngược lại thuận thế như ngồi xổm trên mặt đất. Mắt thấy một chân của Lý đạo trưởng kia như sấm chớp đá đến phía mũi Diệp Phàm. Diệp Phàm đột nhiên phát lực, gập người, thân hình cong như cây cung, xa xa nhìn lại rất giống cây cung bị người ta ép đến gần gãy. Chân của Lý đạo trưởng vừa mới chạm đến đầu Diệp Phàm đã đột ngột bật người từ đất lên, hai tay đẩy qua, mềm nhẹ như rắn vòng quanh người Lý đạo trưởng. Đây là tinh hoa đẩy thủ thái cực của Trần Thị kết hợp với khai bi thủ của Lô Thị Thủy Châu,
là công phu độc đáo của Diệp gia mà Diệp Phàm sáng tạo ra. Hừ, một tiếng động lớn nặng nề vang lên, âm thanh cũng không phải là to lắm. Mọi người nhìn thấy đạo trưởng Lý Thuần Miên giống như một con chim lớn đang bay ngược rất nhanh về phía sau. Mọi người đều tưởng rằng Lý đạo trưởng đang áp dụng kế sách lùi một bước để tiến hai bước. Mà Diệp Phàm cũng lùi hai bước mới đứng vững thân mình, hơn nữa, thân mình còn đung đưa, hình như là đã bị yếu thế hơn. Đám người Phượng Lăng Không của Phượng gia còn hô lên một tiếng. Hay! Tuy nhiên, tiếng hay vừa dứt lời thì theo đó chính là soạt xoẹt, một tiếng vang giòn truyền lại. Lập tức, mặt cỏ cách xa hơn mười mấy mét ngoài Lý Thuần Miên chạm đất bị đẩy cao lên 7-8 mét bùn đất. Lá cỏ trong không trung giống như đột nhiên gặp phải lốc xoáy nên đều bị càn quét bay lên không trung, bay lượn toán loạn, mà trong đó còn kèm theo bùn đất sàn sạt rơi lả tả như đậu đỗ từ trên trời rơi xuống. Đợi lá cỏ và bùn đất rơi hết xuống đất, Diệp Phàm đã sớm bình tĩnh, ung dung vẫy vẫy tay, cười nói. Quá yếu, mới có một cước đã bất động. Hai, chẳng bù cho thân thể cường tráng này của mình, quả có chút tiến bộ. Mọi người vừa nghe liền giật mình thất kinh. Thầm nghĩ chẳng lẽ cao nhân Lý Thuần Miên đã thua rồi. Chợt toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú về phía đó, lập tức tiếng A đồng loạt vang lên một tràng dài. Bởi vì đại sư Lý Thuần Miên giây phút này thật sự giống một chữ đại, cả người nằm sóng xoài trên bãi cỏ. Sao có thể nói là trên bãi cỏ? Vì cả người ông ta rơi vào trong đống cỏ, chỉ hở ra một chút quần áo trên người, hơn nữa một lúc lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hay là chết rồi? Mọi người vội vàng chạy đến vây quang, chủ nhà Phương Lăng không hét lớn. Đại sư, đại sư! Không chết được đâu, cho một bát canh gừng là có thể tỉnh lại được ngay. Diệp Phàm thản nhiên nói, đại sư Chí Vân vội vàng lấy điện thoại di động ra ử a một hồi. Không lâu sau, một hòa thượng bưng một khay nhỏ chạy từ từ đến. Trong khay toàn là canh gừng, nóng hôi hổi. Một đạo sĩ vốn định kéo Lý Thuần Miên ra khỏi mặt đất để lật người lại. Bởi vì nằm sấp như vậy thì không có cách nào cho uống canh gừng được. Nhưng Diệp lão đại ngồi ở trên ghế oai phong như đại mã kim đao nói. Kéo hỏng rồi thì tôi đây không đền đâu đấy. Vậy, sao lại, làm thế nào thưa phó bí thư Diệp? Tiểu đạo sĩ chắc là đồ đệ hoặc người nào đó của Lý Thuần Miên sợ tới mức không dám động tay nữa. Người nhà Phượng ra vẻ mặt nhăn nhó, cũng không dám động tay vào. Thực sự sợ kéo hỏng người Lý Thuần Miên rồi thì phái Thanh Thanh đến đòi người thì làm thế nào? Cao nhân Lý Thuần Miên trong mắt mọi người ở giờ phút này không khác gì một người mềm như bã đậu. Đào đất lên, đào từ từ thì người không phải sẽ tự lật lại rồi sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Chương 1463, Phượng Hoàng không lông còn chẳng bằng gà. Đại sư Chí Vân vừa nghe liền cảm thấy rất có lý, vội lấy điện thoại di động ra gọi tiếp. Không lâu sau, mấy hòa thượng cầm những dụng cụ như cuốc xẻng đến. Mọi người đào bới một hồi, cuối cùng đào được người từ trong đất ra. Sau khi dùng thìa sắt cạy miệng ngậm cứng và bón canh gừng nóng, không đến 2 phút sau thì tỉnh lại thật. Gã này mơ hồ bật người dậy, hô lớn. Tiếp đi. Tuy nhiên, gã này phát hiện ánh mắt khác thường của mọi người đều đang nhìn mình mới chính thức tỉnh lại thật sự, vừa nhìn xuống đất thì lập tức hiểu ra. Khuôn mặt đó. Trong nháy mắt liền trương lên thành màu gan lợn, một phút trôi qua lại biến thành đỏ như than hồng, lại một phút nữa trôi qua đã biến sắc như quả cà tím. Đi! Cặp mắt kia cay nghiệt lườm Diệp Phàm một cái, từ từ chạy đi. Hai tiểu đạo sĩ cũng khẩn trương chạy chậm đuổi theo. Bí thư Diệp, chi phiếu của ngài, xin nhận lấy. Nhiệm vụ làm chứng của tôi cũng đã xong xuôi. Lúc này, đại sư Chí Vân vẻ mặt nghiêm túc trao hai tờ chi phiếu. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện trong ánh mắt của Chí Vân còn không nỡ đưa, bởi vì khi trao chi phiếu hắn còn thò hai đầu ngón tay theo góc tờ chi phiếu. Đây chính là 100 triệu đấy. Người nhà Lô gia sớm đã đưa cho Diệp Phàm một tờ chi phiếu 5 triệu, Diệp Phàm tiện tay đưa luôn cho đại sư Chí Vân. Cảm ơn Diệp thí chủ đã có hảo tâm quyên tặng, tôi xin đại diện toàn thể chúng tăng chùa không nguyên cảm tạ sự hậu ái của bí thư Diệp. Sau này, bất cứ khi nào bí thư Diệp đến, Chí Vân đều sẽ quét đường dọn chiếu đón nghênh tiếp. Lão hòa thượng Chí Vân kia nịnh bợ trắng trợn quá, hết sức buồn nôn. Có người ở hiện trường nghe thấy tiếng nôn ọe nhưng lượng tình cũng có thể có bỏ qua. Đại sư Chí Vân là một hòa thượng, nếu có thể nịnh bợ như vậy còn làm hòa thượng gì chứ, sớm hãy đến hội Phật giáo làm hội trưởng đi. Mới đến một lần đã phải mất đi 5 triệu,
lại đến thêm vài lần nữa chẳng phải ông đây sẽ thành kẻ bần cùng. Trong lòng Diệp Phàm thầm khinh bỉ vị đại sư này, nhưng ngoài miệng cười nói. Ha ha, sẽ đến, được đại sư mời, Diệp Phàm tôi vinh hạnh vô cùng. Đúng là điển hình cho những người nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau khi nói xong, thằng nhãi này tiện tay đem hai tờ chi phiếu đưa về phía chủ nhà Lô ra. Nhưng Lô Bạch Vân không chìa tay ra nhận, cuối cùng vẫn từ chối hồi lâu, Lô Bạch Vân mới nhận lại 50 triệu tiền vốn của mình. Về phần 50 triệu của Phượng gia kia, Lô Bạch Vân đến liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn. Về phần Phượng Lăng không, khi Diệp Phàm đem tờ chi phiếu 50 triệu kia nhét vào túi, Phượng Lăng không kia miệng không khỏi chép chép vài cái, nhưng không hé răng. Gã này tất nhiên là đau xót rồi. Đó là 50 triệu, chứ không phải 5 xu. Mặc dù sản nghiệp của Phượng gia lớn nhưng khoản tiền kia cũng không phải là nhỏ. Với lại càng xui xẻo chính là, Phượng gia còn thua mất luôn cả công ty vận tải biển Hồng Thăng. Đó là cả một công ty lớn trị giá 500, 600 triệu, hơn nữa khoản tiền lời hàng năm thì khỏi phải nói. Tuy nhiên, những cái này gọi là những người có danh tiếng đều yêu thể diện, có chỗ trong giới võ lâm ngầm. Đó cũng chính là luật bất thành văn của chính mình. Cam tâm đánh cược bị thua, nói về phần sau này có thể qua được sóng gió hay không, đó cũng là chuyện sau này rồi. Cho nên người nhà Phượng gia cứ việc tức giận đến cắn răng hay nghiến răng, nhưng Lô gia cũng không thể nương tay. Thương trường như chiến trường, dưới sức ép từ ánh mắt của Lô Bạch Vân, Phượng Lăng không của Phượng gia đành phải giao lại công ty vận tải biển Hồng Thăng. Hai bên hoàn thành việc giao nhượng ngay tại hiện trường dưới sự chủ trì của Đại sư Chí Vân, trọng tài trưởng của tổ công chứng viên. Đương nhiên, đạo trưởng Lý Thuần Miên kỳ thật cũng gần đột phá đến thất đẳng tầng khai nguyên, không hề được như những kẻ khoác lác đã nói là thất đẳng tầng thứ ba. Bằng không, Diệp Phàm cũng không thể hạ gục hắn nhẹ nhàng như vậy. Diệp Phàm cũng biết, Lý Thuần Miên hẳn là sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Gã này trước khi đi còn có ánh mắt cực kỳ hiểm độc. Hắn nhất định sẽ lợi dụng ảnh hưởng của hắn để gây khó dễ với mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm tuyệt không hối hận, là ông trời phú cho mình cơ hội và may mắn khiến mình trở thành cao thủ bát đẳng. Đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm và số mệnh nhất định. Cấp bậc, trình độ của đối thủ tất nhiên sẽ ngày càng cao. Lại có va chạm với Lý Thuần Miên, Diệp Phàm cũng có đợi chờ một chút. Phái Thanh Thành có thể ra tay thể hay không, Diệp Phàm tin chắc rằng bọn họ sẽ không dễ dàng nhận thua. Diệp lão đại đang mong đợi cao thủ bát đẳng phái Thanh Thành cùng bản thân mình quyết đấu một trận. Đàn ông, không ai không có lý tưởng và tính hiếu thắng. Diệp lão đại là một cao thủ hiện đại, cũng không thoát khỏi hai chữ danh lợi. Khi Diệp Phàm đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nghe được giọng nói với âm thanh lạnh như băng truyền tới. Bí thư Diệp, hy vọng dưới sự lãnh đạo của cậu, khu Hồng Liên có thể ngày càng phồn thịnh. Nếu không Hồng Liên trở thành bại liên, đó cũng chỉ như một nét bút hỏng thôi. Vừa quay đầu lại nhìn, người nói chuyện không phải là Phượng Lăng không của Phượng gia thì có thể là ai được. Đây là công nhiên uy hiếp mình một cách trắng trợn, giống như đang khiêu khích. Chắc là Phượng gia muốn lợi dụng ảnh hưởng của bọn họ muốn phá hoại khu Hồng Liên. Tuy nhiên, điều khiến Phượng Lăng không của Phượng gia thất vọng chính là, đồng chí Diệp Phàm lại thản nhiên cười nói. Tôi tin chắc rằng Hồng Liên sẽ phát triển thịnh vượng. Bại liên vừa nói sẽ không thể xảy ra trong tay tôi được. Sau khi nói xong, Diệp Phàm thản nhiên nhìn quét sắc mặt tương đối nặng nề của Phượng Lăng không một cái, nói. Ngược lại đối với Phượng gia các ông, tôi lại có chút lo lắng đấy. Ông cụ Phượng vừa ra đi, còn có ai có thể vì các ông liều mạng nữa? Không có cửa rồi, hừ, Phượng Hoàng không lông chẳng bằng một con gà. Những lời này của Diệp lão đại khá cay nghiệt lại còn hơi thô lỗ nữa. Mày nói cái gì? Phượng Tin Thu nắm tay lại kêu răng rắc, thằng nhãi này ánh mắt dữ tợn, trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Phượng thiếu gia, muốn chơi nữa có phải không? Diệp Phàm tôi không ngại cho ai đó ăn bùn đất một lần nữa đâu. Có phải là chơi lợn rũi bùn nên nghiện chơi rồi không? Diệp Phàm thản nhiên cong môi dầu mỏ lên. Mày! Phượng Tin Thu nghẹn họng, tuy nhiên bị đám người nhà Phượng ra lôi tay kéo về. Chuyện này... Rõ ràng là đi làm bao cát gì đó thì người nhà Phượng gia có ngu ngốc đến mấy cũng không muốn đâm đầu vào. Tôi tin chắc rằng Phượng gia là quân tử giữ chữ tín. Lúc này, Lô Bạch Vân đã bước đến nói. Ông ta đã sớm chú ý tới lời qua tiếng lại bên này, quét mắt nhìn khắp người nhà Phượng gia một lượt nói. Diệp Bí Thư là người bạn thân thiết nhất của Lô gia chúng ta.
Chuyện của cậu ấy chính là chuyện của Lô gia chúng ta. Nếu ai muốn chơi thì người nhà Lô gia cũng không ngại tiếp tục chơi cùng với họ đâu. Lô Bạch Vân ở đây là thẳng thắn bày tỏ thái độ, Phượng gia anh nếu dám động thủ thì Lô gia cũng không phải là loại hèn nhát. Bí thư Diệp, tôi là Tôn Xuân, nghe nói khu Hồng Liên các cậu đang quy hoạch một công trình hợp tác đầu tư có quy mô lớn gọi là sinh thái Hồng Liên mang tính nhân văn. Tôn Xuân vừa tiến lại phía Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi, vừa đưa danh thiếp của mình ra. Cảm ơn. Sau khi nhận danh thiếp, Diệp Phàm cũng đưa một tấm danh thiếp cho Tôn Xuân, nói. Đúng vậy, ở quận chỉ là một khúc sông ô nhiễm, phương án mở rộng chuẩn bị đầu tư đến những 500 triệu. Sau khi quy hoạch lại toàn quận sẽ hình thành các khu du lịch, lịch sử, nhân văn, phong cảnh, buôn bán muốn dung hòa phù hợp hoàn toàn mới với khu mới. Thành ủy tỉnh ủy đều khá coi trọng việc này. Tỉnh ủy đã cấp xuống 100 triệu trước kỳ hạn. Thành phố cũng cấp cho 50 triệu, mà chúng tôi cũng đang tích cực xin sự ủng hộ từ Bộ Tài chính, thế nào cũng có thể kiếm được một khoản tiền. Hơn nữa tư nhân cũng đầu tư, một khu Hồng Liên mới tinh sẽ khởi động kiến thiết toàn diện. Chúng tôi cũng hoan nghênh tất cả quý khách đến Hồng Liên đầu tư. Các anh chắc đã nghe nói qua, đã có mấy tập đoàn lớn của Hồng Kông đến đây đầu tư. Đến quân khu Lĩnh Nam cũng chuẩn bị xây dựng nhà tập thể cho cán bộ quân nhân ở khu Hồng Liên. Đến lúc đó, những công trình lớn như bệnh viện, trường học đều sẽ khởi công xây dựng ở Hồng Liên. Anh Tôn Xuân đây là người cầm lái tập đoàn Tôn Thị. Tôi là đại biểu khu Hồng Liên, chân thành mời anh tới khu Hồng Liên tham quan một chút. Nếu cảm thấy có cơ hội làm ăn, chúng tôi sẽ dành điều kiện đầu tư ưu đãi cho các anh. Hợp tác cùng thắng, đôi bên cùng có lợi là chúng ta nhất quán để sướng thôi. Sẽ đến. Tôn Xuân vẻ mặt nhiệt tình, cười nói. Không lâu sau, Diệp Tuế Lâm, người đứng đầu Diệp gia cũng đi đến, cùng trao đổi danh thiếp với Diệp Phàm. Trận giao đấu lần này bỗng chốc trở thành đại hội tìm nguồn đầu tư của Diệp Phàm. Diệp Phàm thao thao bất tuyệt ca ngợi phương án quy hoạch mang tính nhân văn của khu sinh thái Hồng Liên của mình. Lúc này, sau khi Lô Bạch Vân nhận một cuộc điện thoại thì tay run lên, nét mặt lập tức trở nên đau buồn, nói với Diệp Phàm. Trong nhà có việc gấp, ta đi trước. Có phải không? Diệp Phàm linh cảm được điều gì đó, chắc là Lô lão gia Lô tiên giật không qua khỏi. Ông cụ đã ra đi rồi, nhưng là ngậm cười mà đi. Tôi đi đây. Lô Bạch Vân nghẹn ngào dẫn theo người nhà họ Lô vội vàng đi ra. Đáng đời. Một người thanh niên của Phượng gia nhìn về phía Lô Bạch Vân đã đi xa xa nhổ một bãi nước bọt. Nhưng kỳ thật lập tức dẫn tới ánh mắt trách móc của rất nhiều vị tiền bối. Tên kia rụt đầu co cổ không dám hé răng thêm câu nào, bởi vì bất kính với người chết là hành vi vô cùng không có đạo đức. Lại xảy ra chuyện lạ, đúng lúc này, Phượng Lăng Không của Phượng gia cũng nhận điện thoại, lập tức kêu lên. Ông cụ, dáng vẻ vô cùng đau buồn. Ông nội làm sao rồi? Phượng Tin Thu vội hỏi. Đi về, đi về. Phượng Lăng Không hô một tiếng, đi nhanh về. Người nhà Phượng ra nét mặt lập bước đau buồn bước theo. Hai. Tôn Xuân thở dài, chào Diệp Phàm một tiếng rồi cũng vội vàng bước đi. Mà người đứng đầu nhà Diệp gia cũng tương tự. Toàn bộ những người có mặt ở hiện trường đều mang vẻ mặt nghiêm trang, xa sầm nét mặt lại và giải tán. Tất nhiên Diệp Phàm cũng đi thẳng đến nhà Lô gia. Tin tức này quả nhiên là thật, nghe nói Lô tiên giật là mỉm cười mà đi. Tất cả người nhà Lô gia trong đại viện đều bận rộn, bài trí linh đường. Cũng truyền tới tin tức, ông Phượng Xí Diêu của Phượng gia cũng đã thổ huyết, ôm nỗi hận ra đi. Việc gì mà phải khổ như vậy? Sau khi đi ra khỏi đại viện của Lô gia, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác phiền muộn vô cùng. Diệp Phàm cũng thấy được tính cạnh tranh tàn khốc của thương trường, không hề giống những người chỉ có vẻ ngoài là nhìn trang nghiêm như vậy. Xe tang rời khỏi biệt thự, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của các thương nhân. Cảm giác chua xót trong lòng thật sự đã mấy ai thật lòng có được. Hai ông cụ hai nhà Lô Phượng qua đời, có lẽ là đại diện cho một thời dĩ vãng đã qua. Nhưng cạnh tranh vẫn luôn tồn tại bất cứ lúc nào, không thể nào mất đi được. Cạnh tranh hai nhà chắc là còn phải truyền từ đời nọ qua đời kia. Buổi tối, tâm trạng Diệp Phàm đặc biệt tồi tệ, có lẽ do bị ảnh hưởng của một số nhân tố bên ngoài. Đối với việc ra đi của ông cụ Lô gia Lô Tiên Giật, trong lòng của Diệp Phàm cũng không dễ chịu gì. Tuy nói Diệp Phàm chỉ mới gặp mặt ông cụ vài lần nhưng thái độ rộng rãi phóng khoáng đối đãi với người đời của ông cụ khiến Diệp Phàm khâm phục vô cùng.
Diệp Phàm lái xe đi đến căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Chiếc xe này là xe jeep quân đội, là xe đặc chế của báo săn. Dù sao đi lại cũng vẫn thông suốt, bởi vì vừa nhìn thấy biển số xe thì thiếu tá vệ binh cũng không kiểm tra nữa, hơn thế còn phải cúi đầu chào, gọi là thủ trưởng. Phải biết rằng, không ai dám giả mạo đi vào Vịnh Lam Nguyệt, việc đó so với việc tự tìm đến cái chết cũng không khác biệt gì lắm. Diệp Phàm có tòa biệt thự nhỏ trong căn cứ của báo săn ở Vịnh Lam Nguyệt. Khi xe vừa đỗ xuống, Trương Cường và Tề Thiên đã đến nơi. Chuyện Sơn Trang Đào Nguyên điều tra được đến đâu rồi, đã lâu như vậy rồi mà đến một chút động tĩnh đều không có sao. Diệp Phàm nhíu mày lại, hỏi. Tề Thiên sớm đã chạy đến quầy rượu mở ra ba bình brandy bưng tới. Chương 1464, trả thù rửa hận. Lai lịch của Thường Xuân thật sự rất thần bí, đã điều tra qua rồi, phát hiện cô này không ngờ là người Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng em phát hiện cha mẹ ruột của cô ấy đều đã qua đời, cho nên chi tiết này sẽ rất khó kiểm chứng. Cái chết của họ có phải có nguyên nhân nào khác không, cái này cần tiếp tục điều tra. Tề Thiên vừa nói chuyện, vừa đưa ra một túi tài liệu lớn. Diệp Phàm lật qua lật lại, nói. Việc này thật kỳ lạ, chẳng lẽ Thường Xuân thật sự là người Trung Quốc, tuy nhiên, cũng có điểm quá giống. Có phát hiện tình hình gì khác không, chẳng hạn như Thường Xuân có tiếp xúc với người nào đó. Chuyện này khó mà điều tra rõ ràng được, bởi vì Thường Xuân là diễn viên chính của Sơn Trang Đào Nguyên. Từ buổi tối bị đại ca phá trinh, cô ấy hình như cũng buông xuôi. Trước kia là bán nghệ không bán thân, còn bây giờ vừa làm xiếc vừa bán mình. Bình quân cứ 2-3 tối lại tiếp một người khách, tuy nhiên, đều chào giá rất cao. Bình thường một buổi tối nếu mà chọn Thường Xuân đều được trả giá hơn 20.000 tệ. Khách hàng thật sự là quá nhiều rồi, nghe nói còn phải hẹn trước nữa cơ. Mà chúng ta lại muốn bí mật điều tra, cho nên, nhất thời rất khó làm được ngay. Trương Cường vẻ mặt cũng nặng nề, nói. Lai lịch của khách hàng đều là những loại người nào? Diệp Phàm hỏi. Đại gia chiếm đa số, thỉnh thoảng cũng có cán bộ chính phủ. Tề Thiên nói, nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Nghe nói đại ca lần trước có xung đột với con trai Đinh Hùng của hội trưởng thương hội Thủy Châu Đinh Nhất Minh. Cậu hỏi cái này để làm gì? Không cần hỏi đến những việc không liên quan. Diệp Phàm hừ một tiếng, cảm thấy vẻ mặt của Tề Thiên này có chút kỳ lạ. Lão đại, em không có ý tọc mạch chuyện không liên quan. Việc này có chút quan hệ với Đinh Nhất Minh. Tề Thiên dáng vẻ có chút khinh thường, cười nói. Diệp Phàm vừa nhìn thấy, trong nháy mắt đã tự hiểu ra, mặt cũng cười hỏi. Hội trưởng Đinh cũng đi có phải không? Ừ, hội trưởng Đinh đặc biệt thích Thường Xuân, mỗi lần đi đều chọn Thường Xuân. Hơn nữa, nghe nói tiền bâu ơ mỗi lần tung ra đáng giá nghìn vàng. Lão già chết tiệt này, chuyên môn nhặt lại đôi giày rách của đại ca, cũng không sợ chết bên ở trong vùng kín của Thường Xuân. Tề Thiên mắng một câu. Tên tiểu tử cậu đứng đắn một chút đi. Diệp Phàm cười mắng. Em rất đứng đắn tới mức không thể đứng đắn hơn được nữa rồi. Tề Thiên cười gượng. Có chụp lại được không? Diệp Phàm theo sát hỏi. Chụp rồi. Còn khá rõ nét, đại ca muốn thưởng thức một chút hay không? Tề Thiên cười gượng nói. Thôi vậy, của quý của lão già Đinh Nhất Minh kia nhất định so với con run còn nhỏ hơn, có gì đẹp, nhìn thấy thật có mà làm người ta ghê tởm chết mất. Diệp Phàm hơi nhíu mày, nhìn Tề Thiên một cái, nói. Đem tài liệu của hội trưởng Đinh cho tôi một phần. Đúng, đúng, của lão chỉ là một cành củi khô mà thôi, có thể dương lên được hay không cũng là điều khó nói. Ha ha ha. Tề Thiên cười nhạt, đánh rắm loạn lên, rút tập tài liệu từ trong túi ra, còn có đĩa CD. Diệp Soái, cái hang ổ này có phải nên bắt rồi không? Em thấy nếu để các cô ấy tiếp tục như vậy sẽ tạo thành mối nguy hại tương đối lớn cho Nam Phúc chúng ta và những vùng lân cận. Tuy rằng ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, bởi vì tất cả khách hàng của bọn họ đều là khách trung lưu, cũng có một số khách thuộc tầng lớp thượng lưu tìm đến. Ảnh hưởng của những khách hàng trung lưu này đối với tỉnh chúng ta càng lớn. Nếu cán bộ chính phủ bị bọn họ mê hoặc dụ dỗ rồi bán bí mật quốc gia gì đó thì phiền phức lắm. Trương Cường có chút lo lắng. Trước tiên việc này không gấp, phải thả lưới dài để bắt được cá lớn mới được. Dù sao tôi cũng cảm thấy Thường Xuân không đơn giản như vậy, không chỉ đơn thuần là một kỹ nữ cao cấp. Cô ta đã từng tiếp xúc qua với Bát Gia lần nào chưa? Diệp Phàm hỏi. Bát Gia đến bây giờ còn chưa lộ diện, người này thật sự là thần bí.
Trương Cường nói. Các cậu nói xem, Bát Gia có thể chính là một trong những khách của Thưởng Xuân không? Hắn không xuất hiện, giả vờ làm khách đến Sơn Trang nên ai cũng không điều tra ra được. Diệp Phàm nói. Có thể lắm, chúng em cũng chưa nghĩ tới điều này. Trương Cường dường như thoáng suy nghĩ một chút, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Càng kỳ lạ hơn chính là bên ngọn núi Sương Bối của Việt Đông cũng không có động tĩnh gì, cứ như là quả núi đó chỉ là núi, tựa như cũng không có bí mật gì cả. Có phát hiện dưới chân núi có loại đồ vật bí mật gì hay tình huống gì bất thường không? Diệp Phàm hỏi. Ở một thung lũng có một số đồ vật có tính phản xạ lạ thường. Chúng em không dám có quá nhiều hành động, chỉ sợ rút dây động rừng, đều dùng phương thức giả vờ là máy bay bay ngang qua để kiểm nghiệm. Trương Cường nói. Phía dưới thung lũng có động tĩnh gì không? Diệp Phàm hỏi. Hình như ở dưới có một cái động bất thường. Tề Thiên đáp. Giám sát chặt chẽ, kín đáo, chắc hẳn chính là mảnh đất đó rồi. Nếu bọn chúng có kiên nhẫn, chúng ta sẽ càng kiên nhẫn hơn gấp nhiều lần. Đây là bí mật do người phụ trách quân quan Đông để lại, chúng ta tuyệt đối không để cho người Nhật Bản lấy đi. Mặc kệ là cái gì, dù có là bom hay đạn sinh học vi khuẩn gì đó, chúng ta cũng phải kiểm nghiệm trước một phen rồi tính sau. Diệp Phàm hừ nói. Vâng. Trương Cường và Tề Thiên cùng đáp. Tuy nhiên, Tề Thiên có vẻ hơi chần chừ hỏi. Diệp soái, việc này tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Quân quan Đông trước kia đều là hoạt động ở bên kia Đông Bắc, làm sao mà lại chạy sang Việt Đông bên này chôn giấu đồ vật này nọ, thực sự là có chút quái lạ. Không thể nào mấy thứ này vốn dĩ đã là bí mật của quân quan Đông được, mà là sớm hơn trước nữa, chẳng hạn như thời Dân Quốc hoặc Triều Thanh, lúc gián điệp quân Nhật xâm nhập vào để lại cái gì đó chăng? Tất cả đều có khả năng. Chúng ta phải chú ý đào bới cho ra bí mật này mới được. Hơn nữa khẳng định bí mật này không nhỏ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến đại sự, chúng ta đều phải xốc lại tinh thần đi làm. Với lại, nghe nói liên quan tới cả liên quân của Anh Quốc, chứng minh thực sự có việc này, đến 8 phần là thật. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hai người một cái, còn nói thêm. Thanh Lang bây giờ thế nào rồi? Rất tốt, tư tưởng cho hắn ta đã được đả thông rồi. Bây giờ thù lớn đã trả được, còn được miễn họa ngồi lao tù, còn gì chưa mãn nguyện nữa. Trương Cường nói. Cũng tốt, hắn cũng là một nhân tài, hiếm thấy được cao thủ ngũ đẳng. Các cậu bắt hắn nhốt vào chỗ nào rồi? Diệp Phàm cười cười. Đẩy ra nhà tù bên kia Vịnh Y Giác rồi, chúng em nói với hắn rồi, ít nhất phải đóng ở bên đó 3 năm. Đợi sau khi xử lý xong những việc liên quan đến hắn bên này thì sẽ tùy cơ ứng biến. Trương Cường mỉm cười. Các cậu đúng là đủ thâm rồi đó, chắc là trong tâm của Thanh Lang sẽ mắng các cậu chết luôn. Ở nhà giam trong nước ít nhất còn giữ được cái mạng, đi Iraq nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể rơi đầu. Diệp Phàm cười nói. Chuyện dù sao cũng phải có người đi làm, hơn nữa, đi Iraq tuy nói nguy hiểm một chút nhưng tiền lương, tiền trợ cấp đều đặc biệt cao. Toàn bộ tài sản cá nhân của Thanh Lang lúc đó đều bị mất, hắn chỉ còn là kẻ nghèo rất mùng tơi. Thực ra, một số điểm của Iraq cũng không tồi đâu. Chúng ta xuất tiền cho hắn đi hưởng thụ, cũng đủ sung sướng rồi. Mẹ nó, còn được liên tục đi tắm hơi massage, chi phí đánh bạc đều là do báo săn chúng ta cung cấp. Đầu năm nay, báo săn đã làm những chuyện gì nhỉ? Trương Cường cười, mắng một câu. Nói đến đây, sư trưởng Trương, hóa đơn của em có phải cũng nên báo lên rồi không? Hình như Tề Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cười gượng một tiếng hỏi. Hóa đơn gì? Trương Cường vẻ mặt ngạc nhiên, mắt nhìn quét Tề Thiên một cái, còn nói thêm. Cậu còn có hóa đơn gì chưa báo? Không phải đi công tác về đã báo ngay lập tức sao? Hẳn là không sót cái gì chứ? Chính là lần đó, Tề Thiên giơ ngón tay trỏ chỉ lên trời, dáng vẻ có chút xấu hổ. Có phải chuyện đó của cậu không? Chính là cái lần ở trong ổ Sơn Trang kia hả? Trương Cường cuối cùng đã nghĩ ra, nghiêm mặt lại, hừ nói. Em cũng là đi công tác, anh tưởng em muốn vào Sơn Trang đào nguyên đó à? Chỗ đó nếu thật sự là một hang ổ bí mật của một em người Nhật Bản, em có phải dẫn đầu đi chơi gái một lần không? Anh nghĩ mà xem, đàn ông khi làm chuyện đó sẽ đặc biệt hưng phấn, một khi hưng phấn thì dù có phòng bị gì cũng bị lơi lỏng hết, bị cô bé người Nhật Bản đó làm cho có muốn đề phòng bị cũng không đề phòng nổi ấy. Tề Thiên bất ngờ kể khổ. Cậu nói mà không biết xấu hổ.
khi Diệp Soái ở cái hang ổ đó lúc ấy còn thực sự chưa xác định được vì có điểm nghi vấn lớn. Cậu chỉ là hành vi đi hưởng thụ cá nhân thôi. Cấp trên không bắt cậu viết kiểm điểm coi như là tốt lắm rồi. Bộ đội tổ đặc nhiệm A là bộ đội tổ đặc nhiệm A, không sai. Ở tình huống đặc biệt vẫn cho phép có ngoại lệ. Nhưng đó là vì yêu cầu công tác, khi không cần thiết thì sẽ là hành vi cá nhân rồi, nói trắng ra, đó là vi phạm pháp luật và kỷ luật của quốc gia. Cậu phải biết rằng, chúng ta nhìn có vẻ tự do, thực ra, cũng có chút bó buộc. Bộ phận giám sát mà Tổng bộ và quân ủy phái đến chính là để đôn đốc báo săn chúng ta. Đến lúc đó một khi tra ra hóa đơn này, bảo tôi làm sao làm lấy lệ cho qua được. Việc này thôi đi, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Bản kiểm điểm không cần cậu viết, còn chuyện trả tiền thì miễn bàn nữa. Trương Cường vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tôi nói sư trưởng Trương này, không nên keo kiệt như thế phải không? Thanh lang đi Trung Đông đánh bạc cũng có thể được hoàn tiền, thế mà em vì nhiệm vụ đi đến Sơn Trang Đào Nguyên kia lại có thể là hành vi hưởng thụ cá nhân được. Sao có thể phân biệt đối xử như vậy? Huống chi chuyện này lúc đó, ha ha. Tề Thiên nói liền một mạch, nói đến câu này thì cười ngượng hai tiếng, nhưng mắt hướng về phía Diệp Phàm. Bởi vì buổi tối hôm đó, Diệp Phàm phải bỏ ra một khoản tiền lớn lên đến 2 triệu tệ để chọn thưởng xuân. Buổi tối hôm đó là Tề Thiên chiêu đãi. Thằng nhãi này tự nhiên lại muốn tìm cách thu báo hóa đơn để được hoàn lại tiền vì số tiền quá lớn. Tuy nhiên lúc đó Diệp Phàm cũng đã nhắc nhở hắn. Trương Cường vừa nhìn thấy đã hiểu ra ngay, đoán rằng chuyện này Diệp Soái cũng dự phần. Nếu Diệp Soái cũng có phần thì việc này không dễ xử lý rồi. Tuy nhiên, Trương Cường cũng xót tiền. Tuy nói kinh phí của báo săn dư giả thật nhưng các khoản chi cũng không nhỏ. Tổ đặc nhiệm số 8 thì phân tán ra nhiều nơi, còn có cả ở nước ngoài. Gần đây, căn cứ lại muốn xây dựng nhà ở tập thể cho quân nhân, cho nên, túi tiền của Trương Cường càng phải thắt chặt lại. Diệp Soái, anh xem thế nào? Tuy nhiên Trương Cường vẫn xin chỉ thị của Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm vẫn là lãnh đạo, việc này nếu hắn cũng có phần, cứng rắn bắt phải báo hóa đơn hoàn tiền mà mình lại không báo thì có chút keo kiệt, hơn nữa lại là biểu hiện không tôn trọng lãnh đạo. Như thế này đi, nếu điều tra ra Thưởng Xuân thực sự là gián điệp của tổ chức thần đạo Nhật Bản, mà các cô ả ở Sơn Trang Đào Nguyên đang tiến hành hoạt động phá hoại thì chút tiền của đồng chí Tề Thiên đêm đó chọn Thưởng Xuân cũng có thể lựa tình mà bỏ qua được. Đem so sánh thì tiền chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Phàm nói, Tề Thiên thiếu chút nữa bị nghẹn, thầm giải thích là chính anh mới chọn Thưởng Xuân, lại còn vung tiền như rác hết 2 triệu, bây giờ lại đổ lên đầu tôi. Mẹ nó, cái thời đại gì thế này, ông đây lúc ấy chỉ tiêu cho bản thân có hơn 10.000 tệ, lại còn làm phá gia chi tử. Thời đại này, bản thân mình chiêu đãi sao có thể tiêu bừa bãi rồi còn có thể báo hóa đơn cho nhà nước chi trả. Chương 1465, năm ngón tay của Kiều Viên Viên. Được, Tề Thiên, hãy điều tra cho kỹ, dồn công sức ra để điều tra. Dù sao bên ngọn núi Bối Sơn cũng là công tác cụ thể cậu đang phụ trách phải không nào. Tra ra sự thật, tôi sẽ lập tức báo hóa đơn chi trả cho cậu. Nếu tra không ra, tôi sẽ không khách khí đâu. Sau này cậu phải tự kiểm soát đúng quần của mình là được, ha ha. Trương Cường cười gượng một tiếng. Vâng, thưa đại sư trưởng Trương. Tề Thiên lớn tiếng hô một tiếng, bất mãn liếc nhìn cả hai vị lãnh đạo một cái. Diệp Phàm vừa nhìn thấy, thản nhiên cười nói. Đương nhiên, nếu tra ra sự việc thật, nếu chúng ta thật sự có thể khơi ra bí mật của núi Xương Bối thì Thượng tá Tề Thiên đã lập công. Đến lúc đó, Diệp Phàm tôi ra mặt giúp cậu. Đề nghị tổng bộ có thể suy xét phong quân hàm đại tá cho cậu. Thằng nhãi này hổ thẹn trong lòng, cho nên bù đắp cho Tề Thiên một chút. Tất nhiên Tề Thiên vừa nghe thấy, mặt mày lập tức rạng rỡ, chào theo nghi thức tiêu chuẩn của quân đội nói. Cảm ơn Diệp Soái đã nhắc nhở, em lập tức trở về núi Xương Bối. Không có việc gì, em sẽ theo dõi sát sao. Thằng nhãi này nhanh nhẹn, lập tức lái xe nhằm hướng Việt Đông mà đi. Anh nhìn xem. Vừa mới nói đến công trạng, hoàn tiền thì anh chàng này như uống phải thuốc kích thích. Trương Cường nhìn theo bóng dáng Tề Thiên lắc lắc đầu, lại liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cười gượng nói. Diệp Soái, cô bé Nhật Bản Thưởng Xuân kia cảm giác rất tuyệt phải không? Tôi nào có biết, hỏi Tề Thiên đi, đây là chuyện tốt mà cậu ta làm. Diệp Phàm hừ một tiếng, hai người chạm cốc brandy loảng xoảng, liếc mắt nhìn nhau một cái, tự nhiên không cần nói cũng hiểu lòng nhau. Trở lại Thủy Châu đã là 11 giờ đêm.
Nghiên Nhi, buổi tối em ở nhà sao? Vừa rồi ở trong căn cứ báo săn, sau khi Diệp Phàm uống hết hai bình rượu đỏ, máu có phần bốc lên, không nhịn được, liền cho xe chạy đến căn nhà mua Phạm Xuân Hương mua, ngồi trong xe gọi điện thoại. Ở nhà, để làm gì? Phạm Nghiên Nhi mắt vẫn còn ngáy ngủ, hỏi. Anh ở dưới lầu. Diệp Phàm nói. Em dậy mở cửa. Phạm Nghiên Nhi không mảy may miễn cưỡng, buột miệng đáp. Không cần, anh có chìa khóa. Diệp Phàm nói. Không lâu sau thì vào phòng. Phát hiện tiếng nước chảy ào ào trong phòng vệ sinh, nghe được động tĩnh bên ngoài, tiếng Phạm Nghiên Nhi từ bên trong vọng ra. Anh đợi một chút, em xả nước cho anh tắm. Nhưng soạt một cái, cửa phòng vệ sinh bị ai đó thô bạo đấy mạnh ra, vốn dĩ đã không khóa, chỉ là ổ khóa hỏng rồi. Dưới làn hơi nước mờ ảo phát hiện thân thể lộ ra trọn vẹn đang đắm chìm trong làn hơi nước nóng hôi hổi. Bộ ngực cao cực lớn ngạo nghễ sừng sững ở trước mặt Diệp Phàm, hai tay Phạm Nghiên Nhi che ở vùng kín, vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng cũng không có vẻ hoảng sợ. Diệp Phàm đưa tay sang dụi trán vào ngọn núi lớn vào, ôm thật chặt. Phạm Nghiên Nhi ôi a một tiếng, toàn thân run lên ngã vào lòng Diệp Phàm. Thằng nhãi này sờ soạng khắp tấm thân xinh đẹp, Phạm Nghiên Nhi có chút thở hồng hộc. Thè lưỡi liếm mặt hắn vài cái như một chú mèo ba tư, miệng thơm mát, nhẵn mịn. Điện thoại đột nhiên reo lên. Mẹ kiếp, ồn chết mất, đã muộn thế này còn làm mất hứng. Diệp Phàm giận dữ, rút điện thoại từ sau lưng ra định tắt máy, vừa thấy dãy số, A Kiều Viên Viên. Thằng nhãi này một tay vừa ôm Phạm Nghiên Nhi, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách vừa nhận điện thoại. Đã muộn thế này còn chưa ngủ hả Viên Viên? Diệp Phàm hỏi. Tay Phạm Nghiên Nhi cũng không để yên, khẽ luồn vào trong ngực Diệp Phàm xoa xoa nhẹ nhẹ. Hừ, bên cạnh là có gái phải không, sao đột nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy? Kiều Viên Viên hừ một tiếng, Diệp lão đại xấu hổ trong lòng, thầm nhủ hay là Viên Viên đã có linh cảm. Mẹ kiếp, ông đây muốn làm chút chuyện xấu cũng đều không có cơ hội. Thằng nhãi này khẩn trương cười nói. Nói gì vậy, dịu dàng là vì đã lâu không gặp em. Nhớ em nhớ đến mức thành ra bộ dạng này rồi. Em có biết, khi không có em, anh đến ngủ cũng không tài nào ngủ được. Đêm dài khó ngủ đó, đại tiểu thư Viên Viên của tôi ơi. Đi lừa người khác đi. Diệp lão đại anh lại còn không tìm được đàn bà. Chỉ cần mở miệng một cái thì bao nhiêu gái đẹp cấp dưới còn không xếp thành hàng dài đằng sau ấy. Đàn ông đều là loại miệng lưỡi đầu môi nói ngọt như mía lùi. Kiều Viên Viên nói sẵn. Lòng anh chỉ có trời mới hiểu được. Lão Diệp kêu to, Phạm Nghiên Nhi bên cạnh suýt chút nữa cười thành tiếng, vội lấy tay bịt chặt miệng mình, chỉ sợ mang đến phiền phức không cần thiết cho Diệp Phàm. Hiểu, anh đang ở chỗ nào, thành thật khai ra đi. Kiều Viên Viên nói. Quái, Viên Viên đột nhiên sao lại hỏi câu này. Không thể nào là cô đến Thủy Châu, chắc chắn không có khả năng, sao có thể nửa đêm còn đến Thủy Châu được. Tuy nhiên, Diệp Phàm chú tâm hơn một chút, nói. Hai, không phải thế. Buổi tối bị Trương Cường kéo đi uống rượu, vừa uống đã say, đang nằm ở căn cứ đây chứ đâu. Em không biết là ông nội của Lô Vĩ đã chết rồi, lòng anh có chút buồn khó chịu. Ô, vậy anh lập tức bảo Trương Cường cử ai đưa anh về. Uống ít đi một chút kẻo tổn hại sức khỏe. Người già thì đều phải ra đi, nghe nói ông nội Lô Vĩ cũng đã hơn trăm tuổi rồi, coi như là sống đã thọ và chết tại nhà. Kiều Viên Viên dịu giọng đi nhiều, cũng là quan tâm tới Diệp lão đại. Về làm gì? Dù sao không có chuyện gì làm, sáng mai lại là chủ nhật, trở về căn phòng đơn thân một mình không bằng cứ lười biếng ngủ lại ở căn cứ. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Hừ hừ, có phải đã bị cô bé họ Phí mê hoặc rồi không? Cô bé đó trông rất đáng yêu, chỉ có điều là quá đanh đá. Kiều Viên Viên đột nhiên tuôn ra một câu đáng sợ có thể làm nổ mắt người ta. Diệp lão đại vừa nghe, cảm thấy thật sự chẳng hiểu ra làm sao cả, hỏi. Câu này là có ý gì? Cô bé đanh đá hung hăng gì đó của Phí gia có liên quan gì đến anh? Cô ấy đã bắt nạt em có phải không? Nhanh nói đi, anh sẽ đi chỉnh cho cô ta một trận, loạn rồi. Hừ, anh không dám nói đang ở cùng một chỗ với cô bé của Phí gia có phải không? A hát, đúng rồi, không phải họ Phí mà là họ Ninh, thích đấu khẩu đấu tới mức thành tật xấu. Miệng Kiều Viên Viên rõ ràng ngoa ngoắt như chứa một vải dưa chua thúy hoa. Ý gì đây, Phí gia có cô bé gì gì đó rồi lại sửa sang họ Ninh, anh thật sự là không biết nữa.
Diệp Phàm vội nói che đậy, thầm nhủ chẳng lẽ là chuyện cùng với Mai Thiên Kiệt và Ninh Hòa Hòa bị người khác phát hiện rồi, gai to, không biết cô ấy có biết đến Điệp Vũ không nữa. Ninh Hòa Hòa, hừ, đúng rồi, con gái vàng ngọc của phó trưởng ban tổ chức cán bộ Ninh Chí Hòa. Cũng không thể nói là cô bé của Phí gia phải không? Đừng cho là em không biết, gần đây các người có quan hệ mật thiết với nhau. Nghe nói đã tới mức chọn ngày đính hôn rồi. Anh nói đi, Kiều Viên Viên tôi có chỗ nào chưa tốt với anh? Khi ở bên nhau thì hầu hạ anh như lão gia. Mấy lần anh bị thương, tôi đều hầu hạ anh cả chuyện tiểu tiện đại tiện. So với y tá cẩn thận còn chu đáo gấp trăm lần. Ngày ngày đều lo lắng cho anh là đồ không có lương tâm, đồ lòng lang dạ sói. Tôi biết anh muốn trả thù cha tôi. Họ Diệp kia, anh chỉ cần ho một tiếng, Kiều Viên Viên tôi không cần gia đình này ở thủ đô cũng sẽ đi theo anh. Nhưng anh vẫn luôn khuyên tôi nói là từ từ đã, hóa ra đều là lừa dối tôi. Chính anh ngược lại đã định ngày cùng con bé của Ninh gia kia sau lưng tôi. Họ Diệp kia, anh nghĩ Kiều Viên Viên tôi là cái gì hả? Sau này còn muốn nuôi tôi làm phòng 2, phòng 3, phòng 4 hay phòng 5? Nói rõ ràng cho anh hay, Kiều Viên Viên tôi dù có làm ni cô hầu sư tăng cũng không để cho anh thực hiện được. Anh, Kiều Viên Viên không ngờ nghẹn ngào lên tiếng, xem ra thật sự rất đau lòng. Viên Viên, đừng, đừng, khóc, em nghe ai nói chuyện anh và con bé của Ninh gia kia, chuyện nhảm nhí mà. Nhất định là em hiểu lầm rồi. Diệp Phàm đẩy Phạm Nghiên Nhi ra, mặc áo rất nhanh rồi đứng dậy, bước sải xuống lầu. Tôi không nghe, tôi ở ngay tại Sở Thiên Các, anh muốn làm thế nào thì làm. Kiều Viên Viên nghẹn ngào một hồi rồi cúp điện thoại. Phiền phức rồi, nhất định là hiểu lầm. May mà mình chưa nói là tối ngủ ở nhà, bằng không không biết trong lòng Viên Viên sẽ nghĩ như thế nào, đây đều là chuyện gì thế này. Diệp Phàm trong lòng mắng ông trời, lái xe thẳng đến hướng về nhà. Tính chuẩn xác thời gian để trở về Sở Thiên Các Diệp Phủ. Phát hiện Lão Trần và Trần Quân đều đứng ở cửa viện, Trần Quân nhìn thấy Diệp Phàm xuống xe, khẩn trương tiến lên mở cửa xe, đi theo gần Diệp Phàm hạ giọng nói nhỏ. Cô Kiều đến rồi, ở trong phòng anh, khuôn mặt nặng như chì, hình như là có chuyện gì. Vừa nãy chúng em nói thông báo cho anh, cô ấy không cho, nói là nếu chúng em dám báo cho anh thì sau này sẽ không đến Sở Thiên Các nữa. Cho nên chuyện này chúng em cũng không tiện gọi điện cho anh. Được, không sao, tôi sẽ đi vào. Diệp Phàm gật đầu, đi vào đại sảnh, lấy hết can đảm bước vào phòng, thấy Kiều Viên Viên đang nằm dựa nghiêng trên giường chạm trổ hoa văn của chính mình. Nghe nói là chiếc giường cổ này có một vị phi tử nào đó của thời nhà Thanh đã từng ngủ qua. Tất nhiên, nệm đã được chính mình đổi thành đệm tơ tằm. Viên Viên, em hiểu lầm rồi. Diệp Phàm đi tới, vươn tay sờ sờ hai má Kiều Viên Viên. Đừng chạm vào tôi, bàn tay bẩn thỉu của anh. Kiều Viên Viên giơ tay lau sạch vết tay của sói Diệp Phàm. Ha ha, đúng là hơi bẩn, vừa mới lái xe, trên tay vẫn còn mùi xăng. Anh đi rửa một chút. Diệp Phàm đi vào phòng vệ sinh. Hừ, trái tim đen tối có rửa cũng không sạch được. Kiều Viên Viên nhìn ngang phòng vệ sinh lườm một cái, lạnh lùng nói. Viên Viên, đợi chút nữa em cũng đến tắm đi, tắm một cái sẽ thấy dễ chịu ngay. Diệp Phàm không tìm được lời để nói. Tắm, được, tôi tắm, tắm. Kiều Viên Viên giống như đã nghĩ thông suốt. Không lâu sau, cửa phòng vệ sinh vang lên một tiếng. Diệp Phàm vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức đã trợn tròn mắt. Kiều Viên Viên không ngờ đã thoát y lại còn mặc quần đùi, lộ rõ ra làn da trắng như tuyết, hơn nữa trông rất nuột nà, mềm mại. Cái rốn mắt mê hồn kia hoàn toàn trình ra trước mắt Diệp Phàm. Bộ ngực của Kiều Viên Viên không phải tròn như bánh xe lớn mà là loại rất đầy đặn, rất săn chắc, nhìn rồi làm người ta không rời mắt ra được. Cô giống như một pho tượng nữ thần, trừng mắt lạnh lùng nhìn đồng chí lang sói Diệp Phàm. Diệp Phàm nào dám động thủ làm gì đó thiếu tôn trọng hay khinh nhờn gì, vội nói. Anh tắm xong rồi, ra ngoài trước để đợi em nhé. Tôi hầu hạ anh, tôi là nô tỳ của Diệp lão đại, tắm đi, tắm đi. Kiều Viên Viên hình như hơi điên cuồng, dám đẩy Diệp Phàm ấn vào trong bồn tắm lớn. Đương nhiên, lực Kiều Viên Viên dùng hết sức là rất lớn, nhưng cũng là Diệp lão đại thuận theo cô nên mới như vậy. Em kỳ cọ giúp anh một chút nhé. Kiều Viên Viên thật giống một cô hầu gái tuyệt sắc giai nhân, nhẹ nhàng giúp Diệp lão đại bắt đầu kỳ cọ. Tuy nhiên, kỳ cọ đến sau lưng thì cảm thấy hoàn toàn khác.
Diệp Phàm cảm giác lực tay của đại tiểu thư Kiều càng lúc càng lớn, nào có giống là cọ lưng, căn bản là lấy mình ra làm tảng đá phiền phức. Kiều Viên Viên duỗi mở năm ngón tay như năm chiếc răng đinh trên cào của Chư Bát Giới như liều mạng cày ruộng trên lưng mình vậy. Chắc chắn trên lưng bị năm ngón tay của đại tiểu thư Kiều cào qua nhất định lập tức sẽ hiện ra năm đường vân sâu hóm. Có đau không? Kiều đại tiểu thư hỏi. Không đau, không đau. Viên Viên dịu dàng như vậy, anh làm sao thấy đau được? Diệp lão đại cao mày, thống khổ dặn ra mấy câu này. Chương 1466, Kiều báo quốc muốn tới Nam Phúc nhậm chức. Không đau là tốt rồi, em dùng răng để trà sát cho anh nữa. Kiều Viên Viên hừ một tiếng, không ngờ đã đưa miệng lên rồi. Ông trời ơi, ông hãy tha cho tiểu Diệp đáng thương này đi, Diệp lão đại trong đầu kêu một tiếng thảm thiết, tuy nhiên lại không cảm thấy đau như trong dự đoán. Nhưng thật ra cảm nhận được hai hàm răng rắn chắc dính chặt vào sau lưng mình, biết là cả người Kiều Viên Viên đè áp lên. Ô ô, Diệp Phàm cũng không nói gì, thật lâu sau mới thở dài, nói. Viên Viên, em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, tôi đang ngồi ở đây nghe anh nói bừa. Kiều Viên Viên nói lời này từ xoang mũi bật ra. Hiểu lầm thật mà, có khả năng em tưởng anh rước lấy Ninh Hòa Hòa rồi có phải không? Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ lại không phải? Kiều Viên Viên nói. Ha ha ha. Diệp lão đại đột nhiên phá lên cười sằng sặc. Cười để che giấu cũng vô dụng, đàn ông quen dùng mánh khóe đánh lừa, chị Quỳnh Giao nói thế. Nào có biết, Kiều Viên Viên cũng hừ một tiếng, nói như thế. Đến đại tác gia Đài Loan nữ sĩ Quỳnh Giao cũng lôi ra nói, Diệp Phàm suýt chút nữa té xỉu. Ninh Hòa Hòa và Mai Thiên Kiệt đang hẹn hò. Lần đó... Anh đến Kinh Đô là do bị thằng nhóc Mai Thiên Kiệt ép đến. Lúc ấy, Ninh Hòa Hòa không để ý đến hắn. Diệp Phàm kể tóm tắt sự tình một lượt. Cho nên, anh lại làm Nguyệt Lão rồi hả? Kiều Viên Viên dịu giọng đi rất nhiều, nói. Hết cách rồi, vì có thể khiến Mai gia đặt trụ sở chính của tập đoàn truyền thông Giang Nam tại khu Hồng Liên chúng ta, lôi kéo nhiều người nhà họ Mai bỏ vốn đầu tư, anh còn có cách gì nữa? Và lại, Thiên Kiệt là đồ đệ của anh. Dù sao cũng phải giúp đồ đệ chút chuyện chứ. Tư lệnh Mai đã nhờ vả, anh có thể từ chối được sao, em nói có đúng không nào? Viên Viên, em biết không, khu Hồng Liên vẻ ngoài là phồn hoa, nhưng thực ra là sạp hàng mục nát. Bí thư Đoạn gọi anh trở về, nếu không thể kéo Hồng Liên ra khỏi hoàn cảnh khốn khó, anh sẽ có lỗi với anh ấy. Hơn nữa, em cũng không muốn nhìn thấy Diệp Phàm anh là một thằng hèn nhát đấy chứ. Hoặc là đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, làm không được thì nghỉ hưu sớm. Diệp Phàm nửa nói dối nửa nói thật, đem chuyện giúp phí ra đổi thành làm việc vì Hồng Liên, nói đến phía sau thì tràn đầy thuyết phục. Cứ cho là anh biết nói chuyện, em bỏ qua cho anh lần này. Kiều Viên Viên giống như đã dùng hết sức lực, thoáng cái cả người đã buông lơi ra, toàn thân mềm nhũn đè lên người Diệp Phàm. Viên Viên! Diệp Phàm vội xoay người kéo Kiều Viên Viên vào lòng. Ngồi trong cái bồn tắm cỡ lớn kia, giơ tay nhẹ nhàng giúp cô chắp tay, thử truyền cho cô một ít nội khí. Thật lâu sau, Kiều Viên Viên nói. Anh, sau này những chuyện như thế không được giấu em. Làm mai mối cho người khác có phải là chuyện gì to tát đâu. Ngược lại là khác, đây là chuyện rất tốt, chứng tỏ anh đang làm việc thiện tích đức, hơn nữa còn có thể tác hợp cho một đôi nam nữ và kết hợp cả hai gia đình lại nữa. Chuyện này cũng là cách tốt nhất để anh mở rộng mạng lưới quan hệ. Cha thường xuyên sẽ nói làm quan mà, chính là cần phải kết bạn rộng rãi, ít có kẻ thù. Thêm một người bạn là thêm một mạng lưới quan hệ, thêm một đối thủ là thêm một bức tường. Bạn bè nhiều rồi, càng mở rộng hơn nữa, càng có nhiều cơ hội. Đương nhiên, bạn bè cũng phải lựa chọn, không phải ai cũng gọi là bạn được. Kiều Viên Viên gần đứt hơi, dựa vào ngực Diệp Phàm nói. Em thấy đấy, chuyện nhỏ như thế hà tất phải báo cáo công tác với lãnh đạo như em phải không nào? Chuyện đại sự làm phiền em rồi. Diệp Phàm ha hả cười gượng một tiếng, bắt đầu trêu chọc. Liếc nhìn chỗ nhô cao kia của Kiều Viên Viên một cái, hình như cảm hứng lại đến, thuận miệng hỏi. Anh vẫn thấy quái lạ, làm sao mà em biết được chuyện này? Không phải là Viên Viên nhà chúng ta phái người theo dõi cả ngày đấy chứ? Em không thèm theo dõi anh. Đúng lúc gặp Tào Phi Nhi, là cô ấy nói. Kiều Viên Viên nói. Cô ấy nói, anh chàng của bạn đính hôn gì đó với người ta rồi, còn chọn ngày nữa. Nói bậy,
Tào tiểu thư sao có thể nghe mấy tin đồn vớ vẩn rồi làm loạn lên. Diệp Phàm giận dữ, nhưng thật là tình ngay lý gian rồi. Lúc ấy mình đi vệ sinh, đúng lúc gặp Ninh Hòa Hòa từ nhà vệ sinh đi ra. Ngay tại hành lang hẹp, bản thân mình còn nói vài câu bông đùa là chuẩn bị chọn ngày bàn chuyện này. Lúc ấy, Ninh Hòa Hòa vừa nghe đã đỏ mặt, lườm mình một cái nói sẵn là không thể nào. Thực ra là cô ấy nói Mai Thiên Kiệt, chắc là tối hôm đó Tào Phi Nhi cũng ở trong khách sạn Hoàng Thành, trong lúc vô ý để cô ấy nghe được nửa câu chuyện. Không ngờ Tào Phi Nhi lắm mồm nhiều chuyện với Viên Viên dẫn đến bao chuyện không đâu thế này. Nói chuyện tử tế một chút, anh bây giờ đã là lãnh đạo lớn, sao có thể như gã nông dân thế? Kiều Viên Viên cảm giác ngồi có chút không thoải mái, người động đậy muốn đổi tư thế. Đột nhiên, Kiều Viên Viên hừ nhẹ một tiếng, lập tức mặt mũi đỏ bừng, lạ thường nhìn chằm chằm Diệp Phàm một cái, miệng ô a một tiếng, rồi đứng lên chạy ra phòng ngoài. Chuyện gì thế này? Diệp lão đại định thần lại, cảm thấy cậu nhỏ của mình cứng như sắt. Chắc là vừa nãy khi Kiều Viên Viên ngồi trên người mình bị đâm vào một chút, vì thế mới có vẻ mặt kỳ lạ này. Mẹ nó, mày là đồ không biết điều, thời khắc quan trọng thì toàn rất thế. Mỹ nhân xinh đẹp trong lòng, lần này lại mất công toi rồi. Diệp Phàm có chút ủ rũ, lau người đi rồi đi ra ngoài. Phát hiện Kiều Viên Viên đang luống cuống mặc quần áo, bộ dạng tay chân rất lúng túng. Sợ gì chứ, đều đã nhìn thấy hết rồi. Diệp Phàm tức giận nói, xài một bước dài, một tay đã ôm lấy Kiều Viên Viên ném lên trên giường. Thằng nhãi này hai mắt sáng rỡ vì tư thế kia của Kiều Viên Viên rất khiến người ta thổ huyết, bất ngờ bị mình ném cái ngã chổng vó. Chỗ giữa hai chân kia lại càng khiêu khích dữ. Đến, không được. Kiều Viên Viên vội vàng lật người quay lại giật được chiếc váy. Sao lại không được, dù sao đã cửa đóng then cài rồi. Tối nay chúng ta thử trước cảm giác của đêm tân hôn xem thế nào. Diệp Phàm rõ ràng đã bị ham muốn kích thích mãnh liệt, cuối cùng không kiềm chế nổi, muốn làm bá vương lên dây cung, với tay tấn công về phía ngực của Kiều Viên Viên. Không được thật mà, buổi tối cái đó đến rồi, anh muốn sờ thì sờ đi. Kiều Viên Viên ngượng ngùng cười cười, bất ngờ nhắm hai mắt lại. Không thể nào, sẽ không trùng hợp thế chứ. Không thể nào. Diệp lão đại mắt mở to. Cặp mắt đó thiếu chút nữa thì lồi ra như mắt cá. Hắn tuyệt đối không tin lại có thể xui xẻo như vậy. Không tin, tự anh nhìn phía dưới thì biết ngay, cái đó của em vẫn còn lót đệm nữa mà. Kiều Viên Viên thực sự có ý định hiến thân, chỉ có điều là ông trời không ủng hộ. Không ngờ còn ra hiệu cho Diệp Phàm kiểm chứng một chút. Đó là chuyện tương đối xấu hổ, chắc là do Kiều Viên Viên trong lúc bị ép cuống quá, nhất thời lỡ lời. Sau khi nói xong nghĩ đến quá xấu hổ rồi, lập tức kẹp chặt hai chân, lấy một tay che lên trên người. Ông trời ơi, làm thế nào đây? Đến mức này rồi mà còn như vậy. Diệp lão đại suýt chút nữa than trời oán đất, nhìn thử cậu nhỏ làm quần đùi nhô cao, đành phải buộc lòng niệm thanh tâm chú, chui vào bên trong chăn. Thằng nhãi này còn chưa tin là thật, thò tay kiểm tra một chút, trong lòng mắng, mình làm sao lại phồng lên thế này, hóa là tinh binh của cậu nhỏ thật sự gây rối. Đen đùi. Ha ha ha. Kiều Viên Viên cười to, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Đây là ông trời trừng phạt nghiêm khắc đối với con quỷ háo sắc như anh, đáng đời. Thượng đế cũng không trêu ngươi như vậy chứ. Lúc đó không phải còn sáng tạo ra Adam Eva, hơn nữa, từ khi ăn vụng trái cấm trong vườn địa đàng rồi mới có anh, có em mà. Diệp lão đại tất nhiên là mang vẻ mặt đau khổ, thầm nhủ nếu Viên Viên không ở đây thì tốt rồi. Đi tìm Nghiên Nhi giải quyết xong luôn việc này rồi. Vậy, em giúp anh. Kiều Viên Viên xấu hổ, đỏ mặt nói. Giúp thế nào? Diệp Phàm nhìn nhìn đôi môi khêu gợi của Kiều Viên Viên, cũng nghĩ đến thổi kèn rồi, đây là trào lưu mới. Kiều Viên Viên cũng cảm giác được cái gì, giơ tay hung hăng véo mạnh cánh tay của Diệp lão đại một cái, mắng. Nghĩ cái gì thế, dùng tay làm. Thôi vậy, dùng tay thì dùng tay. Dù sao cũng không sướng bằng dùng cái kia. Diệp lão đại cười mếu một tiếng, tuy nhiên, còn là có chút chờ mong. Không lâu, trong phòng vang lên tiếng rên ừ hừ của Diệp lão đại, theo sau cùng hết một tiếng khan dài thì dừng lại. Thoải mái quá. Diệp lão đại thở dài. Hai người lại tắm lại một lần nữa mới lên giường. Cảm giác này là ngủ thẳng một mạch đến sáng, 7 giờ sang, Diệp lão đại ngủ được một giấc đấy đã tỉnh ngủ. Tay thằng nhãi này còn xấu tính xấu nết vươn tay sờ sờ,
còn bóp nắn người bên cạnh một chút. Một giọng nữ miễn cưỡng ậm ừ nói. Sờ soạng cũng vô ích, đêm qua vừa mới đến, ít nhất cũng phải 5 ngày mới hết được. Không được em còn chạy đến đây làm gì, để khiêu khích người anh phải không? Diệp lão đại nhìn không nổi bật lại. Ai bảo anh biết mà không báo? Kiều Viên Viên nói, Diệp lão đại bị nghẹn họng, vội lôi chăn kéo gối chuẩn bị ngủ một giấc dài rồi tính sau. Trong lòng tính toán khi nào đẩy được Kiều Viên Viên đi thì sẽ giải quyết vấn đề sinh lý trước. Cái này có thể dẫn đến nổi trận lôi đình nhưng không giải quyết được cái tội đó thì thực sự là rất khổ. Thằng nhãi này chợt nhớ đến thân hình gợi cảm của Mai Phán Nhi. Diệp Phàm, anh trai em đến Nam Phúc cùng với anh thì thế nào? Lúc này, Kiều Viên Viên duỗi ngón tay cào lung tung ngang dọc trên ngực Diệp Phàm, đương nhiên là chỉ cào nhẹ nhẹ, chứ không phải năm ngón tay đinh ba đêm hôm qua. Đồng chí Diệp Phàm đã kiểm chứng được hoàn toàn cùng một sự việc, độc ác thì chính là hung khí, còn dịu dàng thì như liễu rủ quất vào mặt, cần thoải mái bao nhiêu thì có thoải mái bấy nhiêu. Cho nên, giữa các sự vật đều tồn tại sự biến hóa, tốt có thể trở thành xấu, xấu cũng có thể trở thành tốt. Tài ông mất ngựa, trong phúc có họa nói rất có lý. Từ trước đến nay, Diệp lão đại chưa từng thấm thía câu ngụ ngôn này như thời điểm này. Anh trai em ở Việt Đông đang tốt như thế, chạy đến Nam Phúc làm gì, lại không có vị trí nào thích hợp cho hắn. Diệp Phàm tức giận nói sẵn. Đối với tên Kiều báo quốc này thật là một chút cảm tình cũng không có, bởi vì tên này đối với chuyện của mình và Kiều Viên Viên thực sự chỉ là kẻ cản đường. Hắn từ trước đến giờ chỉ giật dây lão già ở nhà, thỉnh thoảng lại hay ton hót bên cạnh, Diệp Phàm rất không thích hắn. Ai nói không có, Tạ Quốc Trung của thành phố Mạc Hương cơ bản có quyết định thăng lên chức bí thư rồi. Hắn vừa thăng chức, không phải sẽ chống cái ghế chủ tịch thành phố, cần chọn người sao? Anh ấy à, làm ở trên tỉnh mà phản ứng còn chậm chạp như vậy. Kiều Viên Viên oán giận nói. Chấm, hừ, chậm chạp, chính là vì không thích người anh trai này của em. Em nghĩ thử xem, đối với chuyện của hai chúng ta, hắn biết một chuyện báo một chuyện y như điệp viên ấy. Uổng công cho anh giúp hẳn giải quyết ổn thỏa sự việc kia, kết quả là chính mình ôm mỹ nhân ngủ, ngược lại còn là tên ôn quân phá hoại. Diệp Phàm tức giận, hắng giọng nói. Chương 1467, Kiều lão gia cũng muốn nhờ tôi. Ôn quân. Khuôn mặt Kiều Viện Viên hiện lên vẻ ngạc nhiên, đột nhiên cười khanh khách như gà mái đẻ trứng, không ngừng được. Có gì sai sao, ông đây đường đường là phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu, thiếu tướng chính thức. Anh trai em không phải là ôn quân thì là cái gì? Nếu như lão thiết mà có cái tính khí thối tha như vậy đã sớm bị anh rút súng ra bắn chết hắn rồi, không biết cái giống gì. Diệp Phàm có chút vinh váo đắc ý. Anh mắng ai? Anh ngạo mạn, còn phó trưởng ban quân vụ à? Thiếu tướng như anh không được nhiều người biết đến. Anh nói thử xem, cha và anh trai của em có biết không? Kiều Viên Viên tức giận, lấy ánh mắt như của một nhân vật có tầm cỡ lườm Diệp Phàm, còn nói thêm. Chức vụ trong quân đội của anh chắc là chỉ có bác của em biết, nhưng từ trước đến nay bác ấy chưa từng đề cập đến chuyện này. Không đề cập tới, người ta biết thế nào được, không trách được bọn họ. Ông già nhà em không phải đường đường là ủy viên Bộ Chính trị, làm sao có thể bỏ qua thân phận thật của anh được. Xem ra, ông già nhà em làm sao mà không thể có mắt nhìn người được chứ. Ở trong Bộ Chính trị chẳng qua cũng chỉ là ngồi xổm một góc góp cho đủ số lượng thôi. Diệp châm chọc nói. Nhưng thật ra cũng có ý công kích Kiều Viễn Sơn. Thằng nhãi này nén giận trong lòng, khó chịu, miệng lưỡi có chút không buông tha người. Anh lại gây sự cái gì đấy hả? Đang yên lành lại đổ lên đầu cha em. Ủy viên Bộ Chính trị có 20 mấy người, chẳng lẽ tất cả đều biết rõ thân phận của anh? Em đoán nhé, chắc là chỉ có vài ủy viên thường vụ biết thôi, đến bác cả của em có biết thân phận tổ đặc nhiệm A của anh hay không cũng là điều khó nói. Gạch nối. Kiều Viên Viên lườm nguyết Diệp Phàm một cái nói. Thôi vậy, không xét đến chuyện này nữa. Diệp Phàm miệng lại nhảy, nhìn Kiều Viên Viên một cái, nói. Anh trai của em đến Nam Phúc, đó là việc của Kiều gia các em, hỏi anh làm gì? Anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cũng không giúp gì được chuyện của anh trai em. À hát không, Kiều gia đến đại viện cũng không đi nói, còn nói cho anh nghe, nghe rồi cũng như không nghe, phỏng có ích quái gì. Chuyện anh trai em lần này thật sự cần sự hỗ trợ của anh. Kiều Viên Viên vẻ mặt thành thật nói. Quái lạ, đường đường là Kiều lão gia còn không xử lý được chuyện này.
chức chủ tịch thành phố Mạc Hương chẳng qua cũng chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở thôi. Nói Kiều lão gia của các em không có cách nào làm được chuyện này, cái này thì ai mà tin được. Diệp Phàm cơ bản là không tin, nhìn Kiều Viên Viên một cái, nói tiếp. Hơn nữa, anh trai em dù là ở Việt Đông, muốn đề bạt lên chứ giám đốc sở cũng không khó khăn gì chứ. Việt Đông là một tỉnh lớn, có bao nhiêu vị trí còn trống đấy. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi, Kiều lão gia lẽ nào không làm được hả? Lời nói này của anh là như thế nào? Tuy nhiên khỏi nói đến Việt Đông chốn đó nữa, Triệu Sương Sơn bản tính rất tinh. Anh trai em muốn đề bạt lên chức giám đốc sở, Triệu Sương Sơn không ngờ lại có thể há mồm bảo phải làm cái chức phó tư lệnh, anh nói xem có tức hay không cơ chứ? Kiều Viên Viên có chút phẫn nộ rồi. Lời này là có ý gì, anh nghe nhưng không hiểu. Diệp Phàm thực có chút ngạc nhiên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kiều Viên Viên chằm chằm. Em cũng là nghe anh trai em nói. Anh trai em vốn dĩ có thể được thăng lên chức giám đốc sở rồi, năm nay anh ấy cũng hơn 30 mấy tuổi đầu, tuổi tác hay tư cách đều đạt tiêu chuẩn này rồi. Tuy nhiên, Triệu gia không phải lão tam tên là Triệu Phóng Hào, mà chính là cái tên Triệu gia mày rậm mắt to kia, phó tư lệnh viên hạm đội Đông Hải đương nhiệm. Cũng là quân hàm thiếu tướng. Đúng rồi, chính là cha của cô tiểu thư Triệu Tứ kia. Ông cụ nhà Triệu gia có nhắc nhở, nói là tiểu tam nhà ông ta muốn đến đại quân khu lĩnh Nam thì có thể làm cái chức cấp phó là được rồi. Anh nói xem có làm người ta tức hay không chứ? Bác cả của em là tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam, đối với chức phó tuy nói là thảo luận, chủ tịch bổ nhiệm. Nhưng ý kiến của một tư lệnh như bác của em cũng phải suy xét phải không nào? Lão già kia không ngờ không biết liêm sỉ, lời này cũng dám nói ra được. Kiều Viên căm giận nói. Cho nên, Triệu gia và bọn em làm một vụ giao dịch. Bọn họ thăng chức cho anh trai em làm giám đốc sở, còn bọn em cho hắn làm phó tư lệnh quân khu lĩnh Nam à. Em giỏi lắm, cũng khá thú vị đấy. Diệp Phàm thấy buồn cười, cảm thấy vụ trao đổi này vẫn có thể thực hiện được thật, không khác là mấy so với việc mua bán rau cỏ ở chợ. Ừ. Kiều Viên Viên khinh thường, bĩu môi nói. Hình như Kiều lão gia của em bị lỗ vốn một chút, phó tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam là loại chức vụ trọng yếu. Hơn nữa, mục tiêu của Triệu lão gia chắc là không phải chỉ dừng lại ở đây rồi. Triệu Phóng Hào muốn đến lĩnh Nam, đầu tiên nếu ông bác Kiều Hoành Sơn to lớn của em ủng hộ, mà bác em lại là ủy viên quan trọng trong quân ủy, hơn nữa, ông cụ Triệu cũng đã mở miệng nói động đến một chút. Còn thu xếp khơi thông quan hệ chỗ một số bạn bè, đoán chừng Triệu Phóng Hào tám phần có thể thăng chức rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đương nhiên, chỉ cần bác của em mở miệng, việc này đã thành công một nửa rồi. Triệu Bảo Cương đã không làm nữa, tuy nói còn có chút ảnh hưởng, nhưng cũng đã trời chiều ngả về Tây, người đi trà cũng lạnh ở đâu cũng đều là chân lý. Anh nghĩ mà xem, một phó tư lệnh của đại quân khu ít nhất cũng phải ngang hàng với cấp ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nhà em bị thiệt thòi nhiều lắm, lúc ấy trong nhà yêu cầu nói là nếu Triệu gia có thể nói giúp mấy câu ở bên trong quân ủy, cử anh hai của em đến Thủy Châu để đảm nhiệm chức phó sư trưởng của đại quân khu Vịnh Lam Nguyệt. Thêm cả vị trí giám đốc sở của đại ca, chuyện này sẽ thành công ngay. Tuy nhiên, Triệu Bảo Cương không gật đầu, anh nói xem, lão Triệu này so với bất kỳ ai cũng đều tính toán tinh hơn phải không nào. Kiều Viên Viên vừa nói ra lời này, ngược lại Diệp Phàm lại xấu hổ trong lòng. Thầm nhủ trong lòng là hỏng bét rồi, Phí Mãn Thiên giao cho mình phải giúp đỡ Phí Hướng Phi leo lên vị trí phó sư trưởng. Không ngờ rằng Kiều gia đột nhiên cũng muốn tranh giành vị trí này. Xem ra Vịnh Lam Nguyệt là chiếc bánh ngọt lớn đây. May mà ông đây hành động nhanh nhạy, không biết Mai gia đã hành động chưa? Bằng không, nếu Triệu gia thật sự đồng ý hợp tác với Kiều gia thì Mai gia muốn dựa vào cá nhân đẩy Phí Hướng Phi thăng chức sẽ khó khăn rồi. Thằng nhãi này nhướng mày. Nói là ăn vào đau bụng, vội vàng vào nhà vệ sinh, lén gọi điện thoại cho phó tư lệnh Mai Trường Phong, hỏi. Tư lệnh Mai ạ, chuyện của Phí Hướng Phi đã giải quyết xong chưa? Xong rồi, sáng nay đã định xong rồi, chắc là qua mấy ngày nữa lệnh điều động sẽ đến. Mai tư lệnh thuận miệng đáp, trầm tĩnh trong chốc lát, nói. Chuyện này suýt chút nữa là thất bại rồi. Thất bại, chẳng lẽ có kẻ khác mạnh hơn nhúng tay vào rồi sao? Diệp Phàm trong lòng biết tổng, cố tình hỏi. Ừ, còn không dừng lại ở một khu. Lúc ấy, chuyện đề cử này ở quân khu lĩnh Nam suýt chút nữa thì không được thông qua. Nhưng may mắn là chúng ta sớm có chuẩn bị, sớm đi trước một bước,
ngược lại nếu bây giờ mới tiến hành thì đã quá muộn rồi. Mai tuy không nói rõ ra, nhưng Diệp Phàm đoán chắc là do Kiều Hoành Sơn thay đổi thái độ. Có lẽ, lúc trước Kiều lão gia còn chưa có ý này, sau khi gặp gỡ Kiều báo quốc thì lập tức thay đổi dự định. Tuy nhiên, đơn đề cử đã được trình lên quân ủy nên chắc là Hoành Sơn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Xin cảm ơn. Diệp Phàm nói. Qua một thời gian nữa, tôi sẽ chuẩn bị đến Thủy Châu một chuyến. Quân đoàn số 2 chuẩn bị xây dựng nhà ở tập thể cho quân nhân, quân khu cử tôi xuống dưới đi khảo sát tình hình thực tế ở địa phương một chuyến. Nghe nói khu nhà ở tập thể cho quân nhân được xây dựng ở khu Hồng Liên của Thủy Châu các cậu. Cậu là được chuột xa chính gạo trước tiên rồi. Mai Trường Phong ý tứ thâm sâu, cười nói. Diệp Phàm biết rằng thằng cha này có dụng ý khác, đơn giản là muốn liên hệ được với Trương Cường của báo săn, vì kê lót cho việc bản thân mình giành được chức chỉ huy sư đoàn sư A mà thôi. Bởi vì sư A là binh chủng tổng hợp kiểu mới, được đại quân khu lĩnh Nam rất coi trọng nên quyết định phái phó tư lệnh đến đây, đích thân chỉ đạo Trấn Trung Lương hoàn thành công tác thành lập tổ sư A. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ những chuyện này, miệng cũng là cười nói. Được, đến lúc đó tôi sẽ gọi Trương Cường cùng đến một chỗ, chúng ta cùng ăn uống no say. Đương nhiên, chuyện nhà ở tập thể ở khu Hồng Liên hy vọng ngày mai đại tư lệnh có thể nói giúp vài lời trước mặt quân đoàn trưởng Hầu. Các anh mà, cũng chỉ cần đưa thêm ít tiền cho bọn họ là được rồi sao? Được, Diệp Bí Thư là bạn bè giữ chữ tín, về vấn đề tiền nong thì đến lúc đó sẽ bàn sau. Vụ trưởng Mai buông điện thoại xuống. Quay lại trên giường. Nếu đi Việt Đông không được, vậy anh trai em sẽ đến Nam Phúc nhé. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Đến thì dễ thôi, tuy nhiên, quyền chủ động chức chủ tịch thành phố Mạc Hương nằm trong tay Phí Mãn Thiên, bởi vì cán bộ cấp giám đốc sở trở lên ở địa phương là do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phụ trách. Thật ra, ý kiến của Phí Mãn Thiên là quan trọng nhất. Nghe nói, quan hệ của anh với Phí gia không tệ lắm, cho nên việc này. Kiều Viên Viên nhìn chằm chằm Diệp Phàm không nói nữa. Ha ha, đừng nhìn anh cũng chỉ có chút quan hệ với Phí gia mà thôi, giúp không nổi chuyện lớn như thế này. Cái này có thể là quyết định một sự kiện trọng đại chọn thị trưởng cấp thành phố. Trong vụ việc này, lời nói của anh trước mặt người nhà Phí gia không khác việc đánh rắm là mấy. Diệp lão đại vừa nãy là khí bốc quá đỉnh đầu. Tuy nhiên, giờ phút này thằng nhãi này dù sao cũng như thay tính đổi nết, tự hạ thấp mình hết mức giống như bản thân mình chỉ như đồ rác rưởi. Phải không? Kiều Viên Viên tức giận hừ một tiếng, nhớn mày lên, nói. Anh giúp hay không giúp? Ba em có thể đạt được chút gì đó với Phí gia sao, điều đó không dễ đâu. Vấn đề là há miệng mắc quai đó. Diệp Phàm nói. Không được, chuyện lần này nếu Kiều gia bằng lòng đề xuất thì Phí gia nhất định sẽ lập tức đồng ý, bởi vì Phí gia không thiên vị, chắc hẳn bọn họ sẽ yêu cầu Kiều gia giúp đỡ chuyện này. Đơn giản là đến lúc đó chỉ cần gật đầu một cái ở đảng ủy là được. Tuy nhiên, cái này Kiều gia chúng em không dám gật đầu bừa được. Lý do là chuyện của cấp trên, rất phức tạp, em cũng không nói rõ được. Dù sao đi nữa thì chuyện này cha em nói ông và bác em đều không ra mặt. Kiều Viên nói. Vậy hôm qua em xuống đây là do cha em chỉ đạo có phải không? Gạch nối. Diệp Phàm lấy mắt liếc Kiều Viên Viên một cái nói. Vả lại, dù cho anh đi nhờ vả Phí gia, đó chẳng phải là Kiều gia các em nợ bọn họ một ân tình lớn sao? Cái đó không giống thế, là anh nợ Phí gia một ân tình lớn. Đương nhiên, Kiều gia cũng thiếu nợ một ân tình, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Với việc ngồi lên đầu bọn họ đạt được cái gì đó là khác nhau quá lớn. Kiều Viên Viên giải thích nói. Và anh còn dốc sức làm việc xương sẩu, kết quả là không được điều gì tốt đẹp cả, lại còn nợ Phí gia một ân tình lớn. Việc này đến thằng ngốc cũng không làm. Diệp Phàm hừ một tiếng, cảm thấy rất khó chịu. Cha em là gì của anh giúp một chút đã kêu khổ rồi. Cả người em tất cả đều là của anh vẫn còn chưa hài lòng sao? Kiều Viên Viên bất mãn nói. Mấu chốt của vấn đề này là chuyện cha em chắc sẽ không chịu hé răng, đây chính là ý của em có phải không? Diệp Phàm hỏi với thái độ cứng rắn. Ừ, ý của em không phải là ý của cha em sao? Anh giúp anh trai em và cha em đều nhìn thấy mà. Đến lúc đó có lẽ chuyện của hai chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều phải không nào? Kiều Viên Viên nói. Không giống nhau, chính là cách em vừa nói như thế, không giống nhau. Diệp Phàm lắc lắc đầu, không nhả ra.
Vậy anh muốn thế nào mới bằng lòng giúp, anh nói đi. Kiều Viên Viên hai mắt tóe lửa, người lập tức bật dậy. Bộ ngực cao đầy đặn kia đều phập phồng dữ dội, xem ra cô đã thực sự bị kích động. Chương 1468, Kiều Viễn Sơn nổi giận. Rất đơn giản, hãy bảo bố em đích thân nói với anh một tiếng. Anh đây cho dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ đi làm. Diệp Phàm hừ nói, liếc mắt nhìn Kiều Viên Viên, nói. Nếu không thì, anh không muốn làm việc không công cho ai đâu, cuối cùng còn bị người ta xem thường. Cho dù bố em có là ủy viên bộ chính trị cũng không được, đây là nguyên tắc làm người của anh rồi. Bảo bố em đích thân tới khẩn cầu anh ư, anh mà cũng dám nói ra những lời này hả đồ họ Diệp kia, anh coi bố em là loại người gì thế? Anh chịu được sao, có phải đầu anh bị lừa nó đá vào không hả đồ họ Diệp kia? Kiều Viên Viên trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, suýt chút nữa thì cắn răng. Cái gì cơ, chả phải đều là người hay sao? Cũng giống như sư phụ em cô Tô đã từng nói rồi đấy, trên đời này mọi người đều bình đẳng. Chả nhẽ em xuất thân từ đại viện nhà họ Kiều thì đều là cao quý hạng nhất hay ư? Diệp Phàm giọng lạnh lùng hừ nói, ghét nhất là có những kẻ cứ thích làm cao, hắn nhìn Kiều Viên Viên, rồi nói tiếp. Hôm nay, anh phải nói hết ra mới được, Viên Viên à, nếu sau này em vẫn muốn nói chuyện với anh, thì hãy thấp người xuống một chút. Trước mắt anh sẽ không có đại tiểu thư nhà họ Kiều gì cả, người nhà họ Kiều cũng không có gì tốt đẹp hơn. Chẳng qua cũng chỉ là có hai cái tai, một cái mũi, một đôi mắt mà thôi. Nếu không thì, em sẽ hối hận đó, chắc chắn. Chưa bao giờ thái độ của Diệp Phàm lại cứng rắn tới thế, hai mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Viên Viên, hai người cứ thế nhìn nhau, trông giống như đang đọ khí thế vậy. Anh! Kiều Viên Viên cuối cùng cũng sợ rồi, suýt chút nữa thì khóc lóc, chỉ tay vào Diệp Phàm một hồi lâu rồi mới nói. Anh thật là không có lương tâm. Có khi nào em tỏ ra là đại tiểu thư nhà họ Kiều trước mặt anh? Mà đó là vì anh, luôn tỏ ra giống một đại lão gia. Em Kiều Viên Viên này phải phục vụ anh, tới cái bô cũng phải bê cho. Anh nói xem, Kiều Viên Viên này có chỗ nào không tốt với anh? Có chỗ nào ra oai với anh? Còn nữa, khi tới nhà anh, em chả phải đã phải rửa bát, rửa rau, dọn nhà vệ sinh đấy ư, mọi công việc bận thỉu đều dành làm đấy ư, bố mẹ chúng ta còn khen em đảm đang. Không bao giờ đòi hỏi cái gì cả. Chính là anh, khi có tí năng lực rồi, chức quan thì cũng chả to nhưng tính tình thì lúc nào cũng hách dịch. Anh chỉ muốn nói về thái độ, chứ không phải là mối quan hệ giữa anh và em. Diệp Phàm hằn giọng nói, nhưng giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn. Được đấy, họ Diệp kia, anh chả phải muốn bố em đích thân tới khẩn cầu anh sao? Vậy em sẽ lập tức gọi điện thoại cho ông ấy, mời ông tới van nài anh, Diệp lão đại anh lợi hại. Anh là lão đại, Kiều gia bọn em có là cái đinh gì cơ chứ? Muốn người nhà họ Kiều tới khẩn cầu anh chứ gì? Kiều Viên Viên giận thật rồi, liền cầm điện thoại lên gọi. Diệp Phàm cũng không ngăn cản cô ta, chỉ nghe Kiều Viên Viên nói. Bố à, con là Viên Viên, con đang ở Thủy Châu. Diệp Phàm nói là có chuyện muốn nói với bố. Cô bé này thật là, rõ ràng là nhà họ Kiều bọn em muốn khẩn cầu anh, bây giờ lại thành anh muốn tới khẩn cầu Kiều Viên Sơn. Nhưng, khi nhìn thấy Kiều Viên Viên đưa điện thoại cho hắn, hắn đành cắn răng, nhận lấy nó. Anh là Diệp Phàm. Kiều Viễn Sơn lạnh giọng nói, cho dù là cách xa tới hàng vạn dặm thì Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được cái vẻ lạnh lùng, nhìn đời bằng nửa con mắt của ủy viên Kiều Viễn Sơn. Vâng, trưởng ban Kiều, cháu đúng là Diệp Phàm. Kiều Viên Viên vừa nghe thấy cách xưng hô như vậy, liền biết đó là bàn về việc công, ngay lập tức, sắc mặt cô ta trắng bệch đi. Mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không hả? Gan cũng không nhỏ đâu. Kiều Viễn Sơn lạnh giọng hừ nói. Con người cháu vốn nhát gan, có điều là, cánh mọc thì cũng không phải vừa. Diệp Phàm cũng hừ giọng đáp lại. Cậu thật sự cho rằng một ủy viên bộ chính trị như ta sẽ không thể động vào cái chức phó tỉnh thành của cậu sao? Chàng trai trẻ à, đừng nghĩ rằng có chút thành tích, quen vài lãnh đạo là có thể lên mặt tự kiêu được đâu. Chuyện này, phức tạp lắm đấy. Bãi đầm lầy này, có thể dìm chết cậu đấy. Kiều Viễn Sơn vẫn dùng cái giọng lạnh lùng như vậy. Cháu biết là phức tạp, còn về kiêu ngạo, thì có vẻ như còn có người kiêu ngạo hơn cả cháu. Rõ ràng là tự do hôn nhân, lại cứ phải ngăn cấm. Dựa vào đâu cơ chứ? Điều khoản nào của pháp luật quy định mạng sống của cha mẹ có thể thắng được luật pháp thiêng liêng? Chú đúng là ủy viên,
nhưng ủy viên thì cũng không thể đại biểu cho việc nhìn đời bằng nửa con mắt như vậy. Diệp Phàm tức giận, dù sao thì cũng nói hết ra rồi. Hắn chẳng hề để ý tới ánh mắt cầu xin của Kiều Viên Viên. Hừ, vậy còn bàn cái quái gì nữa? Chắc cậu muốn ở lại Hồng Liên cả đời rồi. Trong lời nói của Kiều Viễn Sơn ẩn chứa cả những ý khác. Ý ông ta là cái chức phó thành ủy Thủy Châu kết thúc rồi. Là Kiều Viễn Sơn, ông ta có thừa khả năng nói ra những lời này. Chuyện này, những lời nói uy hiếp lôi cả tâm trạng hỗn loạn vào, đã thực sự khiến Diệp Phàm nổi dân. Lúc đó từng lời hắn nói đều lạnh tanh, hắn hẳn giọng nói. Cùng lắm thì thôi không làm nữa, cháu cùng Viên Viên tới nước ngoài sinh sống vậy. Tới lúc đó, cháu sẽ được tự do ngao du, mặc sức tưởng tượng. Ủy viên Kiều, chú sẽ có thể làm gì được. Và lại, cháu không hề thiếu tiền, cái này thì chú chắc biết. Trên đời này, chỉ cần có tiền, tới nơi nào cũng được hoan nghênh tất. Nhà lầu xe hơi, địa vị quyền thế, ngay cả mạng người cũng có thể mua được. Cậu, Kiều Viễn Sơn như bị nghẹn đứng, thầm nghĩ cái đồ ba gai Diệp Phàm đó lại dám làm chuyện này. Hơn nữa, từ miệng của Kiều Báo Quốc và Kiều Viên Viên còn biết được rằng, hắn có kỹ thuật về thảo dược, kiếm được hơn chục triệu rồi. Với số tiền này mà ra nước ngoài thì cũng khỏi là xả láng cuộc đời. Tới lúc đó nhà họ Kiều đúng là sẽ mất một đứa con gái. Cậu dám! Kiều Viễn Sơn cảm thấy uy quyền của mình chưa từng bị thách thức tới vậy, giây phút đó, giọng nói của ông ta trở nên lạnh như băng. Trên đời này chẳng có việc gì là Diệp Phàm này không dám làm cả. Ủy viên Kiều, hôm nay nói rõ ràng cho chú biết vậy. Viên Viên hiện giờ ngủ cùng giường với cháu, có lẽ bằng giờ này năm sau, chú đã có cháu ngoại ẵm trên tay rồi đó. Diệp Phàm thốt ra một câu thâm độc hơn, ba từ cháu ngoại ruột còn được nhấn mạnh nữa chứ, hai mắt Kiều Viên Viên lập tức trừng lên, vội vồ ra hét lớn. Anh nói bậy. Nhưng, Diệp Phàm đã nhanh tay cúp điện thoại xuống rồi. Thằng nhãi này nói với Kiều Viên Viên. Rốt cuộc thì em có muốn ở bên anh không? Muốn chứ. Kiều Viên Viên không hề do dự bèn gật đầu. Vậy thì kết hôn đi, em xem đấy. Nếu đi theo đường chính thì bao nhiêu lâu anh lên được cấp thứ trưởng là bấy nhiêu năm. Tới lúc đó, em đã thành cái gì rồi? Huống chi, em lại không muốn lật mặt với người trong nhà, vậy nên, chúng ta phải dùng cách không chính thức, cho một liều thúc giục gấp bố em, cũng có thể, không chừng lại có tác dụng đúng không? Diệp Phàm hừ nói. Cái đó, em chỉ sợ bố mẹ sẽ sốt ruột thôi. Anh nói có vẻ hơi quá rồi, mà có vẻ quá lắm rồi. Kiều Viên Viên cảm thấy hơi xúc động, không ngờ hắn lại to gan tới vậy. Kiều Viên Viên trong lòng lúc đó rối như tơ vò, giây phút ấy đúng là đã mất chủ ý rồi. Lát sau, điện thoại đột nhiên reo lên. Vừa mới nhấc máy, đã nghe thấy tiếng của Kiều Hoành Sơn, nói. Tôi có nghe nói cậu có vẻ rất biết nói chuyện, suýt chút nữa thì khiến Viễn Sơn nổi giận, cậu tốt xấu gì thì cũng là con rể nhà họ Kiều, làm sao lại nói ra những lời làm bố vợ giận cơ chứ? Chẳng phải là có chút hơi quá rồi sao? Kiều Tư Lệnh, chuyện này, cháu cũng không còn cách nào. Chú lúc đó cũng nghe thấy rồi đó, yêu cầu cháu phải thăng tới cấp thứ trưởng mới có thể bước vào nhà họ Kiều. Nói thật chứ, cháu cũng chả thích thú gì đại viện nhà họ Kiều. Cháu chỉ cần Kiều Viên Viên mà thôi. Có điều là, thật sự muốn thăng tới cấp thứ trưởng, chú nói xem, có phải là chẳng biết đến bao giờ không? Cháu giờ mặc dù là giám đốc sở, nhưng nếu muốn leo lên cái vị trí chủ tịch thành phố loại 3, thì chắc hẳn phải mất rất nhiều thời gian nữa. Hơn nữa, muốn leo lên chức phó tỉnh cấp bộ, bình thường đều phải thông qua cái cửa chủ tịch thành phố và thành ủy. Nếu không thì, nhiều nhất thì cũng chỉ tới chức giám đốc sở là hết. Vậy há chẳng phải là cháu cả đời sẽ không thể lên nổi vị trí cấp phó tỉnh bộ. Lúc đó cháu còn mặt mũi nào dẫn Kiều Viên Viên tới nhà họ Diệp nữa. Vì thế mà, không bằng ra tay ngay từ bây giờ. Cái chiêu gạo nấu thành cơm mặc dù có hơi bị ổi hạ lưu, vô liêm sỉ, nhưng, nó cũng là cách duy nhất trong tình thế không còn cách nào này nữa rồi. Và lại, cháu xuất thần bần hàn, cái cách này đối với những thằng không lấy nổi vợ thì thường là thử cái linh ngay. Một khi đàn bà đã chả còn gì, thì còn nghĩ cái gì tốt được nữa, chú nói đúng không? Ha ha! Diệp Phàm nói ra tình hình thực tế, nhưng lại có chút thật đáng khinh. Nhưng, Kiều Hoành Sơn lại bị hắn làm cho thấy vui. Cười lớn. Cậu ngụy biện hay lắm, mồm thì lúc nào cũng nói phải lấy được con gái nhà họ, nhưng lại còn dám uy hiếp bố mẹ vợ, to gan lớn mật lắm.
Nếu như tính cách trước kia của tôi là tôi đã bắn chết cậu rồi đó. Ha ha, đầu cháu cứng lắm. Kiều Tư Lệnh nếu bắn chết cháu thật, thì chắc cũng phải ra pháp trường đó. Diệp Phàm đương nhiên ám chỉ tới thân phận của mình ở trong quân đội. Cậu thật là chẳng muốn chịu thiệt một chút xíu nào. Tôi tốt xấu gì cũng là bác của cậu đấy, làm sao mà không biết kính dạ yêu trẻ vậy? Kiều Hoành Sơn thản nhiên nói, giọng điệu cũng dịu đi. Còn không phải sao? Diệp Phàm nói. Còn không phải, sắp có con tới nơi rồi mà Viễn Sơn sao mà vẫn chưa trở thành bố vợ cậu thế? Không phải cậu bị hồ đồ chứ? Kiều Hoành Sơn vừa bực mình, nhưng lại vừa buồn cười. Ha ha, cháu chẳng phải cũng chả còn cách gì hay sao? Diệp Phàm nói đều. Thôi đi, đừng làm lớn chuyện nữa. Mẹ của Viên Viên sợ phát khiếp lên rồi kìa. Hai cô cậu mà ra nước ngoài sống thật, thì hai ông bà già ấy sẽ ra sao đây? Lại chẳng bị làm cho tức chết ấy chứ. Mẹ của Viên Viên nói rồi, cậu hãy giải quyết chuyện của báo quốc trước đã. Sau đó, nếu có khả năng bước vào nhà họ Kiều thật, thì sau này hãy tới nhà họ Kiều bàn bạc đàng hoàng. Nhưng, không được làm người khác giận, phải kính trọng người bề trên, biết chưa hả? Kiều Hoành Sơn rất ít khi nói chuyện một cách hòa khí, quân nhân luôn có tính cách bướng bỉnh. Được, cháu nghe bác nói vậy. Diệp Phàm trả lời dứt khoát. Cái thằng nhãi này. Kiều Hoành Sơn hừ vài tiếng rồi cúp máy. Mẹ bảo anh tới nhà rồi à? Kiều Viên Viên đang khóc nức nở bỗng lại tươi cười trở lại. Ha ha, chúng ta mau đẻ một đứa đi. Dù sao thì cũng phải tới Kiều gia thăm một chuyến, phải không nào? Có điều là, phải giải quyết xong chuyện của anh trai em đã. Sau đó, chúng ta mới gây giống tạo quả. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, liếc nhìn thân thể Kiều Viên Viên với ánh mắt chẳng có chút ý tốt nào. Đồ háo sắc, em chả cần có con. Kiều Viên Viên lại vùi đầu vào trong chăn ngủ bù. Hay là tới khu Hồng Liên thăm chút, xem phòng làm việc của ông xã em vậy, xem địa bàn của chồng em. Nói ra thì anh cũng được coi là tiểu lại của một phương rồi đúng không? Diệp Phàm cố ý hỏi. Không đi đâu, em phải ngủ đây. Nhưng, chuyện của anh phải nắm lấy nhé, đừng để người khác tranh chỗ. Nếu không thì, anh đừng hòng mà động vào người em. Kiều Viên Viên thò đầu ra khỏi chăn hừ nói. Ý của Kiều Đại Tiểu Thư là nếu giải quyết xong chuyện của anh em, thì anh có thể làm chuyện kia rồi phải không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, cảm giác hạnh phúc biết bao. Mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ. Tới lúc đó rồi nói, hừ, mau đi đi, đừng làm phiền em nữa, em đi ngủ đây. Kiều Viên Viên xấu hổ trốn tuột vào trong chăn. Chương 1469, thử phí mãn thiên. Ha ha ha, ta cười đắc ý, cười đắc ý cười xem kẻ hồng trần không già, cười đắc ý, ôm vợ vui vẻ. Diệp lão đại giống cái giọng khàn như vịt đực của hắn, ra khỏi Sở Thiên Các. Diệp phủ, bí thư Diệp. Chuyện gì mà vui thế ạ? Giải quyết được rồi à? Vừa mới ra khỏi nhà, thì Trần Quân mặt mày hớn hở chạy tới. Đàn bà thôi, không phải dễ như trở bàn tay sao? Diệp lão đại thản nhiên gật đầu nói, nhìn Trần Quân rồi hằn giọng nói. Tiểu Quân à, trên đời này có người phụ nữ nào mà anh không chinh phục được không? Nực cười. Ừ, bí thư Diệp cao tay rồi. Cao là ở chỗ không ngờ cũng có thể trị được đàn bà thành loại dễ bảo. Dính lấy suốt, còn em, vẫn chưa lão luyện được như vậy. Bí thư Diệp, có thể truyền cho thằng em này vài chiêu. Đạo trị đàn bà. Trần Quân lấm la lấm lét, nhìn vào trong nhà với chút lo lắng. Với cái hình tượng này của cậu, khó đấy. Lúc đầu, phải có gan, cậu xem đấy, cậu vừa mới đầu đã nhụt chít rồi. Khí không thuận, thì vừa vào tới nhà, sau khi nhìn thấy cậu khí cũng tự nhiên sẽ tụt xuống. Vì thế, nhất định phải lấy khí dưỡng khí. Lấy khí áp khí mới được. Sau khi khí của thằng đàn ông lớn hơn đàn bà, thì nước tới bờ rồi còn chuyện gì không thành. Sau khi nói xong, Diệp lão đại còn vỗ vai Trần Quân, nói. Hiểu chưa hả? Chưa hiểu ạ, vẫn chưa hiểu, cái khí này sao mà giống trong luyện công thế? Chả nhẽ cái trò này cũng dùng để trị được đàn bà. Đồng chí Trần Quân không ngại hỏi. Cứ từ từ mà ngẫm đi. Thực ra thì, khí chi nhất đạo, nhất thông bách thông. Diệp Phàm vỗ vai Trần Quân, rảo bước xuống núi. Ý gì nhỉ? Trần Quân mặt tỏ vẻ mơ hồ, một hồi lâu sau hừ nói. Khí khỉ gì cơ chứ, không thông, mà nếu thông rồi cô ta lại lột ra em làm chống đập. Ôi,
trong đó huyền diệu quá sao? Ý gì á, ngay cả ông đây còn chả hiểu được, cậu mà hiểu được thì mới lạ. Diệp Phàm thầm cười một tiếng, rồi lái xe đi mất. Chỉ còn lại Trần Quân cứ đứng ngây ra đó nghĩ về lời của Diệp Lão Đại nói rốt cuộc có ý nghĩa gì. Khi đó, Trần Quân vì tình mà làm hòa thượng, thằng nhãi đó rất thông minh ở nhiều điểm. Là một tay chơi thủ đoạn ngầm cũng giỏi phết, nhưng, chỉ có việc đối phó với đàn bà là cực kỳ kém. Thậm chí có thể nói là mờ u muội ấy chứ, cái này, có thể là do ông trời cố ý sắp đặt như vậy. Nếu không thì, Trần Quân cũng đã không đi làm hòa thượng rồi. Diệp Phàm lái xe thẳng tới vịnh Sao Băng ở Hồ Tây Trúc phía đông thành nới mà các ủy viên thường vụ tỉnh ở. Hắn ở bên ngoài gọi điện cho Phí Hướng Phi, vừa nghe nói tới tin tức liên quan tới y, liền không thèm suy nghĩ, không thèm hỏi ý kiến cha mình là Phí Mãn Thiên, trực tiếp lao ra ngoài đón tiếp Diệp Lão Đại. Anh à, chuyện của em ra sao rồi? Vừa gặp Diệp Phàm, y liền mở mồm ra hỏi ngay câu này. Vội cái khỉ gì chứ, gặp bí thư Phí rồi hắn nói. Diệp Phàm hừ lên một tiếng, mặt không lộ chút cảm xúc gì, trong lòng Phí Hướng Phi có chút không yên tâm, không biết là tình hình ra sao rồi. Diệp Phàm bước vào thư phòng của Phí Mãn Thiên, Phí Mãn Thiên bảo hắn vào. Không ngờ, bố trí trong thư phòng của Phí Mãn Thiên lại giống thư phòng anh trai Phí Nhất Hoàn của ông ta tới vậy. Không hề có một cái ghế xoay thoải mái kiểu hiện đại nào, mà thay vào đó to ân là mấy chiếc gỗ được buộc chắc chắn. Hơn nữa, tới miếng lót bông cũng không dùng tới. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Phí Mãn Thiên sớm đã biết chuyện liên quan tới việc của con trai mình, ông ta rất thản nhiên, không hề hỏi tới chuyện đó, chỉ đợi Diệp Phàm báo cáo lại. Là chuyện của Hướng Phi đã xong rồi, vừa sáng sớm cháu nhận được điện thoại của Mai Tư lệnh. Nói rằng quân ủy đã quyết định rồi, có thể vài ngày nữa sẽ đưa lệnh xuống. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói như là đang báo cáo. Ừ, vất vả cho cậu rồi. Phí Mãn Thiên không ngờ lại nói cảm ơn hắn. Vất vả gì đâu ạ, đều là người nhà cả mà, nên làm thôi ạ. Diệp Phàm nói. Dạo này, khu Hồng Liên ra sao rồi? Phí Mãn Thiên chuyển chủ đề nói chuyện. Chúng cháu mời viện sĩ Mâu Trung Ninh, theo ý kiến của ông ấy mà bắt đầu tiến hành lại quy hoạch chỉnh thể và định vị cho khu Hồng Liên. Hơn nữa, khu Hồng Liên mới sau khi đã được quy hoạch lại, sẽ phát triển theo hướng sinh thái nhân văn. Viện sĩ Mâu rất có hứng thú với khu Hồng Liên của chúng ta, đơn vị bọn họ hợp thành một tổ chuyên gia, đang đi thực tế để làm một cái chuyên đề nghiên cứu. Diệp Phàm cười nói. Mời được ông ta cơ à, được đấy. Phí Mãn Thiên thản nhiên gật đầu. Lão chuyển người, nhíu mày, nói. Dạo này, tôi có nghe nói các anh có làm gì lớn hả, phải dỡ cả lầu đi đúng không? Vâng, nếu đã lấy sông Hồng Liên làm căn cứ địa cho sự phát triển, thì phải mở rộng khai thác sông Hồng Liên, hơn nữa, còn phải mở rộng nối thông sông Hồng Hà và đường thủy bên ngoài. Chỉ có như vậy, nước của sông Hồng Liên mới có thể là dòng chảy thực sự, để nước sông Hồng Liên tạo phúc cho nhân dân Hồng Liên. Diệp Phàm nói với vẻ mặt bình tĩnh. Mở rộng là tốt, các cậu đã nghĩ về độ an toàn khi chống lũ lụt chưa? Mãn Phí Thiên đột nhiên nói. Chống lũ? Diệp Phàm nhất thời có chút ngạc nhiên. Đấy thấy chưa, chống lũ quét là việc quan trọng trong số các việc quan trọng, sông Hồng Liên là sông trong nội thành. Vốn dĩ không có liên hệ nhiều với bên ngoài. Vì vậy, nước lũ bên ngoài sẽ rất khó tràn vào khu Hồng Liên, vì đã có bức chắn tự nhiên ấy. Vì địa hình của khu Hồng Liên tương đối cao, nếu các cậu mở rộng toàn bộ, vậy về sau sẽ không ngăn nổi nước lũ nữa rồi. Phải khai thác một cách toàn diện sông Hồng Liên, phòng chống lũ lụt là việc hết sức quan trọng. Cậu nghĩ thử xem, cậu có làm tốt, sông Hồng Liên vẫn có thể hái ra tiền. Nhưng, nếu mà vì vài lần nước lũ làm hết nhiều người, thì cậu không những không có được chút chiến tích gì, mà thân làm người khởi xướng sẽ lại phải chịu trách nhiệm của một vị lãnh đạo, lúc đó phải ngồi tù đó. Phí Mãn Thiên mặt nghiêm túc nói với giọng điệu rất nặng nề. Cháu nghĩ, nên suy nghĩ việc này cho kỹ đã. Viện sĩ Mâu là chuyên gia lĩnh vực này, trong quá trình quy hoạch không thể không quan tâm tới việc chống lũ lụt. Tất nhiên là sau khi quay trở về sẽ lập tức để ý tới việc này. Nếu không thể giải quyết được chuyện phòng chống lụt lội, thì chúng cháu sẽ không mở rộng sông Hồng Hà nữa. Diệp Phàm lập tức thể hiện thái độ, hơn nữa, trong lòng đổ mồ hôi không ngớt. Mặc dù là đã nói như thế với Phí Mãn Thiên, nhưng chắc chắn đã có người ra tay đâm thọc mình. Ừ. Phí Mãn Thiên gật đầu, nhìn Diệp Phàm rồi lại nói.
cậu không cần quá lo lắng làm gì. Làm việc thì cần phải cẩn thận, chu đáo, nhưng cũng không được do dự lưỡng lự, tới cuối cùng lại chẳng dám làm bất cứ chuyện gì. Đây là việc phải dùng tài trí để xử lý, kẻ làm nên việc lớn không quan tâm tới tiểu tiết, câu nói này có chút không ổn lắm. Tôi nghĩ nên thay là kẻ làm nên việc lớn phải chú ý tới tiểu tiết. Trong thể chế, thường thì một câu nói, một ánh mắt sẽ khiến cả tiền đồ của cậu bị hủy hoại. Lấy một ví dụ rất đơn giản, nếu cậu bất mãn với lãnh đạo. Cậu không dám lên tiếng, nhưng, ánh mắt của cậu lại bán đứng cậu. Người lãnh đạo đó nhìn cái là biết ngay, và cuối cùng, thì cậu sẽ được trọng dụng nữa không? Vì thế, khi làm việc lớn, phải suy nghĩ thấu đáo, và quan tâm tới tiểu tiết. Nó cũng giống như việc phòng chống lũ lụt vậy, cậu chỉ cần hơi không để ý tới, đợi tới lúc công trình của cậu khai công, tiến hành được một nửa quãng đường, thì một câu nói của chỉ huy phòng chống lụt bão quốc gia đã có thể phong tỏa hết mọi nỗ lực của cậu rồi. Tất nhiên là lời của tôi cũng có lẽ có chút phiến diện, có thể kẻ làm nên việc lớn mà các cậu nói tới là những kẻ sát phạt quyết đoán. Cái này, thì còn tùy vào các cậu hiểu nó ra sao. Phí Mãn Thiên trông như một bề trên, giảng giải tỉ mỉ cho Diệp Phàm nghe. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ về suy nghĩ kỹ lại. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Phí Mãn Thiên rồi nói. Trước khi ăn Tết cháu có tới thành phố Mạc Hương một chuyến, thì thấy nó thay đổi nhiều quá. Khu kinh tế Lâm Tuyền thay đổi tới mức mà tới cháu cũng không nhận ra được nữa. Ừ, mấy năm nay đồng chí Tạ Quốc Trung đã bỏ ra bao nhiêu công sức để chỉnh đốn lại. Có thể đưa thành phố Mạc Hương lên một tầm cao mới, công của ông ấy không nhỏ đâu. Phí Mãn Thiên gật đầu tỏ vẻ thích thú. Nghe nói chủ tịch Tạ để thăng chức rồi. Diệp Phàm hỏi. Tạ Quốc Trung bảo cho cậu biết à? Phí Mãn Thiên mặt nghiêm hừ nói. Không ạ. Khi cháu về Mạc Hương thì khắp nơi đều loan tin này. Và lại, nghe nói là có rất nhiều người đang cố gắng, dù sao, thì chủ tịch Tạ được thăng chức, vị trí chủ tịch này cũng rất quan trọng. Trong thể chế ai mà chả muốn tiến thêm một bước. Diệp Phàm cố nói thêm. Lo cho xong cái khu Hồng Liên của cậu đi, cậu mới lên làm giám đốc sở. Chủ tịch thành phố Mạc Hương mặc dù cũng là giám đốc sở, nhưng đó là vị trí thành phố cấp 3 chính thức. Cậu thì bét nhất còn phải phấn đấu hơn vài năm nữa mới có cơ hội. Chủ tịch của một thành phố, cái vị trí này quan trọng lắm, nó liên quan tới mấy triệu hộ gia đình đấy. Tiểu Diệp, làm việc không thể thay đổi thất thường được. Cậu hiện giờ nếu làm vội vàng thì sẽ khiến khu Hồng Liên lâm vào hoàn cảnh khó khăn đó. Bí thư Đoàn rất quý cậu không nên phụ lòng tín nhiệm của anh ta đối với cậu. Sĩ vi chi dĩ giả tử, câu này chắc cậu hiểu rồi. Bí thư Đoàn đã dốc hết tâm sức để tiến cử cậu. Chuyện này bắt đầu từ mấy năm trước rồi cơ. Phí Mãn Thiên tỏ vẻ bất mãn, còn cho rằng đồng chí Diệp Phàm tâm tư không ổn định, ăn cơm trong bát rồi còn ngó xem nồi. Không phải cháu biết tự lượng sức mình. Đó là trưởng ban thư ký kiểu báo quốc của Việt Đông, anh ta trước đây với cháu quan hệ khá tốt, hơn nữa, khi còn ở Việt Đông đã giúp chúa. Anh ta tiết lộ là muốn cái chức này. Diệp Phàm dứt khoát để lộ người nhà họ Kiều ra. Hả? Phí Mãn Thiên có chút bất ngờ, nhìn Diệp Phàm, cầm cốc trà lên, đưa tay mở nhẹ nắp cốc thổi một hơi, rồi nhấp một ngụm, dường như ông ta đang thưởng thức trà, nên không hề lên tiếng. Cái hành động đấy ý muốn bưng trà tiễn khách, Diệp Phàm hiểu được. Hôm nay lần đầu thám thính không được kết quả gì nên đành thôi. Phí Mãn Thiên chỉ ừ một tiếng rồi đuổi mình đi, chắc chắn ông ta không có ý gì về việc này. Hoặc đã có tính toán khác, đồng chí Tiểu Diệp đi ra khỏi biệt thự nhà họ Phí. Xem ra thì phải nghĩ cách khác rồi. Diệp Phàm nhìn Phí Hướng Phi, trong lòng suy nghĩ, xem có thể tìm được gì sơ hở từ Phí Hướng Phi hay không. Có điều là, lần thám thính này, ít nhất cũng thể truyền đạt được ý nguyện nhà họ Kiều. Cũng tạm gọi là có chút thu hoạch, thiết nghĩ Phí Mãn Thiên chắc sẽ nghĩ tới cái gì đó. Có nói và không nói không hề giống nhau, tâm tư của lãnh đạo khó đoán quá. Diệp Phàm lập tức gọi điện hỏi Vệ Sơ Tỉnh chuyện việc có bàn tới vấn đề chống lũ lụt trong quá trình quy hoạch khu Hồng Liên hay không. Sơ Vệ Tỉnh nói là viện sĩ Mâu Trung Ninh có nghĩ tới vấn đề này. Trải qua nhiều luận chứng, việc mở rộng sông Hồng Liên là hoàn toàn là có thể. Huống chí, địa hình của sông Hồng Liên cao hơn Minh Giang bên ngoài, nếu nước có thể tràn vào, thì cho dù có cái bức chắn tự nhiên như Phí Mãn Thiên nói thì cũng chả có tác dụng gì cả đâu. Nước lũ sẽ vẫn có thể tràn vào. Nhưng, báo cáo về việc phòng chống lũ lụt đã được đưa lên trên. Có điều là,
kỳ lạ ở chỗ ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh vẫn mãi không phê chuẩn. Chương 1470, ông đây làm hắn bị thương. Ai đang phụ trách mảng này đây? Trong lòng Diệp Phàm đoán được cái gì đó, nếu đã có người đi hớt lẻo, hơn đã tới cả chỗ của Phí Mãn Thiên, thì khả năng của người này quả không nhỏ đâu. Về chuyện này, Phí Mãn Thiên đã hỏi, mọi chuyện cũng tương đối nghiêm trọng rồi. Phó Chủ tịch Cố Tắc Phi là chỉ huy trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh, vài ngày trước tôi cũng đã đi thúc giục. Lúc đó Chánh văn phòng tổng đặt tại Sở Thủy Lợi Khâu Quý Hoa nói rằng sông Hồng Liên rộng quá. Có vẻ như vẫn phải lấy ý kiến của quần chúng và của các chuyên gia mới được. Vệ Sơ Tịnh nói, viện sĩ Mâu chả phải là chuyên gia quyền uy nhất về mảng này hay sao? Nghe nói trong tổ đề tài ấy họ còn có cả chuyên gia về mặt phòng chống lụt lội nữa mà. Trải qua việc thảo luận của tổ nghiên cứu đề tài, và lại chúng ta cũng đã đưa ra những luận chứng, vậy sao vẫn còn cần luận chứng gì nữa cơ chứ? Cứ kéo dài như thế này tới bao giờ, bọn họ đợi được, nhưng chúng ta không thể cứ đợi mãi được. Hay là ngày kia đi làm, cô lại đi giục họ lần nữa, nói cho họ biết tầm quan trọng của việc khai thác sông Hồng Liên. Việc này không thể kéo dài được nữa rồi, cũng phải nói gì với chúng tôi chứ? Diệp Phàm hừ giọng nói, trong lòng sáng như gương. Khả năng là việc này có liên quan tới Phó Chủ tịch tỉnh Cố Tắc Phi. Lần trước đã tự bổ vào mặt y, vả lại. Thằng cháu họ Cố Vĩ Hùng đã bị mình cho ngồi tù rồi. Lão già đó tuy mồm không nói, nhưng chắc chắn trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn. Khu Hồng Liên mà mình phụ trách đã rơi vào tay y rồi, chắc chắn có chuyện rồi. Nếu không thì Phí Mãn Thiên làm sao tự nhiên lại hỏi tới chuyện này. Có thể, lão già sớm đã loan tới tỉnh rồi. Tôi đích thân chạy tới vài lần, hai lần cuối cùng thì chủ nhiệm Chánh văn phòng Khâu dứt khoát tránh mặt, không chịu ra gặp. Tôi đợi cả nửa ngày trời ở Chánh văn phòng tỉnh mà cũng không thấy bóng dáng ông ta đâu. Sau đó nghe ngóng tình hình mới biết chủ nhiệm Khâu là cố ý tránh mặt, ông ta vốn không hề xuống nông thôn, mà đã trốn đi nơi nào rồi không biết. Vệ Sơ Tịnh có vẻ giận dữ, nói. Đã báo cáo chủ tịch quận Trương chưa? Diệp Phàm hỏi. Đã báo cáo rồi, chủ tịch quận Trương bảo là nếu như việc này không còn cách nào, thì ông ấy đi cũng bằng không. Khâu Quý Hoa mặc dù chỉ là Chánh văn phòng, nhưng y cũng là một cán bộ cấp cục trưởng. Mặc dù chúng ta là phó giám đốc sở, nhưng cũng không quản nổi y đâu. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thì chỉ thực hiện hai tầng quản lý dọc và quản lý địa phương thôi. Nhưng các lãnh đạo cấp trên sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, quyền cũng to. Chuyện mở đường sông nếu không có sự phê chuẩn của bọn họ, thì ai mà dám làm loạn cơ chứ? Nhỡ mà có xảy ra chuyện gì thì mất chức là chuyện nhỏ. Nghiêm trọng hơn là có khả năng giữ không nổi cái đầu. Huống chi, chỉ huy trưởng do phó chủ tịch tỉnh kiêm chức, có thể thấy nhà nước mình rất coi trọng phương diện này. Vệ Sơ Tịnh thở dài nói. Tôi biết rồi, việc này để tôi xử lý. Diệp Phàm hừ một tiếng. Hắn gọi điện cho ông anh Vu Kiến Thần, để hỏi về Chánh văn phòng tỉnh. Nghe nói ông anh Vu là phó trưởng ban thư ký trong đó, việc phòng lụt chống hạn dù sao cũng phải được sở ủng hộ. Vu Kiến Thần vừa nghe thấy thế, bèn cười nói. Nghe nói hôm đó cậu và Lô Vĩ đã làm mất mặt phó chủ tịch tỉnh Cố đúng không? Bây giờ thì báo ứng rồi chứ. Ông anh à, em đã gấp tới mức này rồi. Chả nhẽ anh ra mặt dàn xếp một chút lại không được ư? Anh có còn là phó trưởng ban thư ký nữa không vậy? Ha ha! Diệp Phàm cười nói. Bình tĩnh ông em, anh chẳng qua chỉ là có cái danh hão mà thôi. Khi không có nhiệm vụ được giao thì cả đánh giám cũng chẳng được, khi có nhiệm vụ rồi thì lại phụ trách cả một khối an toàn. Và lại, cái chức phó trưởng ban thư ký như anh ở cái ban chỉ huy này ít nhất là có hơn 10 người. Các phó giám đốc sở của mỗi sở hầu hết đều sắp xếp một người vào. Cái này gọi là vận động toàn dân ấy mà. Nếu có gặp phải chuyện gì thật, thì các phòng lớn của tỉnh đều có thể lập tức hoạt động. Muốn anh ra mặt thuyết phục Cố Tắc Phi. Có vẻ như lão ta sẽ không nghe anh đâu. Chẳng còn cách nào đâu, ông anh này thấp bé. Em xem đấy, không bằng mời phó bí thư Tề ra mặt thì hơn, chắc chắn là xong việc. Vu Kiến Thần cười nói, y nói có vẻ cũng hợp tình hợp lý. Ông anh à, không thể việc gì cũng đều đi tìm phó bí thư Tề được, ông ấy sẽ thấy phiền hà lắm. Nếu cứ như vậy, thì về sau ông ấy trả cho em vào cửa nhà họ Tề nữa cũng nên. Diệp Phàm nói. Chú em nói cũng phải, những việc này vốn là chuyện nội bộ của khu Hồng Liên bọn em. Cho dù là Đoàn Hải Thiên, em cũng không thể đi làm phiền y.
nếu không thì, ai cũng sẽ cảm thấy phiền phức, sẽ khiến các vị lãnh đạo nghĩ em không làm được việc gì cả, việc gì cũng phải đi cầu cứu bọn họ. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt, như vậy đi, anh sẽ liên lạc giúp em với giám đốc Sở Hà Nghi Viễn của Sở Thủy Lợi. Tay đấy là chủ nhiệm đích thực của ban phòng lụt thuộc tỉnh. Nếu có thể đả thông tư tưởng tay đó, thì có thể việc sẽ thành. Phu Kiến Thần cười nói. Cảm ơn anh vậy, buổi tối em mời là được chứ gì. Anh Vu đặt chỗ nhé, mời cả giám đốc Sở Hà tới ăn nữa nhé. Diệp Phàm cười nói. Được thôi, ở hội Sở Hoàng Thị đi. Phu Kiến Thần cười cười, tỏ vẻ không hề khách khí. Anh Vu à, ông anh đúng là biết chọn chỗ phết. Chả nhẽ anh không biết là kinh phí khu Hồng Liên của thằng em đang bị kẹt sao? Dù gì cũng nên tiết kiệm chút chứ, đấy là tiền của quốc gia đó. Diệp Phàm giễu cợt nói. Ha ha, thằng em mà kẹt tiền ư, nghe nói tỉnh cấp cho 100 triệu, thành phố Thủy Châu cấp cho 50 triệu. Thằng em bây giờ phải là tỷ phú rồi, ông anh này chỉ đến ăn cho no cái bụng đói mốc này thôi. Phu Kiến Thần cười một cách sảng khoái. Thôi được rồi. Nói tiếp nữa thì anh không là nghèo nữa rồi, mà thành ăn xin rồi. Đường đường là một phó giám đốc sở của tỉnh mà lại là ăn mày, tin này mới là thiên hạ kỳ văn ấy. Diệp Phàm trêu chọc Vu Kiến Thần một câu rồi vội cúp máy. Sau đó nghe thấy Vu Kiến hô lên một chữ cậu, có vẻ như y khá buồn bực. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới Kiều Viên Viên, trong lòng nghĩ, Kiều gia bảo mình đi lo chuyện, đi tới chỗ Phí Mãn Thiên lại bị chịu ấm ức. Cũng phải nhờ Kiều gia giúp mình vài việc lặt vặt mới được, hiện giờ vấn đề phòng lụt ở sông Hồng Liên chính là vấn đề không nhỏ mà cũng không lớn. Nếu Cố Tắc Thiên quyết tâm không phê duyệt nói, thì có vẻ như sẽ lại phải làm ầm ĩ lên. Nếu đã nghe nói Phó Giám đốc Sở Hà Nghi Viễn là chủ nhiệm phòng chống lụt, thì hãy để cho tay đó xem lại năng lực của chính mình. Nói không chừng, y lại có thể phê duyệt, nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh Cố đã đi Bắc Kinh họp, phải nhân cơ hội tốt này để lo liệu mọi việc mới được. Tới khi Cố Tắc Phi quay trở về thì gạo đã nấu thành cơm rồi, ông ta sẽ chả có chút gì nữa rồi. Hội Sở Hoàng Thị vào buổi tối thật là náo nhiệt. Khi xe đã tới chỗ đậu xe bên ngoài hội sở, thì mới phát hiện khắp nơi là xe, Diệp Phàm quay lại nhìn một vòng rồi xuống xe, hắn lặng người đi vì không tìm được chỗ đỗ xe. Ồn quá, đổi chỗ khác đi. Kiều Viên Viên đang ngồi trên ghế phụ bĩu môi nói. Không được, đã hẹn rồi mà, đổi nơi khác không được. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn về phía cái cửa lớn xa xôi hoa lệ của hội sở hoàng thị kia, trầm ngâm rồi quên mất việc bao phòng, mà hắn cũng không biết là đã bao phòng hay chưa. Có điều là, hắn vẫn tự tin về thân thế của mình. Ít ra thì hội sở hoàng thị vẫn nằm trên địa bàn của khu Hồng Liên, chả nhẽ bọn họ lại không nể mặt quan phụ mẫu của khu Hồng Liên này như hắn. Sau khi đưa ra chủ ý xong, Diệp Phàm đang nghĩ tới việc điều một đứa ra chỗ xa xa tìm nơi đỗ xe, đột nhiên. Đằng sau xe có tiếng va chạm rất to. Chắc chắn là có đứa đâm vào, vì ngay bản thân hắn và Kiều Viên Viên đều theo quán tính tông thẳng vào kính chắn gió. May mà, vài tiếng bùm bùm, túi khí an toàn lại mở ra, có thể thấy cú va chạm khá mạnh. May mà Diệp Lão Đại và Kiều Viên Viên đều có chút thân thủ, nếu không thì, cho dù là có túi khí an toàn thì cũng sẽ bị thương. Tay lái đã bị hắn dùng tay vặn cho biến hình. Bằng không Diệp Lão Đại cũng sẽ bị chiếc tay lái ấy biến thành cái bánh có nhân rồi. Sờ vào đầu có chút quay cuồng và mũi hơi đau, trong lòng Diệp Lão Đại nổi giận đùng đùng. Không ngờ dẫn bạn gái đi ăn một bữa mà lại thành ra thế này, hơn nữa, lại ở bãi đỗ xe. Theo lý mà nói, ở bãi đỗ xe thì xe lái sẽ rất chậm, làm sao lại có thể va chạm mạnh như thế được. Thằng nhãi đưa tay lấy công cụ để mở cửa xe xông ra ngoài, phía sau không ngờ lại là một chiếc Hummer Uy Phong. Chiếc Audi này sao so được với chiếc Hummer kia? Trông cứ y như là đi tìm chỗ chết vậy. Chả trách nó bị đâm tàn tạ tới thế, cả đằng sau xe đều bị đâm cho lõm sâu vào. Hơn nữa, cả thân xe cũng có vẻ như bị ngắn đi, đó là vì bị ép tới biến dạng rồi. Và lại, vì chiếc Hummer dáng cao, dáng của Audi thấp, nhìn từ xa trông có vẻ như chiếc Hummer đang cưỡi lên trên chiếc Audi vậy. Điều càng làm Diệp Lão Đại tức điên lên lại là trong chiếc Hummer ấy là mấy bọn thanh niên, mồm ngậm điếu thuốc lá, rít một hơi, rồi thở ra toàn mùi rượu, đứng cạnh cửa xe đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nhìn thấy hắn bước tới đầu xe Hummer, một đứa thanh niên đầu nhuộm tóc vàng chỉ mặt Diệp Phàm cười nói. Ha ha, lang tử, mày xem đấy, bị tao nói trúng rồi đúng không, có phải là vẫn chưa bị thương đúng không?
người ta đang sống sờ sờ ra kìa, thật vô dụng. Vẫn không bị thương, nè Thuận Tử, không thể như vậy được. Ông đây vừa phóng tới 100 mã lực đấy, chắc chắn phải đâm cho bị thương rồi chứ, làm sao có thể không bị làm sao được. Cú đâm này chả nhẽ lại không thành công, cái mông, cũng cứng phết nhỉ. Lang Tử để dâu, say xỉn thế kia, say tới nỗi mơ mơ màng màng, tới cả ngón tay cứ run lên. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu ra, hóa ra bọn nhóc này là cố tình. Vả lại, bọn chúng phóng tới hơn 100 km/h. Đây chả hóa giết người. Diệp lão đại vô cùng tức giận. Đương nhiên, mày xem đi, hắn ta ra vẻ dữ dằn như muốn nuốt chửng chúng ta. Ha ha, mắt hắn trừng lên như mắt con cá vàng, thằng nhãi này muốn gì hả? Nghe Thuận Tử hô lên, mấy đứa còn lại trong xe cũng hô lên. Chưa bị thương hả, để tao cho bọn mày thương luôn. Hôm nay, Lang Tử tao không tin là không làm thương được mày. Lang Tử loảng xoảng một tiếng, rồi mở chiếc cửa xe, tiện tay lấy từ trong xe một chiếc kìm hướng vào người Diệp Phàm để dọa nạt. Mà mấy bọn trong xe cũng không chậm, tất cả đều kêu gào mở cửa xe, tay bọn chúng đều đẩy thằng nhãi đấy qua dọa nạt Diệp lão đại. Lúc đó, mọi người vây tới xem đông nghịt, có người nói, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Ngay lập tứ, xe rất nhiều người từ bên ngoài chạy tới. Người trong nước đều rất thích náo nhiệt, cái này so với màn đánh nhau ở trong phim còn kích thích hơn nhiều. Ít nhất thì mấy tay côn đồ của hộ sở hoàng thị bị chen ở ngoài tới nỗi không thể vào được. Mẹ kiếp, muốn chơi hả? Diệp lão đại miệng cong lên như hình vòng cung cười mỉm. Nếu Tề Thiên mà nghe được mấy lời này, thì chắc chắn sẽ phải rời ngay khỏi Diệp lão đại to cao 1m8 để tránh gặp vạ lây. Chương 1471, Phó Chủ tịch tỉnh cố đâm dao rồi. Diệp Phàm vừa thò chân ra, thằng nhãi tên Lang Tử liền đạp mạnh tới. Thằng nhãi đó cầm một cái kìm hình tròn bản dài dùng để thay lốp xe, chiếc kìm chưa kịp vung tới người Diệp Phàm, thì cả người nó đã bị người Diệp Phàm đưa chân đạp, bụp bụp vài tiếng, nó đâm mạnh vào chiếc Hummer. Ngay lúc đó, có vẻ như có chỗ nào sưng lên hoặc gì đó, thằng nhãi đó bị dính sát vào cửa xe nên trơn tuột xuống đất một cách tê liệt, người nó nằm sấp xuống đất, như đã ngủ say rồi, xem ra thì không thể bò dậy để hàng hung tiếp rồi. Đúng rồi, không phải là ngủ mà là ngất rồi. Nhưng, chai rượu thanh đảo trong tay Thuận Tử hung hăng đập vào đầu Diệp lão đại, đương nhiên là có kèm theo cả một cú đấm, tư thế rất hung tàn, những người hiếu kỳ bao quanh phải nín thở, họ thầm nghĩ đó mới là mãnh nhân. Phía bên trái cũng có một tên to cao đang cầm một cái chai cỡ lớn, hình như là chai XO, Remy Martin, trông nó như một quả lựu đạn đập vào đầu Diệp lão đại. Xem ra thì mấy người này đều rất hung, với cái thứ mà đã đập vào đầu Diệp lão đại. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy, và có vẻ như họ sẽ sớm phải xuống âm tào địa phủ rồi. Nhưng, hôm nay điều không may là họ đã gặp phải Diệp lão đại. Hắn không hề dừng lại, một chân đá ngang thật mạnh, hắn đá xa tới nỗi mà tên Thuận Tử bị văng tới chỗ Ferrari cách đó 3 mét. Sau khi xử xong Thuận Tử, Diệp lão đại lại giơ tiếp chân phải lên, nhắm vào phần ngực của thằng to xác kia mà đá hụt một cái. A! À. Thằng to xác đó cả người lẫn chai XO, Remy Martin, đều bay tới chỗ chiếc Hummer. Ngay lập tức, rượu từ chai XO, Remy Martin, bắn ra tung tóe như một trận mưa. Có một người anh em đứng bên xem liền thở dài nói. Rượu xịn như thế, lại đem đi rửa xe, thật là phí quá, hình như một chai cũng phải tới 1.800 đấy. Không ngờ rằng một tên đứng cạnh mặc Âu phục đứng lườm tỏ ra khinh bỉ người anh em đó, y hừ nói. 1.800 ư, không nhìn thấy sao, đấy là XO, Remy Martin, tinh phẩm, ít nhất phải tới chừng này. Người đàn ông mặc Âu phục đó giơ cả 5 ngón tay lên để chỉ. Chắc không tới 5.000 đâu, loại này cũng chẳng phải bọc bằng vàng. Người anh em đó vẻ mặt rất chi hoảng sợ. 5.000 là giá gốc, chắc phải hơn nữa. Bọn họ là ai thế, các anh em, mở mắt ra nhìn đi, chiếc Hummer này phải tới mấy triệu. Người ta lại coi nó như đồ chơi. Bảo đâm là đâm, cái này gọi là ăn chơi, hiểu chứ? Người đàn ông mặc Âu phục mãi mới có cơ hội dạy đòi người khác, vì thế mà y đương nhiên không hề bỏ qua. Cuối cùng từ trên chiếc Hummer tụt xuống là một thằng thanh niên đầu trọc mặc thường phục, trông thằng nhãi này có vẻ rất to lớn khỏe mạnh. Trong tay nó không rõ là đang cầm cái gì, trông giống như là một bức tác phẩm nghệ thuật giống Phật. Thằng nhãi này nhìn thấy ba đồng bọn đang nằm sóng xoài dưới đấy, nhưng nó lại tỏ ra rất bình tĩnh. Và không hề sợ trước thân thủ của Diệp Phàm.
Bức tượng Phật đó vung theo hướng người Diệp Phàm, có điều là, nó hầu như không chạm nổi tới người hắn, mà lại rơi ngay xuống đất. Diệp lão đại sẽ không bỏ qua bọn người cặn bã này, một chân đá, bức tượng Phật đó vừa đập vào trúng phần bụng của thằng nhãi đầu chọc đó, bụp một tiếng, thằng nhãi đó cất tiếng kêu thảm thiết, ôm bụng khuỵ xuống. Trên trán nó nào là mồ hôi, nào là máu đều ào ào chảy ra. Diệp lão đại ra tay cũng có chút chừng mực, chắc không gây nguy hiểm gì cho nội tạng, chỉ là để nó đau vài hôm thôi. Tuy nhiên, điều khiến Diệp lão đại không ngờ tới là thằng nhãi đầu chọc rất ư là lợi hại. Nó như một con cá chép ở dưới đất bỗng nhiên vùng lên. Nó từ từ sờ xuống chân, không ngờ lại lôi ra được một con dao găm. Tay nó lập tức vung qua người Diệp lão đại. A! À, Diệp lão đại cảm thấy có chút bất ngờ, trừng mắt nhìn một cái, mới biết là thằng nhãi đó đi ủng quân đội. Hóa ra là nó đi bộ đội, chả trách chịu nổi cú đấm đó, sống dai như dán. Nhưng, thằng nhãi đầu chọc đó hôm nay rõ ràng là không hề may mắn. Diệp lão đại đang tức điên lên rồi, hắn ghét nhất là những tên quân nhân kiêu ngạo. Một chân đá thục vào phần eo của thằng nhãi đó, bên này nhanh tay bẻ cái rụp cổ tay nó. Trong nháy mắt, hắn đã làm cho con dao găm ấy rơi xuống đấy. Diệp Phàm ấn thật mạnh, tới nỗi hình như có âm thanh gì rất nhỏ phát ra, có lẽ nào cổ tay của thằng nhãi đầu chọc đó đã bị bẻ gãy. Dù sao thì thằng nhãi đó cũng phải a lên một tiếng, trông nó hệt như một con sói bị giẫm trúng đuôi. Tránh ra, tránh ra. Lúc đó, bảo kê của hội sở hoàng thị cuối cùng cũng chen vào được đám đông đó, bọn họ xông vào trong hô lớn. Không được đánh nhau ở trước hội sở. Có điều là, khi bọn bảo kê nhìn thấy Diệp lão đại vẻ mặt bình tĩnh đang mỉm cười, liền dừng ngay lại, không hề dám tiến thêm bước nữa. Vì, Diệp lão đại cũng đã từng hai lần hành hung ở hội sở hoàng thị. Hơn nữa, người ta thì chẳng bị chuyện rắm gì còn đối phương thì lại phải vào đồn công an. Tới lúc này thì chủ tịch Hoàng Cân của hội sở Hoàng Thị đã thông báo cho nhân viên an ninh mở một cuộc họp. Đấy là để sau này có gặp phải phó chủ tịch Diệp của thành phố Thủy Châu, nếu có chuyện gì thì cũng đừng có mà ra tay, cứ giả vờ không nhìn thấy là được. Mày dám đánh cả Phù Chính Mậu, Đinh Hạo, mày chết chắc rồi. Thằng nhãi đầu chọc đó thốt ra mấy lời ấp úng, có phải nó bị đánh cho méo cả mồm hay không thì ngay cả Diệp Phàm tạm thời cũng không thể kiểm chứng được. Chết chắc rồi ư, ha ha, bọn mày cố ý lái xe hành hung tao, sau đó thấy người ta chưa bị thương thì cầm binh khí muốn giết người. Rốt cuộc là tao chết chắc hay bọn mày chết chắc đây, hừ. Diệp Phàm lạnh giọng hừ nói, liếc nhìn mấy tên bảo vệ, rồi nói. Việc này các anh đều có mặt, chắc phải nhìn thấy hết rồi chứ. Vâng, vâng, chúng tôi đều nhìn thấy bọn chúng hành hung anh. Mấy tên bảo vệ không dám cãi lời Diệp lão đại, người đã được ông chủ Hoàng dặn dò cẩn thận, không ngừng gật đầu nói vâng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi báo khẩn cấp. Hai xe cảnh sát ỏ eo đã có mặt tại hiện trường. Lát sau, hầm hầm bước tới một cảnh sát vẻ mặt rất uy nghiêm. Anh ta chính là đội trưởng đội trị an thành phố Thủy Châu, đồng chí Giang Sinh Bảo. Anh ta nhìn Diệp Phàm, vừa muốn chào hắn, nhưng lại bị Diệp Phàm xua tay. Anh ta hừ nói, mau bắt mấy tên cố ý hành hung giết người này về đồn, tra hỏi cho rõ ràng. Tuân lệnh, đội trưởng Giang Sinh Bảo cúi chào, rồi lại quát lớn. Bắt toàn bộ lại, đem về đồn tra hỏi nghiêm ngặt, tôi nghi mấy tên này là tội phạm truy nã đã trốn thoát. Không ngờ bọn này lại dám tới Thủy Châu để hành hung giết người. Nhân chứng ở hiện trường tất cả hãy về đồn để viết giấy làm chứng. Diệp Phàm quay người đi mất. Hắn vừa mới chen ra khỏi đám đông thì thấy Vu Kiến Thần gọi điện tới, cười nói. Đã xử lý xong mấy tên cặn bã, vào phòng số 8 nhé, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, không sao chứ người anh em. Ha ha! Diệp Phàm cười phá lên, phủi phủi lại quần áo bị nhăn nhúm, rồi được Kiều Viên Viên dìu vào hội sở Hoàng Thị. Vừa mới vào phòng, Diệp Phàm cười nói. Mấy cảnh sát lúc nãy là anh gọi hả? Ha ha! Làm sao lại để người anh em chịu thiệt thòi được? Vu Kiến Thần thản nhiên cười, chỉ tay vào đám người kia, một người đàn ông trung niên mặc bộ Âu phục đen giới thiệu nói. Lại đây Bí Thư Diệp, giới thiệu cho cậu, đây là Sở trưởng Sở Thủy Lợi Hà. Chào ông, Sở trưởng Hà. Diệp Phàm nhiệt tình đưa tay ra. Bí Thư Diệp quả là người nổi tiếng ở Thủy Châu. Sở trưởng Hà bắt tay Diệp Phàm, thản nhiên cười nói. Đâu dám nói là người nổi tiếng. Muốn nói tới người nổi tiếng thì chắc chắn phải có Sở trưởng Hà chứ.
Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp quá khiêm tốn rồi. Sở trưởng Hà cười nói, quay người kéo một thanh niên đứng ngay cạnh ông ta, rồi cười nói. Bí thư Diệp, đây là con tôi Hà Bân, nó là thuộc hạ của cậu, có vẻ như cậu chưa gặp nó bao giờ. Ô, Diệp Phàm liếc chàng thanh niên một cái, bây giờ còn lớn hơn cả Hà Nghi Viễn, lắc đầu nói. Đúng là không nhớ gì cả, Hà Bân hiện đang ở ngành nào? Bí thư Diệp, em đang làm ở văn phòng quận ủy. Hà Bân bước lên trước đưa hai tay ra nắm chặt lấy tay của Diệp Phàm. Nó là phó chủ nhiệm ủy ban quận, đúng là tuổi trẻ tài cao, mới tốt nghiệp đại học được có vài năm, đã đường hoàng trở thành cán bộ cấp trưởng phòng rồi. Phu Kiến Thần cười nói, nháy nháy mắt với Diệp Phàm. Diệp Phàm cuối cùng cũng đã hiểu ra, chả trách anh Vu sau khi nghe chuyện phòng lụt lại tỏ vẻ chắc chắn như vậy. Chắc đã sớm biết Hà Bân đang làm ở ủy ban khu Hồng Liên rồi. Lần này mọi chuyện dễ dàng rồi, chỉ cần để ý tới Hà Bân một chút, thì sẽ không lo gì nữa rồi. Ừ, Hà Bân, cậu làm trưởng phòng được mấy năm rồi? Diệp Phàm vẻ mặt thân thiết, cười hỏi. 3 năm rồi à? Hà Bân tỏ vẻ cung kính đáp lại. Ừ, được đấy, được đấy. Diệp Phàm đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hà Bân, mọi người cùng ngồi xuống. Sở trưởng Hà, khách khí có phải không? Hà Bân ở ủy ban khu Hồng Liên mà chả nói gì cho tôi biết cả. Diệp Phàm cười nói, cầm ly rượu lên rồi nói tiếp. Tôi xin kính sở trưởng Hà một ly, được quen biết với ông thật vui quá. Nói gì vậy, Hà Bân, còn kính bí thư Diệp một ly trước đi. Hà Nghi Viên cười nói, trong lòng nghĩ, nếu không có việc nhờ tôi, thì cậu quen tôi mới là lạ đó. Bí thư Diệp, em kính anh ba ly, của em ba ly, anh phải cạn hết đấy. Hà Bân trong việc đối nhân xử thế này có vẻ rất điêu luyện, có vẻ như nó có liên quan tới việc anh ta ở ủy ban khu ngành vạn tinh dầu này. Quận ủy chẳng qua chỉ là nơi để tiếp đãi, hầu hạ lãnh đạo, để phục vụ cho lãnh đạo mà thôi. Mà Diệp Phàm tới Hồng Thiên cũng mới chỉ được vài tháng, lãnh đạo trong cả khu còn chả nhớ hết, nên nhớ làm sao nổi Hà Bân một nhân vật nhỏ như vậy. Được. Diệp Phàm gật đầu, cũng không già mồm cãi lại, chỉ cụm ly với Hà Bân. Sau đó lại cụm tiếp ly với sở trưởng Hà và anh Vu. Ăn xong xuôi hai bên cũng quen dần nhau rồi. Bí thư Diệp, nghe nói các cậu đang đúng khai thác sông Hồng Liên đúng không? Hà Nghi Viễn không ngờ lại nói trước. Kỳ thực thì nếu Hà Bân không làm ở quận ủy Hồng Liên, thì việc Hà Nghi Viễn chịu mời bữa cơm này thì hẳn còn phải xem xét lại. Về việc phê duyệt chuyện phòng lũ ở sông Hồng Liên, có vài khúc mặc dù Hà Nghi Viễn không rõ cho lắm, nhưng khi Phó Chủ tịch Cố Tắc Phi họp tại thủ đô mấy ngày trước, cũng đã nói qua rồi. Ông ấy cũng có nhắc tới vấn đề cải tạo sông Hồng Liên. Chỉ thị nói là điều kiện vẫn chưa được, một vài phương diện phần cứng và mềm vẫn không đạt được yêu cầu phòng lũ. Hà Nghi Viên đương nhiên hiểu, vì thế, Phu Kiến Thần vừa nói tới việc Bí thư Diệp mời ăn cơm cùng. Sở trưởng Hà đã liền nghĩ ngay tới việc này, có vẻ như đã kẹt ở chỗ Cố Tắc Phi rồi. Nhưng, con trai ông ta giờ lại đang làm dưới trướng của Diệp Phàm. Mà Phu Kiến Thần lại là một phó sở trưởng có chức có quyền. Hai người cùng ra mặt, bản thân không chịu nể mặt cũng chẳng được. Có vẻ như nếu để Diệp Phàm biết con trai của mình là Hà Bân, thì Hà Bân sẽ đừng nghĩ tới việc sống ở Hồng Liên nữa. Chương 1472, cậu muốn chết à? Vì tiền đồ của con trai, Hà Nghi Viễn quyết định tới thử xem. Nhưng, Hà Nghi Viễn không hợp với Cố Tắc Phi lắm. Vì Cố Tắc Phi hống hách quá, ở ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Nghi Viễn căn bản là đã trở thành một kẻ phụ họa, trong lòng luôn không thoải mái. Có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này chỉnh Cố Tắc Phi được một lần. Lai lịch của Diệp Phàm sở trưởng Hà cũng đã biết, nghe nói hắn có mối quan hệ rất tốt với Phó Chủ tịch Tề. Chỉ riêng chuyện này là đã có thể khiến cán cân sở trưởng Hà hướng về phía Diệp Phàm rồi. Đương nhiên, sở trưởng Hà cũng có chút nguy hiểm như đi xiếc trên dây vậy, mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Tề Chấn Đào cũng chỉ nghe nói thế. Sự thực ra sao thì cũng chỉ hai bọn họ biết. Vì thế, trong lòng sở trưởng Hà có chút hỗn loạn, cho tới bây giờ vẫn chỉ ở mức do thám. Vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Sở trưởng Hà nghĩ phê duyệt vụ sông Hồng Liên, thì con trai ông ta sẽ tự nhiên được đề bạt lên chỗ ngon hơn. Đương nhiên là sở trưởng Hà cũng không muốn quá đắc tội phó chủ tịch tỉnh họ Cố ấy, dù gì, thì người ta cũng là một phó chủ tịch tỉnh. Ừ, về việc cải tạo sống, và báo cáo việc phòng chống lũ lụt đã được gửi tới ban chỉ huy rồi.
Có điều là nghe Vệ Sơ Tĩnh nói là ban phòng chống lũ lụt của tỉnh lại cứ kéo dài chuyện này. Tôi muốn hỏi thử Sở Trưởng Hà, là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chả có nhẽ ban phòng chống lũ lụt của tỉnh gần đây lại quá bận, bận tới nỗi không thể phê duyệt được. Phải biết rằng, báo cáo xin phê duyệt của chúng ta là bản báo cáo mang tính chân thực vì nó đã được viện sĩ Mâu Trung Ninh cùng tổ chuyển ra qua điều tra nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm nhiều lần phòng chống lụt lội ở sông Hồng Liên. Các số liệu đều rất tỉ mỉ xác thực, lý do cũng rất đầy đủ. Khu Hồng Liên không thể kéo dài mãi được. Vì thế, tôi thận trọng mời ban phòng chống lũ lụt tỉnh nhanh chóng đồng ý phê duyệt. Chúng tôi đang chờ lệnh để được khởi công. Diệp Phàm mặt nghiêm túc nói. Hai, việc này, hôm trước khi chủ tịch tỉnh Cố đi thủ đô họp thì có dặn dò rằng sông Hồng Liên có vài điều kiện chưa đạt được đúng yêu cầu của ban phòng chống lũ lụt tỉnh. Yêu cầu ban phòng chống lũ lụt tỉnh phải nghiên cứu thảo luận lại lần nữa, lại còn phải có luận chứng rõ ràng nữa. Có khi còn bắt các anh phải quy hoạch lại từ đầu, viết đơn trình báo lên phòng chống lụt bão tỉnh lần nữa. Kết hợp với các yêu cầu cụ thể của phòng xử lý, chúng ta sẽ nghiên cứu thảo luận lại. Sở Trưởng Hà mập mờ nhắc khéo Diệp Phàm, việc này chủ tịch tỉnh Cố đang cố tình làm rồi lên, chứ không phải là ông ta muốn kéo dài đâu. Vậy thì dễ rồi, bí thư Diệp, các cậu cứ về bảo người quy hoạch lại. Sau đó lập tức trình lên phòng xử lý tỉnh, chắc Sở Trưởng Hà sẽ phải lo lắng cho Hồng Liên thôi, ông ta sẽ tổ chức nhóm người tiến hành nghiên cứu luận chứng, việc thảo luận đã được duyệt rồi đúng không? Phu Kiến Thần là tên giảo hoạt, khi có cơ hội thì y sẽ lập tức mở miệng nói giúp. Ha ha! Sở Trưởng Hà cười phá lên, nhưng dường như vẫn có chút lo nghĩ, chứ không hề đồng ý ngay. Diệp Phàm đương nhiên không thể đoán nổi tâm tư của Sở Trưởng Hà, thực sự thì ông ta vừa muốn mượn tay hắn trừng trị Cố Tắc Phi, nhưng lại không dám đắc tội Cố Tắc Phi. Chủ yếu là vì trước khi chắc chắn được chuyện sau lưng Diệp Phàm có hậu thuẫn, thì Sở Trưởng Hà trong lòng vô cùng rối bời, vì thế có chút do dự. Hà Bân, cậu làm ở văn phòng cũng được vài năm rồi, có lẽ nên thay nơi khác rồi. Cứ làm ở một chỗ như vậy cũng chán phải không? Diệp Phàm cười nói, chuyển ngay sang vấn đề khác. Em nghe mọi chỉ thị của lãnh đạo. Hà Bân tỏ ý thuận theo, y rất biết cách trả lời. Thế này đi, cậu đợi bộ quy hoạch, phối hợp tốt việc xây dựng đô thị với sông Hồng Liên. Trưởng phòng xây dựng quận đồng chí Mâu Trường Hưng năm nay cũng 59 tuổi rồi, làm tốt nhé, thanh niên trẻ. Diệp Phàm cười nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Ý hắn là muốn bồi dưỡng cho Hà Bân. Phải biết là cục trưởng cục xây dựng đô thị là vị trí cục phó, hơn nữa, khu Hồng Liên đang kiến thiết về mọi mặt, nên cục trưởng cục xây dựng là một vị trí béo bở dầu nứt đố đổ vách. Những lời này đương nhiên là Sở Trưởng Hà hiểu, trong lòng ông ta mừng rỡ vô cùng. Nhưng, cứ hễ nghĩ tới cái thế lực mạnh của chủ tịch tỉnh Cố, ông ta lại có chút do dự, mồm cười nói. Hà Bân à, còn không cảm ơn bí thư Diệp đã bồi dưỡng con sao? Cảm ơn bí thư Diệp, bố em là chuyên về mảng thủy lợi. Thực sự thì em cũng thích mảng này, từ nhỏ đã nghe bố nói về rất nhiều kiến thức có liên quan. Mặc dù em không học về thủy lợi, nhưng nghe lâu dần cũng thấm. Bí thư Diệp, em kính anh. Hà Bân lại đứng dậy nâng chén rượu lên. Chén nãy tôi uống. Diệp Phàm sảng khoái uống rượu, liếc nhìn Sở Trưởng Hà, rồi nói. Thế sao được, ngày mai tôi sắp xếp bí thư Vệ dẫn nhân viên đi làm thêm giờ. Phối hợp với các chuyên gia sửa lại quy hoạch một lần nữa. Buổi sáng ngày kia thứ hai, tôi sẽ bảo Hà Bân đem phương án sau khi đã quy hoạch lại từ đầu trình lên phòng xử lý tỉnh, thế được không Sở Trưởng Hà? Việc này, cũng không gấp lắm. Sở Trưởng Hà nhìn Diệp Phàm rồi nói. Vội thì cũng không giải quyết được gì, bây giờ chủ tịch tỉnh Cố kiêm chỉ huy trưởng vẫn đang họp ở thủ đô. Ông ấy chưa về thì e là không thể nhất thời hành động được. Vì thế, các cậu cứ từ từ sửa lại bản quy hoạch. Cố gắng làm cho thật tốt, đợi chủ tịch tỉnh Cố về thì tốt lập tức bảo các cậu đưa qua đây. Tới lúc đó chúng tôi sẽ nhanh chóng phê duyệt việc điều tra nghiên cứu, thanh thủ để được thông qua. Sở Trưởng Hà thản nhiên nói, lời của Sở Trưởng Hà khiến cả Diệp Phàm và Vu Kiến Thần trong lòng đều không vui. Việc này, rõ ràng là vẫn đang cố kéo dài. Chuyện tốt trên đời này đúng là chẳng thể để một mình ông ta hưởng trọn cả. Vừa muốn con trai mình được đề bạt, bản thân làm chức chủ nhiệm phòng xử lý nhưng chả có tí trách nhiệm nào cả. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Diệp lão đại lạnh lùng hừ nói. Sở Trưởng Hà, việc này không thể đợi được nữa rồi.
Tôi muốn hỏi là chủ tịch Tỉnh Cố khi nào mới về? Khoảng 7, 8 ngày nữa. Hà Nghi Viễn biết thừa là Diệp Phàm không vui, nhưng ông ta vẫn kiên trì. Chúng tôi đợi không nổi đâu, nếu sở trưởng Hà cứ khăng khăng đợi chủ tịch Tỉnh Cố, thì chúng tôi chỉ còn biết tìm cách khác mà thôi. Diệp Phàm hừ nói, tỏ vẻ không hề khách khí. Hà Bân vừa nghe xong liền tỏ ra vội vàng, bố anh ta đã đắc tội với lãnh đạo của mình, vậy ngày tháng sau này anh ta sẽ phải sống ra sao đây? Anh ta nhìn bố, rồi nói. Bố à, nếu nhỡ chủ tịch Tỉnh tạm thời không quay về, việc cải tạo khu Hồng Liên lại không đợi được nữa, thì bố có thể triệu tập các chuyên gia bảo họ nhanh chóng điều tra nghiên cứu luận chứng được không? Hà Bân, con thì biết gì cơ chứ? Chuyện này không có chữ ký của chủ tịch Tỉnh Cố thì có hiệu lực gì chứ? Hà Nghi Viên nói, nhìn Diệp Phàm tỏ ý xin lỗi, ông ta lại nói. Việc này đúng là có chút rắc rồi, bí thư Diệp à, không phải là tôi muốn gây khó dễ. Nhưng người đứng đầu phòng xử lý là chủ tịch Tỉnh Cố. Tôi chỉ mang danh cái chức chủ nhiệm thôi. Về việc cải tạo sông do không thuộc phòng xử lý, thì sở thủy lợi chúng tôi có thể trực tiếp thông qua. Việc này ngay bây giờ tôi có thể tự quyết định, nhưng việc phòng chống lũ lụt là việc vô cùng quan trọng. Không có sự đồng ý của ông ấy, thì có lẽ các anh cũng sẽ không dễ dàng bắt tay vào làm được đâu, tôi nói đúng chứ. Việc này vẫn phải tính toán chút nữa, chú trọng vào chỉnh đốn và cải cách. Sau khi đã có đủ điều kiện, sở trưởng Hà, bọn họ không đợi được nữa rồi, ông là chủ nhiệm phòng xử lý, nắm quyền chủ trì trong phòng. Vu Kiến Thần có chút giận dữ, giọng điệu trầm xuống. Giám đốc Sở Vu, việc này, hai, anh cũng ở phòng xử lý. Anh cũng biết chuyện này. Sở trưởng Hà vẻ mặt ngượng nghịu. Ha ha, thế thôi vậy. Diệp Phàm cười một tiếng rồi hừ giọng nói, nhìn Vu Kiến Thần, nói. Viên Viên, kính anh Vu một chén. Anh Vu, Viên Viên kính anh một chén. Kiều Viên Viên nâng ly cocktail lên, nói. Thấy Diệp Phàm đột nhiên nháy mặt mình, Vu Kiến Thần nhìn Kiều Viên Viên, trong lòng liền hiểu ra. Y ngầm chửi rằng thằng nhãi này thật giảo hoạt. Không ngờ hắn dám đem cả Kiều đại tiểu thư ra để bơm đều sở trưởng Hà. Đây quả là cách hay. Trong lòng Vu Kiến Thần nghĩ, mồm lại cố ý cười nói. Kiều đại tiểu thư, bộ trưởng Kiều vẫn khỏe chứ? Vừa nghe xong câu nói này, Diệp Phàm liền để ý thấy đôi tai của sở trưởng Hà dòng ngược lên, ánh mắt đang âm thầm nhìn về phía Kiều Viên Viên. Đại tiểu thư ư, anh Vu đừng có gọi em như vậy. Hôm qua còn có ai đó còn chửi em thầm tệ nữa cơ. Anh chớ có gọi em như thế, em không dám trêu đại lão ra đâu. Kiều Viên Viên quả thật thông minh sắc sảo, cố ý lôi chuyện tối qua ra nói. Ai đó ư, ai dám mắng thiên kim tiểu thư của bộ trưởng Kiều nhà họ Kiều Bắc Kinh cơ chứ, to gan thật đó. Nói cho anh biết xem nào, phải để anh trừng trị hắn mới được. Vu Kiến Thần có ý ra mặt, hừ giọng nói. Câu nói này quá rõ ràng, thủ đô nào có mấy nhà họ Kiều, vả lại, còn là bộ trưởng nữa chứ. Diệp Phàm đưa mắt phát hiện ra da mặt của sở trưởng Hà đột nhiên giật giật. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, anh Vu à, anh giúp em trừng trị người đấy nhé. Ha ha ha, Kiều Viên Viên cười nói, liếc nhìn Diệp lão đại rồi lại nói. Y thật kiêu ngạo, tối qua còn dám mắng cả bố em. Mắng bộ trưởng Kiều ư. Chuyện này, trông có vẻ như Kiều Viên Viên không hề nói đùa, tay Vu Kiến Thần hơi run lên, không ngờ y lại làm rượu rớt ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm hỏi. Thằng em, việc này thật hay giả vậy? Chắc không như vậy chứ? Ha ha! Diệp Phàm cười gượng một tiếng nhưng không đáp lại, lúc đó, đồng chí Vu cực kỳ kinh ngạc. Nhìn Diệp Phàm một cái. Cậu không sợ bị mất mũ quan ư? Sợ ư, em sợ gì chứ? Con gái ông ấy chả phải trong tay em sao? Đây gọi là điểm yếu anh Vu có biết không? Diệp Phàm tỏ vẻ đắc ý hừ lên một tiếng. Cái điểm yếu đó được phát ra từ khoảng mũi của hắn, nên âm rất nặng. Anh muốn chết à? Kiều Viên Viên ngay lập tức xấu hổ đỏ cả mặt, một tay đấm nhẹ vào người Diệp Phàm, không ngờ trước mặt người ngoài, mà hắn lại dám nói những lời này. Đúng là cực kỳ vô liêm sỉ, mắc cỡ chết đi được. Bí thư Diệp à, chuyện này theo tôi thì thế này đi, ngày kia các cậu trình tới, tôi sẽ triệu tập họp các đồng chí, nếu mọi người không có ý kiến gì thì cứ quyết như vậy đi. Nếu các đồng chí không đồng ý thì tôi cũng hết cách rồi, cậu thấy thế được chứ? Mong cậu thứ lỗi, việc này, tôi cũng có chỗ khó của mình. Sở trưởng Hà thái độ thay đổi khác hẳn, mặc dù vẫn cái vẻ mặt khó coi đó, nhưng đã có chút tháo gỡ,
Diệp Phàm biết là chuyện đã thành. Hà Nghi Viên nói chuyện với đồng chí phía dưới, chẳng qua là muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân mà thôi. Được thôi, ngày kia tôi sẽ sắp xếp cho Hà Bân trực tiếp đi trình bản quy hoạch mới. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Hà Nghi Viễn rồi nói. Hà Bân cậu tới cục xây dựng đảm nhận chức phó cục trưởng thường vụ trước, quyền cục trưởng đi nhé. Cảm ơn bí thư Diệp. Hà Bân cảm kích vô cùng, môi như đang run rẩy. Diệp lão đại hai bút cùng vẽ, ép Hà Nghi Viễn thay đổi ý định, mà lại khiến ông ta chả còn cách gì nữa. Bước ra khỏi hội sở Hoàng Thị, mỗi bên đi một hướng. Giám đốc sở Vu này, vị Kiều đại tiểu thư đó xuất thân từ nhà họ Kiều ở thủ đô à? Sở trưởng Hà vẫn còn muốn hỏi dò lại, lão ta cẩn thận thật đấy. Chương 1473, không chống được thì nói với tôi. Kỳ thực cũng khó trách sở trưởng Hà, việc này rõ ràng được bày ra nhằm đắc tội với chủ tịch tỉnh Cố, so với chủ tịch tỉnh Cố cũng chẳng có lợi ích gì hơn, dù có bất mãn với cái kiểu chuyên quyền của chủ tịch tỉnh Cố, cũng phải lường trước được mối quan hệ căng thẳng sau sự việc này chứ. Con gái bộ trưởng Kiều Viễn Sơn là Kiều Viên Viên, anh cha xem có phải không? Tuy nhiên, việc này tôi hy vọng giám đốc sở Hà chú ý đừng để ầm ĩ là được. Vu Kiến Thần có chút xem thường cái tính sợ này sợ nọ của Hà Nghi Viễn. Giám đốc sở Vu cứ nói đùa, tôi ăn no rồi đi điều tra việc này làm gì. Hà Nghi Viễn cũng cảm thấy có gì đó. Anh hôm nay lại muốn lợi dụng em à? Kiều Viên Viên bất mãn bĩu môi, không thèm nhìn người nào đó lấy một cái. Ha ha, Viên Viên à, em nói xem. Nếu có bảo vật bên người, không dùng thì có phải là đáng tiếc lắm không? Có người nói, có quyền không dùng, hết thời cũng mất giá. Hợp lý có phải không? Hơn nữa, cái này cũng không thể coi là lợi dụng. Có thể em không biết, sáng nay anh đã đi tìm bí thư Phí rồi, còn không phải là vì việc của anh trai em sao? Thật phiền quá đi, chuyện anh giúp là chuyện lớn, nhờ vả em chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thêm nữa, hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Sao lại có thể nói là lợi dụng được, cái này nghe thô tục quá phải không nào? Những lời nói vô liêm sỉ của Diệp lão đại khiến Kiều Viên Viên nghẹn suýt chút nữa không nói được lời nào. Da mặt anh quả là dày, Kiều Viên Viên em xem như có mắt như mù, sao lại đi chọn kẻ mặt dày như da lợn như anh chứ? Kiều Viên Viên cười, giơ ngón tay chọc vào mặt Diệp lão đại. Ha ha, em cũng biết, anh có biệt hiệu là cầu tử mà, nếu biến thành động vật thì cũng phải là chó được chứ. Còn em thì sao, không phải cũng biến thành chó cái sao? Chúng ta sau này sẽ sinh một bầy chó con, hợp thành một đội paparazzi thì thế nào? Em xem, minh tinh ngày nay, cả những kẻ làm quan nữa, tất cả đều sợ paparazzi. Sau này ai không nghe theo, đám con của chúng ta sẽ nhảy ra, bao vây tấn công, tóm toàn bộ. Sáng hôm sau, cho ra ánh sáng, xem chúng còn dám động vào chúng ta nữa không? Diệp Phàm cười khan một tiếng. Thiếu chút nữa khiến Kiều đại tiểu thư chết nghẹn. Rồi hắn điên cuồng cười ha hả, cười đến sắp gãy cả thắt lưng. Đang định lên xe, một bóng người đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy. Diệp Phàm nhìn qua, không phải là gã đội trưởng Giang Sinh Bảo của cục thành phố Thủy Châu, ban nãy vừa xử lý vụ ẩu đả thì còn ai nữa. Đội trưởng Giang sắc mặt có chút khó coi, rụt rè sợ hãi đứng trước mặt Diệp lão đại. Vẻ mặt u ám của thằng nhãi này, theo thuật ngữ của môn tướng số mà nói thì ấn đường màu đen là điềm báo của số con dẹp rồi. Đã xử lý ổn thỏa chưa? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn tên này. Bí thư Diệp, chuyện này, có chút rắc rối, có chút rắc rối rồi. Chỉ thấy đội trưởng Giang Sinh Bảo vẻ mặt lo lắng nói. Rắc rối à, có gì rắc rối chứ? Sự thật rõ rành rành, lại có nhiều nhân chứng như vậy. Tôi lại muốn nghe xem rắc rối này đến từ chỗ nào. Diệp Phàm hừ một tiếng, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, người có thể lái một chiếc Hummer nhập khẩu có thể không có một chút thân phận nào được sao. Hơn nữa, đám người kia cũng thật quá cuồng vọng rồi. Việc cố ý đâm xe không nói, lại còn dám ra tay hành hung. Cái đám quần là áo lượt như vậy mà không phải con nhà ra thế mới thật là ăn nói lung tung. Ban nãy. Phó giám đốc sở Tiếu gọi điện thoại phê bình tôi, phê bình rất nghiêm khắc. Giang Sinh Bảo nói. Hắn nói gì? Diệp Phàm hỏi, không ngờ việc này lại lôi được cả người như Tiếu Nhuệ Phong ra. Người này gần đây cứ như oan hồn bất tán, thường xuyên gây rắc rối cho mình. Nói tôi làm việc lỗ mãng, không theo trình tự chấp pháp. Còn nói,
có chút việc nhỏ mà lằng nhằng mãi không thả, hỏi tôi có ý gì. Xong rồi yêu cầu tôi lập tức thả mấy gã kia ra. Giang Sinh Bảo vẻ mặt oan ức, liếc nhìn Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, tôi đã xử lý vụ án theo đúng trình tự chấp pháp bình thường. Bắt người, lấy chứng cứ, thẩm tra đều đúng với trình tự, thế này thì phải làm sao chứ? Đã thả người chưa? Diệp Phàm hỏi. Chưa, vẫn chưa, tôi đến đây để nghe chỉ thị của anh mà. Giang Sinh Bảo đáp. Nên làm gì thì làm. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Bí thư Diệp, làm như vậy có được không? Giang Sinh Bảo trên mặt hiện lên vẻ khó xử đáng thương. Vậy anh nói xem rốt cuộc nên làm thế nào? Diệp Phàm nhíu mày. Qua điều tra, gã thanh niên có biệt hiệu Lang Tử tên thật là Phù Chính Mậu, nhà ở Bắc Kinh. Hắn vẫn đang làm ầm ĩ, kêu trong nhà có người làm bộ trưởng. Anh hắn Phù Chính đa lợi hại thế nào rồi cái gì ấy? Cái gã Phù Chính Mậu này hẳn là loại con ông cháu cha ở Bắc Kinh. Chiếc xe Hammer kia là của hắn, nghe nói phải đến mấy triệu. Còn Thuận Tử tên là Đinh Hạo, là cháu ruột hội trưởng hội thương nghiệp Thủy Châu Đinh Nhất Minh tiên sinh. Đinh Nhất Minh thân là hội trưởng hội thương nghiệp, giao thiệp rất rộng, ảnh hưởng cũng rất lớn. Gã thanh niên tóc vàng kêu Lưu Bình, nghe hắn nói cha hắn là Lưu Bản Tin, là Hoa Kiều ở hải ngoại, ở Đài Loan mở một công ty điện máy gì đó rất lớn, gia sản nghe nói cũng phải khoảng mấy tỷ. Còn gã đầu húi cua xuống xe cuối cùng gọi là Ngô Diễn, là con trai Ngô Huy Cần, phó tư lệnh quân khu tỉnh ta. Giang Sinh Bảo vội vàng giới thiệu, đương nhiên muốn nhắc nhở Diệp Phàm chú ý, xuất thân của mấy gã này đều không tầm thường, có thể không động vào thì tốt nhất là cố gắng đừng động vào. Tôi hỏi anh việc này là như thế nào, anh lại kể cho tôi về gia thế mấy tên đó. Có phải nghe nói mấy gã này đều là kẻ có lai lịch nên sợ rồi không? Không dám động vào hả? Muốn thả chúng hả, hừ. Diệp Phàm rất không vui, hừ một tiếng. Thật ra, trong lòng hắn đã có quyết định, đã đưa đến cửa, đương nhiên phải để bọn chúng chịu khổ một chút. Hơn nữa, bọn chúng đều là kẻ con nhà thế gia, vậy còn phải tận dụng hết mức có thể, phải để bọn chúng làm chút chuyện cho khu Hồng Liên mới phải chứ. Sự việc đã được điều tra rõ ràng rồi, mấy gã này uống say rồi lái xe. Khi ấy Đinh Hạo châm chọc nói là Phù Chính Mậu lái xe tốc độ chậm đến nỗi có đâm phải lợn cũng không chết. Còn nói con Hammer của hắn là đồ thứ phẩm có lỗi. Mà Lưu Bình cùng Ngô Diễn ở phía sau còn hùa theo, xúi dục Phù Chính Mậu tìm con lợn rừng rồi đâm chết cho mọi người xem. Phù Chính Mậu nghe xong, liền nổi giận. Do đó, vận tốc lập tức tăng lên đến hơn 100 km/h. Hơn nữa để chứng minh chiếc Hammer của mình rất có uy lực, nên trực tiếp đâm vào xe của Bí Thư Diệp. Giang Sinh Bảo vừa nói đến đây, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Coi tôi là lợn rừng phải không? Không không, Bí thư Diệp sao lại là lợn rừng được? Đội trưởng Giang Sinh Bảo vội nói, chỉ sợ hai chữ lợn rừng này để lại ám ảnh trong lòng Diệp lão đại, e rằng tiền đồ đời này của mình xong rồi. Không phải lợn rừng, vậy ta là người đúng không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đội trưởng Giang Sinh Bảo không rõ ý của Diệp lão đại, mặt tỏ vẻ cẩn thận. Gật gật đầu. Nếu tôi là người, vậy bọn chúng có phải đã liên kết giết người không? Diệp Phàm nói. Phải, là liên kết giết người. Giang Sinh Bảo sắc mặt trắng bệch. Diệp lão đại xác định là giết người, ý tứ đó rõ quá rồi, mấy gã kia nhất định chưa được thả rồi. Liếc nhìn kẻ này một cái, biết là Giang Sinh Bảo đang sợ hãi. Diệp Phàm hừ nói. Nếu là giết người, thì không còn là chuyện của anh nữa. Phải giao cho cơ quan nào xử lý thì giao cho cơ quan ấy đi. Được, vậy tôi lập tức đem vụ án này giao cho bên cảnh sát hình sự. Giang Sinh Bảo như được ban đại xá, liền chào theo kiểu nhà binh rồi bước đi. Hà tất phải tính toán với mấy người này, anh phải chú ý tới địa vị của mình chứ. Bọn họ chỉ là lũ công tử bột, anh so đo với họ thực có chút hạ thấp giá trị. Hơn nữa, dây dưa với bọn người này càng nhiều thì lại càng lắm phiền phức. Không phải bảo chúng ta sợ bọn nó, mà chủ yếu là sợ phiền phức. Lúc đó sẽ khiến anh ngày nào cũng phải luẩn quẩn với cái chuyện này, công việc không thể làm tốt, thì đúng là lỗ to rồi. Kiều Viên Viên nói, có chút không hiểu. Ha ha, việc này em đừng quan tâm, sơn nhân ắt có diệu kế. Diệp Phàm liếc nhìn Kiều Viên Viên, cười với vẻ thần bí. Suýt nữa bị người đâm chết còn có diệu kế gì, anh ấy hả, bị đâm chết cũng đáng đời. Anh thật sự là lợn rừng to xác rồi. Ha ha.
Kiều Viên Viên liếc nhìn Diệp lão đại một cái. Đồng mệnh uyên ương ha, cô nàng heo cái. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Ai đồng mệnh uyên ương với anh, đáng chết, em còn chưa sống đủ đâu. Kiều Viên Viên hừ một tiếng. Nhớ đến ban nãy hai người đều ở trên xe, nếu có mất mạng thì cũng là hai người ở cùng nhau. Mẹ nó, xe đang ngon lành vậy mà bị đâm cháy. Xem ra, đành phải đi bộ về rồi. Diệp Phàm cười cười. Đi bộ cũng tốt, tiện thể dạo phố cùng em muốn mua mấy thứ. Nhanh lên chút, quần áo, giày dép, tất tiếc chả mang theo cái gì cả. Kiều Viên Viên lập tức tươi cười hớn hở, vẻ mặt rạng rỡ. Diệp lão đại vừa nhìn, trong lòng liền thấy buồn bực. Tự nhủ lần này thảm rồi, cùng phụ nữ dạo phố, ví tiền xẹp đi chỉ là chuyện nhỏ, người này thật chịu không nổi giày vò đâu. Bát đẳng như ông đây còn chẳng chịu nổi sức ép, cũng không biết các đồng chí chẳng có đẳng nào kia làm thế nào qua được quãng thời gian khó sống này. 2 giờ sau, Lô Vĩ gọi điện thoại đến, hỏi. Anh, nghe nói có người muốn giết anh, to gan quá. Ha ha, không sao, tôi không chết được đâu. Bảo đồng chí cậu quen trong đội cảnh sát hình sự điều tra giúp tôi. Tuyệt đối không được thả người, tôi giữ lại vì có chỗ cần dùng. Còn nữa, con Audi của tôi bị đâm cháy rồi, mấy ngày tới không có xe chắc sẽ khổ rồi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Thả cái rắm, ông đây phải lột ra chúng nó. Em vừa nhận điện thoại của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đã quay về cục rồi, chuyện này em sẽ đích thân xử lý. Anh yên tâm đi, có điều, em vừa xem qua ghi chép, phát hiện mấy tên đó đều khá có lai lịch đấy. Anh muốn giữ chúng lại có phải có ý gì khác không? Lô Vĩ quăng ra mấy câu độc địa, hơn nữa, đến cuối còn nở nụ cười ruồi. Ha ha, khu Hồng Liên muốn khai thác cần rất nhiều tiền, có thần tài đến cửa chúng ta sao có thể tùy tiện buông tay chứ? Ít nhất phải để bọn họ đầu tư chút, làm giàu chút có phải không, cùng nhau phát triển khu Hồng Liên. Bị thương thì chỉ có một mình Diệp Phàm anh đây, nhưng hưởng phúc lại là 1,2 triệu người dân khu Hồng Liên. Sao nào? Anh cậu suy nghĩ như vậy có phải là rất cao thượng không? Xã hội ngày nay, những người như chúng ta không còn nhiều nữa đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười một tiếng, Kiều Viên Viên ở bên cạnh cũng chợt hiểu ra, hóa ra là như vậy. Cao, thượng. Lô Vĩ trong lòng thầm khinh bỉ vị Diệp lão đại nào đó, cố tình kéo dài tiếng cười nói. Còn nữa, cha em hỏi công ty bàn đế khi nào tới ký kết hợp đồng chuyển nhượng với tập đoàn Lư Thị. Anh đã nói với anh trai anh rồi, anh ấy nói tuần sau sẽ trực tiếp bay từ Việt Châu qua đây. Diệp Phàm cười nói. Được. Lô Vĩ nói, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Cái tên Thiếu Nhuệ Phong kia đúng là đáng ghét, cứ gọi cho em suốt, đã gọi mấy cuộc rồi. Vụ ầm ĩ tối nay làm người ta không thể yên tĩnh được, em thật muốn tắt máy rồi. Không chỉ có mình hắn sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Chương 1474. Nỗi phiền muộn của bí thư Nạp Lan. Ừ, vừa rồi con trai Đinh Nhất Minh của Hội Thương nghiệp Thủy Châu, Đinh Hùng dẫn theo luật sư đến bảo lãnh người rồi. Tay này, cũng học được dáng vẻ của mấy tay phú hào Hong Kong, vừa đến đã vênh váo tự đắc, cứ như cục công an của ông mày đây là vườn sau nhà hắn vậy. Lô Vĩ nói, biết rồi, không chống đỡ được thì nói với tôi một tiếng. Diệp Phàm nói, ha ha, dám động vào anh, ai xin hộ hắn cũng vô ích. Phải giày vò đến chết cháu rùa nhà chúng nó. Lô Vĩ đằng đằng sát khí nói. Ừ, e rằng người xin phía sau cấp bậc ngày cao cao đấy. Diệp Phàm nói một câu rồi buông điện thoại. Cả một xe người thế này thật như cái tổ ong vò vẽ vậy. Kiều Viên Viên thở dài, có chút buồn bực. Em sợ gì chứ, anh còn chưa sợ mà em đã sợ rồi. Đại tiểu thư bước ra từ Kiều ra lại chỉ có chút can đảm thế thôi sao? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Dáng vẻ cứ như không có gì xảy ra vậy. Chuyện này ở trên thân em không lo, cái em sợ là thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Anh Phàm à, anh vẫn là nên chú ý một chút. Có những lúc, có thể tha cho người thì nên tha, đắc tội với người ta nhiều quá, cho dù là lão Kiều gia cũng không giúp được đâu. Kiều Viên Viên nói, nhìn Diệp Phàm, nhẹ nhàng dựa vào người hắn nói. Anh đã bị thương mấy lần rồi, mỗi lần em đều lo chết đi được. Nếu anh thực sự xảy ra chuyện, em, Kiều Viên Viên giọng nói có chút biến đổi, tình cảm bộc lộ không chút giấu giếm. Yên tâm đi, ông xã em kiếp trước là con gián, mệnh còn tốt hơn con gián. Viên Viên,
đời này nếu em muốn theo anh thì nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Thân phận đặc biệt của anh em hiểu mà, anh cũng không giấu em. Anh giờ đã được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh của tổ nòng cốt số 8 ở Thủy Châu, phụ trách đội công kích báo săn ở tổ nòng cốt số 8. Thật sự gặp phải chuyện lớn, anh nhất định phải xông lên phía trước. Phía đó là chuyện lớn, còn bên này chỉ là nhỏ nhặt thôi. Tuy nhiên, em cũng không cần phải lo lắng gì hết, những chuyện lớn đó đối với anh cũng chỉ là những rắc rối rất nhỏ thôi. Lúc cần anh ra trận thì mới chính là chuyện động trời đấy. Hơn nữa, anh là tổng tư lệnh, là sĩ quan chỉ huy, nói một cách tương đối thì vẫn khá an toàn. Diệp Phàm siết chặt tay một chút, đem Kiều Viên Viên gắt gao ôm vào lòng, nói. Em không sợ, anh Phàm à. Đời này Viên Viên chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, anh phải vì em mà chú ý giữ gìn sức khỏe mới đúng. Nếu thật sự anh dám bỏ em mà đi, em sẽ không sống một mình đâu. Kiều Viên Viên vẻ mặt kiên định, hai mắt nhìn chăm chú nhìn Diệp Phàm. Đây tuyệt đối không phải là nói đùa đâu. Viên Viên. Diệp Phàm có chút xúc động, giơ tay ôm lấy Kiều Viên Viên ngồi xuống một băng ghế dài bên đường trên con phố mua sắm dành cho người đi bộ. Ngay lập tức thu hút mấy chục ánh mắt ngưỡng mộ, Kiều Viên Viên xấu hổ, mặt đỏ bừng, vùng vẫy muốn thoát thân. Có điều, Diệp Phàm lúc này ngang ngược khác hẳn bình thường. Lại còn thản nhiên cười nói với các chàng trai xung quanh. Bà xã tôi có rồi, đi dạo phố thế này đã khá mệt, không thể để mệt cả bảo bối trong bụng nữa. Anh bạn thật là chu đáo nha. Bên cạnh có mấy người thanh niên giơ ngón cái lên, lại còn có người huýt sáo nữa. Huýt sáo. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng nghe thấy tiếng một vài người phụ nữ của trách. Nhìn thấy chưa, người ta đối với vợ tốt như vậy. Đến cả đường cũng không để đi bộ nhiều, anh đã từng quan tâm em, ôm em như vậy chưa, hử. Đối diện với những anh chàng đang gặp họa kia, Diệp Phàm chỉ có thể chân thành xin lỗi ở trong lòng. Nhưng Kiều Viên Viên lại tỏ ra vô cùng hạnh phúc, cuộn tròn trong lòng Diệp Phàm ngoan ngoãn đến mức làm người ta rùng mình. Cái người này... có phải quá càn quấy rồi không? Trên ghế sofa trong nhà phó bí thư tỉnh ủy Nạp Lan Nhược Phong, lúc này có một người đàn ông trung niên tóc chảy ngược ra sau, rất phúc hậu, vẻ mặt ôn hòa đang ngồi. Người này chính là Đinh Nhất Minh, hội trưởng hội thương nghiệp Thủy Châu tiếng tăm lừng lẫy, tuy nói rằng người đã có tuổi song nhìn qua vẫn còn khá có tinh thần. Hơn nữa, bản thân Đinh Nhất Minh chỉ dựa vào mấy trăm triệu mà có thể ngồi lên cái chức hội trưởng hội thương nghiệp Thủy Châu. Thì uy tín của người này hiển nhiên chẳng cần bàn đến nữa. Tôi sớm đã chú ý đến hắn, lần trước cử Đức trở về đã có nhắc đến hắn. Nói là người này vì trẻ tuổi mà đã đứng trên cao, vô cùng kiêu ngạo. Nạp Lan Nhược Phong nhìn Đinh Nhất Minh, thản nhiên nói. Quan hệ giữa hai người khá phức tạp, Nạp Lan Nhược Phong có thể lên như diều gặp gió trên quan trường, chính là nhờ sự ủng hộ trong bóng tối của tập đoàn tài chính trong tay Đinh Nhất Minh. Trước đây Nạp Lan Nhược Phong có thể tạo nên thành tích to lớn ở thành phố Thương Hải, chính là nhờ sức ảnh hưởng của Đinh Nhất Minh. Mà Đinh Nhất Minh lăn lộn trên thương trường có thể phát triển nhanh chóng, của cải ngày một nhiều lên, cũng chính là nhờ sự quan tâm đặc biệt này của Nạp Lan Nhược Phong. Bí thư Nạp Lan cũng cho là như vậy sao? Đinh Nhất Minh là tay lõi đời trên thương trường, ban nãy trong lời nói của Nạp Lan Nhược Phong có nhắc đến Nạp Lan cử Đức, hoàn toàn không nhìn ra được ý tứ của Nạp Lan Nhược Phong. Suy nghĩ của con trai không thể nào thay thế được suy nghĩ của cha mẹ, điểm này Đinh Nhất Minh đã lăn lộn thương trường mười mấy năm, hiểu rất rõ ý nghĩa trong đó. Ha ha! Nạp Lan Nhược Phong thản nhiên cười, nhìn Đinh Nhất Minh rồi hỏi. Lô Vĩ trả lời như thế nào? Vốn việc này do đội trưởng đội trọng án cục công an thành phố Thủy Châu Giang Sinh Bảo phụ trách, không chỉ là một việc nhỏ. Lúc đó nghe nói phó giám đốc sở Tiếu Duệ Phong gọi điện thoại yêu cầu Giang Sinh Bảo thả người. Song Giang Sinh Bảo vẫn cứ kéo dài. Thế nhưng, cũng không biết là có chuyện gì. Không đến 2 giờ sau, tình hình lại xảy ra thay đổi. Giang Sinh Bảo đem vụ án này chuyển thành án hình sự, vì thế, lập tức giao cho Cục Công an Hình sự thành phố điều tra. Mà chịu trách nhiệm điều tra là đội trưởng Hướng Minh Huy. Không lâu sau Lô Vĩ đích thân tới Cục, đích thân thụ lý vụ án này. Tôi đã gọi điện thoại cho Lô Vĩ, tuy nhiên, người này nói chuyện khá là cứng rắn. Nói là nên làm thế nào sẽ làm thế ấy. Tôi bảo Đinh Hùng đi bảo lãnh, nhưng Lô Vĩ không cho. Anh xem, một chuyện nhỏ thế này, không phải chỉ là say rượu rồi đụng xe thôi sao? Chúng tôi bồi thường phí sửa chữa xe thì cho đi đi,
không ngờ có người không chịu buông tha muốn mượn cớ gây khó dễ. Tôi lo liệu có phải có kẻ muốn mượn cớ làm chuyện gì đó không? Hơn nữa, chuyện này, nghe Đinh Hùng nói là nguyên nhân gây ra được cho là phức tạp. Đinh Nhất Minh sắc mặt có chút u ám. Cho là phức tạp, rốt cuộc nguyên nhân là như thế nào? Nạp Lan Nhược Phong thản nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn Đinh Nhất Minh hỏi. Cái này, có thể sẽ liên lụy đến lệnh công tử cử đức. Nhất Minh nói, người này đương nhiên có thâm ý, chính là muốn đẩy Diệp Phàm sang cho Nạp Lan Nhược Phong. Chỉ cần ông ta ra mặt, có chuyện gì không thể giải quyết chứ? Ồ, còn liên lụy đến cử đức, nói nghe xem. Nạp Lan Nhược Phong cũng không phải người dễ lừa, xem chừng cũng đã nghĩ đến chuyện gì đó, hừ một tiếng nói. Lúc trước ở hội sở Hoàng Thị, công tử cử đức không phải thích cô nàng nữ phát thanh viên Tống Trinh Giao của đài truyền hình tỉnh sao? Đinh Nhất Minh vừa nói đến đây, Nạp Lan Nhược Phong đã ngắt lời hắn, hỏi. Có phải là con gái của chủ tịch Tống không? Không sai, chính là cô ấy. Nghe nói lúc đó chị em tốt của Tống Trinh Giao, cũng chính là phóng viên của báo tỉnh, Lan Điền Trúc muốn phỏng vấn tôi. Cho nên, vừa hay đến giờ ăn cơm, Đinh Hùng mời họ đi ăn cơm. Lúc đó cử đức suy nghĩ không phải là muốn tặng hoa sao. Bởi vì, trước đó cô nàng Trinh Giao đã có qua lại với cử đức một thời gian. Gần như cũng đến lúc tặng hoa rồi. Kết quả, lại toàn bị Diệp Phàm quấy nhiễu, động thủ cướp người cướp hoa không nói. Hơn nữa, tên đó còn động thủ đá bàn đánh người. Quá ngông cuồng, thực sự là bại hoại đạo đức, mà ông chủ hoàng của hội sở Hoàng Thị chỉ dám giận mà không dám nói. Nói ra cũng phải thôi. Trên địa bàn của người ta, sao dám nói gì chứ? Đinh Nhất Minh cố ý thở dài. Thực ra, chuyện vốn là con trai của Tiếu Nhuệ Phong là Tiếu Kỳ gọi cảnh sát tới bắt người, cuối cùng lại bị con trai của Phí Mãn Thiên là Phí Hướng Phi dọa cho vỡ mật, Đinh Hùng vẫn chưa kể với Đinh Nhất Minh. Nếu không, chắc hẳn Đinh Nhất Minh có đến tìm Nạp Lan Nhược Phong hay không thì còn phải suy nghĩ đã. Gay gâu nhất là Nạp Lan Nhược Phong cũng phải cân nhắc lợi hại trong đó. Chính là chuyện Nạp Lan cử đức có qua lại với Tống Trinh Giao có phải là gã Đinh Hùng bịa đặt ra hay không? Thực ra là tối hôm đó Trinh Giao là lần đầu tiên cùng ăn cơm với Nạp Lan cử đức. Trước đó là do Nạp Lan cử đức thường xuyên trông thấy Tống Trinh Giao ở trên TV, liền giật mình ngỡ là thiên nhân. Vẫn chỉ là bệnh yêu đơn phương mà thôi. Hừ, chàng thanh niên này, cũng hơi quá rồi đấy. Nạp Lan Nhược Phong quả nhiên là nổi giận rồi, chén trà đập mạnh xuống bàn trà. Phát ra một tiếng chát. Vốn dĩ chuyện này ông ta không biết sự tình. Lúc đó Nạp Lan cử đức sau khi về nhà cũng không nói gì về chuyện này. Không thể ngờ được con trai lại đang theo đuổi Tống Trinh Giao của Tống gia. Nếu hai đứa thật sự có thể nên chuyện, vậy Nạp Lan gia và Tống gia sẽ trở thành thông gia, đó quả là một chuyện tốt. Giờ phút này, đối với kẻ phá rối là đồng chí Diệp Phàm kia, Nạp Lan Nhược Phong thật sự có thành kiến. Sau khi nguôi giận, Nạp Lan Nhược Phong nhấc điện thoại, bấm một dãy số, thấy có người nghe liền nói. Trưởng ban Minh Châu, xin chào, tôi là Nạp Lan Nhược Phong đây. Xin chào bí thư Nhược Phong. Lô Minh Châu đáp, giọng nói có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay vì chuyện tang lễ của người già trong nhà mà bận đến chóng cả mặt, Lô Minh Châu cũng khá là mệt. Xin trưởng ban Minh Châu hãy nén bi thương. Nạp Lan Nhược Phong nói. Lô Minh Châu cũng cảm thấy kỳ lạ. Đang yên đang lành sao lại nói đến chuyện này. Tuy nhiên, ngoài miệng cũng đáp lại một tiếng cho đúng đạo. Cảm ơn. À, hội trưởng Đinh có đứa cháu tên là Đinh Hạo. Nạp Lan Nhược Phong đem sự việc kể lại một lượt. Ồ, việc này tôi vẫn chưa biết. Để Lô Vĩ về tôi hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lô Minh Châu trong lòng trầm xuống, cũng không biết phải xử lý việc này như thế nào. Nếu đổi lại người bị đụng xe bị đánh không phải là Diệp Phàm. Chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn. Có vị phó bí thư Nạp Lan Nhược Phong này ra mặt rồi, Lô Minh Châu sẽ không nói hai lời mà ra mặt xin giúp cho chuyện này. Song giờ lại đề cập đến Diệp Phàm. Trước khi qua đời, cha mẹ đã cẩn thận dặn dò là phải kính trọng Diệp tiên sinh. Hơn nữa, Diệp Phàm lại giúp Lô ra một việc lớn, chuyện này, bảo Lô Minh Châu sao có thể đi kêu Lô Vĩ thả người chứ. Đành phải áp dụng cách kéo dài vào đây thôi. Đương nhiên Lô Minh Châu cũng biết rằng, làm như vậy Nạp Lan Nhược Phong chắc chắn sẽ nhận ra được điều gì đó. Nhưng giờ phút này cũng không để ý được nhiều như vậy. Vừa nghe thấy thái độ trả lời của Lô Minh Châu, sắc mặt của Nạp Lan Nhược Phong chợt có chút u ám.
nếu Lô Minh Châu thật sự đồng ý giúp đỡ, nhất định sẽ gọi điện thoại cho Lô Vĩ. Cách nói như vậy, rõ ràng là đang đùn đẩy. Nạp Lan Nhược Phong là con cáo già, sao không hiểu được ý tứ trong đó chứ? Vậy được, cúp máy nhé. Sau khi cúp điện thoại, bang một tiếng, di động bị Nạp Lan Nhược Phong ném lên trên bàn. Sao vậy? Đinh Nhất Minh trong lòng trầm xuống, trực giác cho thấy việc này có chút phức tạp rồi. Hừ, lại kéo dài. Nạp Lan Nhược Phong hừ lạnh nói.